siêu. Khi cỗ quang mang này biến mất thì một khỏa đan dược màu vàng chừng ngón tay rơi vào trong tay Đạm Đài Tuyết Phi. Dược hương mê người tràn ra, năng lượng bàng bạc đáng sợ khuếch tán khiến cho mọi người nhìn vào có chút run sợ, vô luận là từ màu sắc hay là năng lượng, đan dược này đều có thể coi là hoàn mỹ. Linh đan thất phẩm sơ giai đỉnh phong thanh thần huyền linh đan, chúng ta thắng là chuyện đã định rồi. Trên mặt trưởng lão Diêu Dũng của Thiên Vân Đảo có chút tiêu ý, bằng vào thực lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra thanh thần huyền linh đan này đã tới cấp bậc thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Bằng vào tu vi linh vương tam trọng của Đạm Đài Tuyết Phi có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong tuyệt đối là bất phàm. Mà lúc này nhìn dáng vẻ Lục Lâm Thiên, chắc chắn sẽ thua. Đạm Đài Tuyết Phi luyện chế ra đan dược, đám người thải ra cũng khẽ mỉm cười. Chỉ có thể thôi sao? Thượng quan Nguyệt Minh nhìn Lục Lâm Thiên, thanh thần huyền linh đan do Đạm Đài Tuyết Phi luyện chế ra đã đạt tới thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Mà khí thế Lục Lâm Thiên ngay từ đầu đã không bằng Đạm Đài Tuyết Phi, tốc độ cũng chậm hơn không ít. Nếu tính toán, chắc chắn Lục Thiếu Du sẽ thua. Nắm đan dược trong tay, Đạm Đài Tuyết Phi từ từ đứng dậy, trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người kia lúc này đã tái nhợt tới cực điểm. Thanh thần huyền linh đan thất phẩm sơ giai đỉnh phong đủ để khiến nàng tiêu hao rất nhiều linh khí. Nhìn Lục Lâm Thiên lúc này còn đang luyện chế đan dược, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia hiện lên tiêu ý nhàn nhạt. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chuyện nàng thắng đã định. Khi trước trong thành Cự Giang nàng bại bởi thanh niên áo xanh này, ngày hôm nay trên phương diện luyện đan nàng cũng có thể thắng lại hắn một lần. Giờ phút này trên khuôn mặt tái nhợt của Đạm Đài Tuyết Phi hiện lên nụ cười kiêu ngạo, trong Đông Hải nàng là đệ nhất trong đám người trẻ tuổi, là thiên kiêu chi nữ của Thiên Vân Đảo, đây cũng là ngạo khí của nàng. Hóa ra là thanh thần huyền linh đan, còn tới cấp bậc thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, Đạm Đài Tuyết Phi luyện chế ra đan dược gì Lục Lâm Thiên đã biết được. Thanh thần huyền linh đan, thất phẩm sơ giai, cấp bậc linh vương dùng có thể tăng cường không ít linh lực. Đương nhiên giá trị dược liệu luyện chế thanh thần huyền linh đan tuyệt đối vô cùng kinh khủng, người bình thường tuyệt đối không thể luyện chế nổi. Mà thanh thần huyền linh đan do Đạm Đài Tuyết Phi luyện chế đã đạt tới cấp bậc thất phẩm sơ giai đỉnh phong, tạo nghệ trên phương diện luyện đan tuyệt đối kinh khủng. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ bội phục nữ tử xinh đẹp kia. Luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong quả thực đúng là cường hãn. Ngay cả hắn cũng phải kém hơn một chút. Trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng, Đạm Đài Tuyết Phi đã luyện chế xong thanh thần huyền linh đan thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Bây giờ cho dù hắn cũng luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong thì đã thua trên phương diện thời gian. Huống chi đan dược hiện tại hắn luyện chế tuy rằng cũng đạt tới thất phẩm sơ giai, thế nhưng còn chưa đạt tới cấp bậc thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, nếu hắn muốn thắng Đạm Đài Tuyết Phi vậy thì cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm trung giai, bằng không nhất định sẽ thua. Thế nhưng muốn luyện lại là chuyện không có khả năng. Huống chi dùng thực lực của hắn cũng vô pháp có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm trung giai, nếu như hắn bị thua, Thiên Vân Đảo có thể mượn cớ đối phó với Đoan Mộc gia. Đến lúc đó hắn cũng không thể nói thêm gì, dù sao Lưu Tô Đảo này cũng là địa bàn của Thiên Vân Đảo. Bản thân hắn đã thua, thế nhưng hắn không thể thua cho nên sắc mặt Lục Lâm Thiên vô cùng ngưng trọng. Cô gia Đoan Mộc gia hình như thua rồi. Đạm Đài Tuyết Phi chính là đệ nhất cường giả trong Đông Hải. Người này đương nhiên không thể so sánh được. Chỉ là người này cho dù thua cũng không mất mặt, tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, chỉ sợ cũng chỉ dưới Đạm Đài Tuyết Phi mà thôi. Đám người bốn phía, nhìn thân ảnh Lục Lâm Thiên, không ngừng thấp giọng nghị luận. May mà có sự chuẩn bị, có thành công hay không cũng nên thử một lần. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, sau khi hít sâu một hơi khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Thủ ấn trong tay biến hóa, linh lực bắt đầu khởi động. Dưới đáy Hỏa Long đỉnh có một đám linh dịch đột nhiên xuất hiện. Đoàn linh dịch này so với đoàn linh dịch vừa mới ngưng tụ thành đan còn nhiều hơn. Những linh dịch này chính là thứ mà Lục Lâm Thiên từ đầu đã luyện chế ra, thế nhưng lúc ngưng tụ thành đan linh dịch quá mức khổng lồ cho nên bị chia ra mà thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Đạm Đài Tuyết Phi nhìn nụ cười quỷ dị của Lục Lâm Thiên, đột nhiên có dự cảm không tốt. Ngay từ đầu thấy Đạm Đài Tuyết Phi tự tin như vậy, Lục Lâm Thiên làm sao có thể không phòng bị. Thứ Lục Lâm Thiên định luyện chế chính là yêu linh đan, một loại đan dược đặc biệt. Ngay từ đầu Lục Thiếu Du đã đề phòng việc ngoài ý muốn cho nên tài liệu luyện chế yêu linh đan đều là đan dược thất phẩm trung giai, chỉ là thời gian luyện chế mọi người lại tưởng rằng hắn luyện chế đan dược thất phẩm sơ giai.
luyện chế đan dược thất phẩm trung giai Lục Thiếu Du cũng không có một chút nắm chắc nào. Cũng bởi vì như vậy lúc yêu linh đan ngưng tụ, bởi vì linh dịch ngưng tụ có chút sai sót, cũng bởi vì sợ xuất hiện sai sót cho nên Lục Lâm Thiên cũng không luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Bằng không dùng linh hồn lực của Linh Vương mà nói, coi như nghiên cứu trên phương diện đan dược không nhiều, thế nhưng tuyệt đối không yếu hơn Đạm Đài Tuyết Phi. Trình độ nắm giữ linh hồn lực trong quá trình luyện chế đan dược chiếm địa vị cực lớn, có bước chỉ cần linh hồn lực cường hãn là có thể trực tiếp bỏ qua. Khi Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, trong Hỏa Long Đỉnh, đoàn linh dịch kia trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, linh dịch được hỏa diễm khống chế, bao quanh yêu linh đan sắp thành hình. Hắn muốn làm gì? Lúc này tất cả những người có ánh mắt bất phàm đều kinh ngạc tới cực điểm. Chuyện gì đang xảy ra? Đan dược này đã thành đan, người này đang làm gì vậy? Bọn họ chưa từng thấy qua ai luyện chế đan dược như vậy cả. Ồ! Lúc này Lục Tâm Đồng ngẩn ra, các bước luyện chế đan dược của ca ca dường như có chút quái dị. Hắn lại có chủ ý gì đây? Đạm Đài Tuyết Phi lúc này cực kỳ nghi hoặc. Mà khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Đan dược bình thường đương nhiên đều luyện chế giống nhau. Thế nhưng yêu linh đan lại không giống như vậy. Yêu linh đan từ phẩm cấp thấp cho đến phẩm cấp cao, những tài liệu cần đều không khác nhau nhiều. Chỉ là phẩm giai càng cao dược liệu càng nhiều, đồng thời đẳng cấp cũng càng cao. Thế nhưng so với dược liệu đồng phẩm thì lại giống như đúc. Tỷ như yêu linh đan tứ phẩm chia làm tứ phẩm sơ giai, trung giai, cao giai. Thế nhưng ba loại yêu linh đan này có một chỗ duy nhất không giống nhau chính là dược liệu yêu linh đan trung giai so với yêu linh đan sơ giai còn nhiều hơn không ít. Mà đan dược yêu linh đan cao giai so với trung giai cũng nhiều hơn. Hiện tại Lục Lâm Thiên luyện chế yêu linh đan thất phẩm cũng là như vậy. Yêu linh đan thất phẩm trung giai và yêu linh đan thất phẩm sơ giai, dược liệu cần đều giống như đúc. Lục Lâm Thiên từ trước đã sớm chuẩn bị, tới lúc cuối cùng. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn hắn cũng chỉ có thể liều mạng một chút. Mà hiện tại điều ngoài ý muốn đã xuất hiện cho nên sự chuẩn bị của hắn cũng có tác dụng. Linh dịch bàng bạc tiến về phía yêu linh đan sắp thành hình, cắt đứt sự quán trú của năng lượng trong thiên địa. Những năng lượng trong thiên địa trên trời lập tức mất đi mục tiêu mau chóng tán loạn. Siêu siêu. Cũng vào lúc này, sắc mặt Lục Lâm Thiên đột nhiên tái nhợt, linh dịch tiến về yêu linh đan sắp thành hình. Năng lượng ẩn chứa bên trong đề cao phẩm giai yêu linh đan, điều này khiến cho linh lực trong người Lục Lâm Thiên không thể chống đỡ. Linh hỏa đột nhiên hạ thấp nhiệt độ, những đoàn linh dịch trong đó bị ngừng luyện hóa. Mặc dù Lục Thiếu Du dựa vào linh hồn lực bàng bạc bao vây yêu linh đan sắp thành hình thế nhưng cũng sắp nứt nẻ. Bước cuối cùng này cũng chỉ có thể dùng bí pháp cửu chuyển thiên linh, chuyển thứ nhất. Trong chốc lát, tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra. Một đạo thủ ấn phức tạp được kết. Giữa không trung lập tức run lên, một đạo quang cháo trong nháy mắt lan tràn quanh thân Lục Lâm Thiên. Một cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ, một cỗ khí tức mới lạ đột nhiên từ trên người Lục Thiếu Du kéo lên. Trong nháy mắt khí tức quanh người Lục Lâm Thiên đột nhiên tăng vọt từ Linh Vương tam trọng tới Linh Vương tứ trọng. Bí pháp, hắn muốn luyện chế đan dược thất phẩm trung giai sao? Cảm nhận khí tức trên người Lục Lâm Thiên biến hóa, Đạm Đài Tuyết Phi rốt cuộc cũng biết Lục Lâm Thiên muốn làm cái gì. Hóa ra Lục Thiếu Du định đề thăng phẩm giai của đan dược, luyện chế đan dược thất phẩm trung giai. Mà lúc này Lục Thiếu Du muốn hơn nàng cũng chỉ có thể luyện chế đan dược thất phẩm trung giai mà thôi. Coi như là đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong, trên thời gian cũng thua so với nàng. Không ngờ lại có bí pháp. Biến hóa của Lục Lâm Thiên khiến cho đám người Diêu Dũng, Thượng Quan Minh Nguyệt đại biến. Dùng ánh mắt của bọn họ dự định của Lục Lâm Thiên lúc này đương nhiên cũng có thể nhìn ra được một chút. Cảm giác quá tuyệt vời a. Trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ sợ hãi, khi thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh này trong không trung có một cỗ năng lượng trong thiên địa vô hình hội tụ, trực tiếp đề thăng tu vi của hắn. Thực lực trong nháy mắt đề cao khiến cho toàn thân có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Siêu siêu. Tu vi trong nháy mắt tăng lên Linh Vương tứ trọng, thủ ấn Lục Lâm Thiên biến hóa, linh lực rót vào trong Hỏa Long đỉnh, hỏa diễm lập tức cuồn cuộn. Hỏa diễm gào thét, nhiệt độ lần nữa kéo lên tới một độ cao mới, trong không gian xuất hiện khói trắng. Đoàn linh dịch nứt nẻ kia bắt đầu bị bao phủ. Còn chưa được. Trong đầu Lục Lâm Thiên phát hiện ra tuy rằng hắn có thể đem linh dịch bao phủ yêu linh đan sắp thành hình, thế nhưng còn chưa thể đem linh dịch dung nhập vào bên trong. Nhiệt độ của linh hỏa quá thiếu, đan dược thất phẩm trung giai so với đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong hơn kém nhau khá lớn.
Hiện tại hắn thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh mới tăng tu vi lên linh vương tứ trọng, thế nhưng cũng khó mà làm được. Nếu như không dựa vào linh hồn lực bàng bạc trong đầu càng khó mà duy trì được như vậy. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nếu như ngay từ đầu hắn đã luyện chế yêu linh đan thất phẩm trung giai bằng tu vi linh vương tứ trọng lúc này có lẽ có thể làm được rồi. Thế nhưng nửa đường muốn tăng cường phẩm giai thì độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Yêu linh đan sắp thành đan cho nên muốn lần nữa dung hợp với linh dịch, trở ngại bên trong quá lớn. Sợ rằng không đơn giản mà làm được, bất luận một chút biến hóa nào cũng có thể khiến cho luyện hóa thất bại. Mà biến hóa kinh người kia khiến cho mọi người kinh hãi tới mức há hốc mồm. Phương pháp nửa đường tăng cường phẩm giai này cũng chỉ có Lục Lâm Thiên mới dám luyện chế, đổi lại là linh vương bình thường mà nói, nào dám luyện chế như vậy. Trong chuyện này linh hồn lực bàng bạc của Lục Lâm Thiên đóng tác dụng vô cùng lớn. Dưới linh hồn lực mạnh mẽ cùng trình độ khống chế linh hỏa tinh chuẩn, nếu không có như vậy thì sợ rằng Lục Lâm Thiên sớm đã thất bại. Mặc dù linh hồn lực bàng bạc, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng cảm thấy kinh ngạc. Còn không được, chỉ có thể liều mạng một lần, đây là cơ hội cuối cùng. Tới hiện tại Lục Lâm Thiên đã không còn bất luận đường nào lùi nữa. Không thành công thì chính là thất bại, mà hiện tại hắn không thể thất bại. Mà nếu muốn thành công cũng chỉ có thể tiếp tục tăng cường tu vi, tu luyện bí pháp cửu chuyển thiên linh trong thời gian ngắn ngủi cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể tu luyện thành nhất chuyển, muốn dùng nhị chuyển căn bản là lực bất tòng tâm. Chuyển càng cao, lại càng khó tu luyện. Bí pháp cửu chuyển thiên linh, nhị chuyển. Trong lòng hét lớn một tiếng, lúc này hắn chỉ có thể liều mạng, dùng toàn lực thôi động ra nhị chuyển, cánh tay đánh ra từng đạo thủ ấn phức tạp. Giữa không trung, một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa lần nữa hội tụ tới. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên lần nữa được kéo lên. Trong nháy mắt khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên đột nhiên từ linh vương tứ trọng tăng lên linh vương ngũ trọng. Lần thứ hai vượt qua một khoảng cách lớn. Linh vương ngũ trọng, còn có thể đề thăng. Khí tức Lục Lâm Thiên lần nữa tăng vào tới linh vương ngũ trọng khiến cho Đạm Đài Tuyết Phi không nhịn được mà kinh hãi. Đám người Thượng Quan Minh Nguyệt, Diêu Dũng càng giật mình không ngớt. Bọn họ không nghĩ tới Lục Lâm Thiên này lại có thủ đoạn như vậy. Đối với đám người Diêu Dũng, Thượng Quan Minh Nguyệt, Đạm Đài Tuyết Phi mà nói, loại bí pháp đề cao tu vi này tuy rằng cực kỳ khó gặp. Thế nhưng bọn họ cũng đã nghe nói qua. Chỉ là tới cấp bậc như linh vương trong nháy mắt có thể đề thăng hai trọng, loại bí pháp này tuyệt đối bất phàm. Bí pháp bình thường chỉ có tác dụng với vũ tướng, vũ phách, linh tướng, linh phách mà thôi, bí pháp có tác dụng ở đẳng cấp vũ xuất, linh xuất cũng tuyệt đối là bất phàm rồi. Hình như thực lực mạnh hơn rất nhiều. Trên sân rộng, đại bộ phận người không quá rõ ràng. Thế nhưng khí tức Lục Lâm Thiên tăng vọt bọn họ cũng có thể cảm giác rõ ràng được. Cỗ khí tức này đã càng ngày càng mạnh, càng lúc càng kinh khủng. Dung hợp, tu vi lần nữa được đề thăng Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, linh lực cuồng bạo trong nháy mắt bắn vào trong hỏa long đỉnh, linh hỏa cuồn cuộn, nhiệt độ lần thứ hai được đề cao tới mức độ kinh khủng. Sóng gợn trong không gian đều bị nhuộm thành màu đỏ rực. Dưới tu vi linh vương ngũ trọng, linh dịch trong hỏa long đỉnh dưới hỏa diễm nóng bỏng rốt cuộc cũng bị mạnh mẽ luyện hóa vào yêu linh đan đang thành hình. Trên đan dược lại có một cỗ năng lượng ba động truyền ra. Mà lúc này cũng không qua bao lâu, nửa canh giờ sau, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thế nhưng khí thế mạnh mẽ quanh người khiến cho người nhìn vào không khỏi run sợ. Đột nhiên, hai tay Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, miệng quát nhẹ một tiếng. Dung hợp. Siêu. Tiếng quát trong miệng Lục Lâm Thiên vừa dứt, một đạo quang mang từ trong hỏa long đỉnh bắn ra. Dưới đạo quang mang này không gian đều run rẩy, trên bầu trời năng lượng trong thiên địa lần nữa hội tụ. Trong nháy mắt năng lượng trong thiên địa lũ lượt kéo tới. Năng lượng thiên địa bàng bạc như vậy hội tụ khiến cho bầu trời lúc này giống như phong vân biến sắc. Ánh sáng đều bị che khuất, năng lượng thiên địa bàng bạc cuối cùng dùng tốc độ như sấm sét trong nháy mắt rót vào trong hỏa long đỉnh rồi tiến vào trong quả đan dược đang thành hình kia. Trên không trung phong vân biến sắc, năng lượng trong thiên địa như sấm sét rót vào trong hỏa long đỉnh, khí thế bực này so với Đạm Đài Tuyết Phi rõ ràng còn mạnh hơn nhiều. Mọi người vô cùng kinh ngạc, toàn bộ sân rộng triệt để sôi trào. Vô số người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lục Lâm Thiên vô cùng kích động. Máu trong người giờ phút này sôi sục. Đan dược thất phẩm trung giai. Đây nhất định là đan dược thất phẩm trung giai. Trời ạ, khí thế như vậy so với Đạm Đài Tuyết Phi còn mạnh hơn không ít. Tuyệt đối là đan dược thất phẩm trung giai.
không nghĩ tới vị hôn phu của y tiểu thư lại có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm trung giai. Thất phẩm trung giai a. Thải Nhân Phượng, Thượng Quan Thừa Ân há hốc mồm nhìn biến hóa trong sân. Hai người đều là thiên kiêu chi tử trên Thiên Vân Đảo, thế nhưng lúc này cả hai người đều có cảm giác thất bại. Bởi vì so sánh với Lục Lâm Thiên này, bọn họ còn kém quá nhiều. Mà ngay cả Diêu Dũng, Thượng Quan Nguyệt Minh, Thải Mai Linh ánh mắt cũng có chút biến hóa, trong lòng âm thầm cảm thán. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt kiên nghị của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bình tĩnh đánh ra từng đạo thủ ấn, từng đạo lưu quang liên tục đánh vào trong Hỏa Long Đỉnh. Đạm Đài Tuyết Phi dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn vào thân ảnh màu xanh, trong mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới bản thân nàng trên phương diện luyện đan này lại kém hơn hắn. Mà nam tử áo xanh trước mặt nàng không ngờ thực lực lại tới bước này. Ngay cả thiên phú trên phương diện luyện đan cũng không thua nàng bao nhiêu. Mấy năm nay nàng vẫn luôn vì địa vị đệ nhất nhân Đông Hải mà kiêu ngạo, thế nhưng quả thực nàng cũng có vốn để kiêu ngạo. Mà hiện tại, đây là lần đầu tiên nàng thua hai lần trước mặt nam nhân này. Đạm Đài Tuyết Phi không ngừng suy tư, rốt cuộc nam tử này là dạng người nào, trong lòng nàng hiểu, coi như là có thiên phú tuyệt hảo, thế nhưng không có nỗ lực cùng với gian khổ tuyệt đối không có thành tích quá lớn. Sợ rằng nam tử trước mắt nàng trên con đường tu luyện nhất định vô cùng gian khổ. Thành công và mồ hôi xương máu luôn ở cùng một chỗ. Mà bên người nam tử này có không ít nữ tử tuyệt sắc, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song Vân Dương Tông, còn có Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn, đều là thiên kiêu chi nữ. Tất cả đều là hạng người tuyệt sắc đều vì hắn mà khuynh đảo, mị lực bực này quả thực hiếm thấy. Nghĩ vậy Đạm Đài Tuyết Phi đột nhiên muốn hiểu rõ về nam tử này hơn một chút. Mấy năm nay người theo đuổi nàng vô số, thế nhưng nàng không để vào trong mắt, hoàn toàn khinh thường. Nàng có sự kiêu ngạo của nàng, nam tử bình thường làm sao nàng đặt vào trong mắt. Thế nhưng hiện tại, gặp nam tử bản thân nàng không bằng, trong lòng không có một ai chiếm giữ đột nhiên lại khắc sâu hình bóng nam nhân kia. Nữ nhân chính là như vậy, một khi hiếu kỳ với một nam nhân, trong lòng của nàng nhất định sẽ có vết tích của nam nhân này, càng hiếu kỳ vết tích càng đậm. Siêu siêu. Năng lượng bàng bạc trong thiên địa rót vào trong Hỏa Long Đỉnh, vô số ánh mắt mang theo tâm tình khác nhau nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có tâm tư để ý, sắc mặt hắn bình tĩnh, hai mắt nhìn chăm chú vào trong Hỏa Long Đỉnh. Trong Hỏa Long Đỉnh, trên yêu linh đan đang thành hình kia có một cỗ năng lượng nhanh chóng kéo lên, năng lượng bắt đầu tiết ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này Lục Lâm Thiên biết, năng lượng tràn ra ngoài thì luyện chế yêu linh đan sẽ thất bại. Sau khi hít sâu một hơi, tay áo Lục Lâm Thiên vung lên, một cỗ linh lực bàng bạc nhanh chóng tiến vào trong Hỏa Long Đỉnh, linh hỏa lần nữa cuồn cuộn hung hăng bao phủ đám năng lượng tràn ra ngoài. Phanh phanh! Trong chớp mắt toàn bộ Hỏa Long Đỉnh run lên, năng lượng ba động khuếch tán. Dưới cỗ năng lượng ba động này, cả Hỏa Long Đỉnh lập tức run rẩy, một đạo quang mang đỏ rực dưới ánh mắt chấn động của vô số người phóng lên cao. Trong đạo quang mang này mơ hồ tràn ra năng lượng ba động khiến cho tất cả những người có mặt hoảng sợ. Tiếp theo, đạo quang mang này tán loạn trên không trung, đồng thời, hiện tượng phong vân biến sắc trên bầu trời cũng tiêu tán. Một đạo lưu quang màu đỏ từ từ hiện ra. Năng lượng thật mạnh mẽ, đây là đan dược gì? Trong chớp mắt ánh mắt như hoa nhìn chăm chú vào trong đạo lưu quang trên bầu trời. Năng lượng từ trong lưu quang tràn ra khiến cho trong lòng nàng cực kỳ rung động. Thậm chí nàng có một loại cảm giác, nếu như mình ăn vào đan dược này thực lực nhất định có thể tăng cường không ít. Thu! Lục Lâm Thiên quát nhẹ một tiếng, một đạo lưu quang trong tay phóng lên cao đem đan dược màu đỏ này hút vào trong tay. Trên bề mặt đan dược có lưu quang quanh quẩn, một cỗ năng lượng ba động khiến cho tim mọi người đập nhanh chợt lóe lên rồi biến mất. Khi tất cả biến mất, trên sân rộng lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng. Tuyết Phi cô nương! Không biết lần thi đấu này ai thắng ai thua. Lục Lâm Thiên nâng yêu linh đan thất phẩm trung giai lên rồi nhìn Đạm Đài Tuyết Phi nói. Lục trưởng môn thắng, ta cảm thấy không bằng. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Lâm Thiên, nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng với thân ảnh cao ngất kia, nàng biết mình đã thua. Thất phẩm sơ giai đỉnh phong và thất phẩm trung giai, so sánh với nhau, mặc dù nàng luyện chế thành công đầu tiên thế nhưng cũng vô dụng. Trong đôi mắt kiêu ngạo của nàng rốt cuộc cũng xuất hiện sự bất thường. Nàng được gọi là tồn tại yêu nghiệt trong Đông Hải, thế nhưng thanh niên áo xanh trước mắt nàng mới chân chính là yêu nghiệt. Nhiều năm trôi qua như vậy, vô số thanh niên tài tuấn, rồng trong loài người vì nàng mà điên đảo thế nhưng nàng cũng không để ý tới.
Đột nhiên lúc này từ sâu trong lòng nàng có chút rung động. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, là thứ mà trước nay nàng chưa từng có. Không ngờ Tuyết Phi cô nương chịu thua. Vậy sau này Lưu Tô Đảo vẫn do Đoan Mộc gia trưởng quản, đừng ai động vào nó, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhìn bốn phía, Đạm Đài Tuyết Phi đã chịu thua, Lục Lâm Thiên mặc kệ đám người thượng quan Minh Nguyệt, diêu dũng mà lên tiếng. Đoan Mộc gia tộc thắng lợi. Cô gia thật giỏi a. Trong Đoan Mộc gia, thanh âm Lục Lâm Thiên vừa dứt lập tức tiếng ầm ĩ vang lên. Mấy ngày nay đối với Đoan Mộc gia mà nói chính là một loại giày vò. Khi nhìn thấy Đạm Đài Tuyết Phi luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong đầu tiên mọi người đều có thể nhìn ra. Mà biến hóa lúc này khiến cho người Đoan Mộc gia từ địa ngục lên thiên đường, áp lực và sự khẩn trương trong lòng, còn có hưng phấn kích động giờ phút này lập tức thả ra. Tất cả đệ tử Đoan Mộc gia đều không biết vị cô gia này tên họ là gì, thế nhưng lúc này đã không còn quan trọng. Trong lòng bọn họ chỉ biết đây là cô gia của Đoan Mộc gia bọn họ, một người trà đạp thải ra. Đánh bại Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo, là vị cô gia nghịch chuyển tình thế, chỉ như vậy đã đủ rồi. Tất cả đệ tử Đoan Mộc gia đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão lúc này cũng dùng ánh mắt nóng bỏng không che giấu được sự kích động trong lòng, toàn thân run rẩy nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đoan Mộc gia thắng, Lưu Tô Đảo vẫn là của Đoan Mộc gia. Lưu Tô Đảo đời đời do Đoan Mộc gia trưởng quản. Rốt cuộc ở đời bọn họ cũng có thể bảo vệ được nó. Chí ít lúc này đã bảo vệ thành công. Giờ phút này sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, bí pháp cửu chuyển thiên linh đình chỉ, toàn thân hắn run lên, uể ả hầu như muốn ngã xuống đất. Đây là loại cảm giác tiêu hao hầu như không còn, thậm chí còn là tiêu hao tới cực điểm, linh lực vô pháp chống đỡ, giống như nước giếng bị khô kiệt vậy. Toàn thân Lục Lâm Thiên hiện tại vô lực, thậm chí ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Linh lực toàn thân rơi vào trạng thái tê liệt, trong lòng Lục Lâm Thiên kinh hãi, bất luận bí pháp để thăng tu vi nào đều có tác dụng phụ lớn hoặc nhỏ. Tác dụng phụ của bí pháp cửu chuyển thiên linh này tuy rằng có thể coi như không có, chỉ ít bí pháp này sẽ không tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với tu luyện sau này. Có một ít bí pháp một khi thi triển thậm chí sẽ làm tổn thương thân thể và linh hồn. Đối với tu luyện sau này có ảnh hưởng vô cùng lớn. Thế nhưng mặc dù bí pháp cửu chuyển thiên linh không có tác dụng phụ quá lớn, thế nhưng trạng thái của hắn lúc này cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như giao thủ với người khác, hắn thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh này không thể đánh chết đối thủ mà nói, vậy thì cũng chỉ có thể chờ bị đối phương đánh chết mà thôi. Tiếng ầm ĩ chung quanh không dứt, vô số ánh mắt nóng bỏng trên sân rộng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu xanh kia, chuyển bại thành thắng, nghịch chuyển vô cùng hoa mỹ. Nam tử áo xanh này dùng tư thế chấn động đánh bại Đạm Đài Tuyết Phi, đánh bại đệ nhất nhân trẻ tuổi trong Đông Hải. Đoan Mộc Y Y nhìn chăm chú vào thân ảnh màu xanh kia trong mắt có tinh quang léo lên. Giờ phút này nàng mỉm cười, nụ cười giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Đoan Mộc gia tộc hân hoan, lúc này sắc mặt đám người diêu dũng, thượng quan Nguyệt Minh, thượng quan Thừa Ân, thải ra vô cùng âm trầm. Lục Lâm Thiên này không ngờ có thể luyện chế thành công đan dược thất phẩm trung giai. Lần này bọn họ không còn cớ nào khác có thể đối phó với Đoan Mộc gia được nữa. Thủ đoạn khống chế yêu thú kỳ dị trong tay Đoan Mộc gia cũng không nhất định có thể thu được. Trên ghế, Diêu Dũng, Thượng quan Nguyệt Minh nhìn nhau, vẻ mặt đều có biến hóa. Dừng. Lúc này Thượng quan Nguyệt Minh đứng lên bảo mọi người chung quanh yên lặng. Cử động của Thượng quan Nguyệt Minh khiến cho mọi người vô cùng nghi hoặc. Vô số ánh mắt nhìn vào trên người Thượng quan Nguyệt Minh. Còn muốn giở trò gì sao? Lục Lâm Thiên nở nụ cười nhợt nhạt rồi thầm nghĩ. Lục Lâm Thiên, đây chính là thi đấu của Thải Gia và Đoan Mộc Gia, ngươi nói ngươi là cô gia của Đoan Mộc Gia, theo ta biết, ngươi và Đoan Mộc Gia hoàn toàn không có quan hệ gì, ngươi chỉ mạo danh mà thôi. Khi chung quanh yên tĩnh, Thượng quan Nguyệt Minh nhìn Lục Lâm Thiên, hàn ý trong mắt bắn ra. Ngày hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng không thể buông tay. Bằng không sau này càng khó mà lấy được thủ đoạn khống chế yêu thú kia. Thượng quan Nguyệt Minh nói xong, không ít người sao động. Người Đoan Mộc gia cũng dùng ánh mắt cực kỳ nghi hoặc nhìn về phía Thượng quan Nguyệt Minh. Vị cô gia này của Đoan Mộc gia này muốn giúp Đoan Mộc gia bọn họ hay là muốn hại Đoan Mộc gia bọn họ đây? Quả nhiên còn có chiêu thức khác. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong lòng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Thượng quan Nguyệt Minh và Diêu Dũng tới Lưu Tô Đảo là vì đối phó với đám người Lục Lâm Thiên hắn.
đương nhiên tin tức do Thượng quan Thừa Ân chuyển tới cho bọn họ còn chưa biết được thân phận của hắn. Thế nhưng hai người Thượng quan Nguyệt Minh và Diêu Dũng đều cố ý tới, sao có thể từ bỏ ý đồ được cơ chứ? Thượng quan Nguyệt Minh, người có ý gì? Có thể nói rõ một chút hay không? Cảm nhận ánh mắt Lục Lâm Thiên, Thượng quan Nguyệt Minh vô hình trung run lên, lúc này Thượng quan Thừa Ân đứng dậy vẻ mặt kích động nói. Lục Lâm Thiên, biểu muội và ngươi cản bản không quen nhau. Ngươi chỉ giả mạo để xuất đầu cho Đoan Mộc gia mà thôi. Biểu muội không có khả năng là hôn thê của ngươi. Lục Lâm Thiên, ngươi căn bản không phải là hôn phu của y, cho nên trận đấu này không được tính. Thượng quan Nguyệt Minh khẽ quát một tiếng, mặc dù bị ánh mắt Lục Lâm Thiên làm cho hắn hoảng hốt. Thế nhưng dù sao bản thân hắn cũng là Vũ Vương tam trọng, trong nháy mắt điều chỉnh tâm tình, khắc chế sự hoảng hốt trong lòng. Dượng, lúc này ta mới là người có quyền lên tiếng nhất đúng không? Ta và Lục đại ca đã có hôn ước, đây chính là sự thực, lẽ nào chúng ta nói là thực, người ngoài như các người lại nói là giả sao? Đoan Mộc y đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Thượng quan Nguyệt Minh, trong mắt có vài phần lạnh nhạt. Thượng quan gia tộc này đúng là nực cười, y tiểu thư đã tự mình thừa nhận, Thượng quan gia lại nói không phải. Ta nghe nói Thượng quan Thừa Ân luôn để ý tới y tiểu thư, hiện tại y tiểu thư đã có hôn ước, sợ rằng trong lòng hắn đang khó chịu a. Trong đám người tiếng nghị luận tức thì vang lên, sắc mặt Thượng quan Nguyệt Minh càng ngày càng khó coi. Thượng quan Nguyệt Minh, ngươi nói không tính là không tính hay sao? Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Lâm Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thượng quan Nguyệt Minh. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Đây không phải là phi linh môn của ngươi. Thượng quan Nguyệt Minh càng lúc càng hoảng hốt, nhìn Lục Lâm Thiên, cảm nhận cỗ hàn ý kia khiến cho trong lòng hắn run rẩy. Phi linh môn, Lục Lâm Thiên, ta biết rồi. Người này chính là Lục Lâm Thiên, người đứng đầu thập đại cường giả. Hóa ra là hắn, người đứng đầu thập đại cường giả, vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu, thảo nào Đạm Đài Tuyết Phi lại thua ở trong tay hắn. Hắn sao lại tới Lưu Tô Đảo? Hóa ra hắn chính là Lục Lâm Thiên A. Trên sân rộng lúc này rốt cuộc cũng có người nhận ra thân phận của Lục Lâm Thiên. Tên tuổi thập đại cường giả toàn bộ đại lục sợ rằng không có mấy người không biết tới. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo sự chấn động cùng kinh ngạc. Lục Lâm Thiên nhìn Thượng quan Nguyệt Minh, ánh mắt lạnh lẽo, thủ ấn lặng lẽ được kết. Siêu! Lúc này linh lực trên người Lục Lâm Thiên thu liếm. Chân khí bàng bạc như thực chất trong đan điền tuôn ra, trên khuôn mặt trắng bệch lại khôi phục vẻ đỏ ửng khi trước. Khí thế toàn thân giống như một chiếc giếng khô kiệt một lần nữa tràn ngập nước. Siêu! Đồng thời thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Thân ảnh tạo thành một đám tàn ảnh nhạt nhạt, khi tàn ảnh biến mất thì thân ảnh Lục Lâm Thiên trong nháy mắt cũng xuất hiện bên người tứ trưởng lão của Đoan Mộc gia. Ngươi muốn làm gì? Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện khiến cho tư trưởng lão đại biến, sắc mặt có chút bối rối, toàn thân run rẩy. Ngươi không biết ta muốn gì sao? Nói xong, không gian bỗng nhiên run lên, cánh tay Lục Lâm Thiên lập tức đặt lên vai tứ trưởng lão này. Phanh! Tốc độ quá nhanh, tuyệt đại bộ phận mọi người còn chưa kịp có phản ứng. Toàn bộ sân rộng run chuyển, thanh âm bạo liệt vang lên. Tứ trưởng lão của Đoan Mộc gia hung hăng đập vào mặt đất, chung quanh bắt đầu nứt nẻ. Khục khục, tứ trưởng lão phun ra một ngụm máu, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Khi mọi người nhìn rõ mọi chuyện xảy ra thì toàn trường lập tức ồ lên. Người của Đoan Mộc gia cũng trợn mắt líu lưỡi, sắc mặt đại biến. Cả đám nhìn nhau, ân nhân của Đoan Mộc gia sao lại ra tay với tứ trưởng lão? Chỉ là nhìn thấy cảnh này, người thải ra cùng Thượng quan Nguyệt Minh, Thượng quan Thừa Ân sắc mặt run rẩy, cực kỳ khó coi. Lục đại ca. Sắc mặt Đoan Mộc y đại biến, lời còn chưa dứt đã bị Lục Lâm Thiên phất tay ý bảo không nên nói gì. Tứ trưởng lão, có lời nào cần nói hay không? Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên đi tới trước người tứ trưởng lão rồi lạnh nhạt hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Cho dù ngươi là ân nhân của Đoan Mộc gia ngươi cũng không thể làm như vậy với ta. Nhìn Lục Lâm Thiên tiến tới, ánh mắt tứ trưởng lão hoảng hốt, toàn thân cực kỳ bất an, giãy giụa không ngừng. Ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía đám người Thượng quan Nguyệt Minh. Ca ca, nếu như muốn hỏi gì từ hắn thì để cho muội tới đi. Lục Tâm Đồng nói xong thân ảnh vô thanh vô tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên, thậm chí đại bộ phận người còn chưa nhìn rõ thân ảnh nàng, tốc độ này quá nhanh.
Ngươi muốn? Tứ trưởng lão của Đoan Mộc Gia nhìn thấy Lục Tâm Đồng đến lại càng kinh hoàng. Thế nhưng lời còn chưa dứt thì Lục Tâm Đồng đã mang theo một đạo huyết sắc lưu quang bắn vào trong miệng tứ trưởng lão kia. Ngươi! Tứ trưởng lão còn muốn nói gì đó, thế nhưng lời còn chưa dứt sắc mặt lập tức đại biến. Hai tay ôm lấy bụng, ngực, cuối cùng là cổ. Khuôn mặt đỏ bừng, trong giây lát từ bên trong có vô số ấu trùng nhỏ bò ra. Ấu trùng dữ tợn đáng sợ, mang theo máu loãng cùng thịt nát từ trong khóe miệng tràn ra. Ca ca ta hỏi một câu ngươi phải đáp một câu, bằng không ngươi sẽ bị nghĩ trùng ăn thịt này thôn vệ 7 ngày 7 đêm mới có thể chết được. Lục Tâm Đồng liếc mắt nhìn vẻ mặt tứ trưởng lão dữ tợn và khủng hoảng, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Ca ca, có lẽ hiện tại hắn sẽ thành thật hơn một chút. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn tứ trưởng lão trên mặt đất rồi nói. Nói đi. Gia chủ Đoan Mộc Gia chết như thế nào? Đoan Mộc Hồng Chí sao lại tàn phế? Cái gì? Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, đệ tử Đoan Mộc Gia lập tức ồ lên, cả đám kinh ngạc nhìn về phía tứ trưởng lão nằm trên mặt đất. Đoan Mộc Y Y, cường giả Đoan Mộc Gia lúc này dường như cũng mơ hồ nhận ra được thứ gì đó. Ta nói, gia chủ bị biểu thiếu gia hạ độc chết, Hồng Chí bị thải mai linh âm thầm hạ độc thủ đánh tàn phế. Thải gia và thượng quan gia muốn đem Đoan Mộc gia đánh cho tan tác, thu huyết hồn ấn trên tay tiểu thư, ta chỉ biết có như vậy. Tha cho ta đi, cứu mạng a. Tứ trưởng lão trên mặt đất thê thảm kêu lên một tiếng. Trong khi nói chuyện từ trong miệng không ngừng có ấu trùng mang theo thịt nát cùng máu tươi tuôn ra, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Cảnh tượng này khiến cho không ít người bốn phía hít sâu một hơi. Tứ trưởng lão vừa dứt lời, đám người Đoan Mộc gia giận dữ. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Thượng quan Thừa Ân, Thượng quan Nguyệt Minh và người thải ra. Ngậm máu phun người, chuyện này có liên quan gì tới chúng ta? Đoan Mộc gia các ngươi tự biên tự diễn khổ nhục kế, hàm oan chúng ta không có cửa đâu. Thượng quan Nguyệt Minh quát lớn, vẻ mặt biến đổi. Lão Tứ, lời ngươi nói là sự thực sao? Đại trưởng lão Đoan Mộc gia lúc này cũng không nhịn được nữa, thân ảnh nhoáng lên rồi đi tới trước mặt tứ trưởng lão đang run rẩy. Đại ca, ta dám nói dối sao? Đây đều là đám người Thượng quan Nguyệt Minh cùng thải ra ép ta giúp bọn hắn. Cầu huynh cứu ta, chuyện này không liên quan tới ta à. Tứ trưởng lão lớn tiếng kêu thảm. Thượng quan Nguyệt Minh, thải mai lĩnh, Đoan Mộc gia chúng ta thể không để yên cho các ngươi. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, trường bào trong tay vung lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thượng quan Nguyệt Minh và người thải ra. Dược, ta vẫn gọi người là Dược. Người là thân nhân của ta. Thế nhưng tại sao người lại làm vậy? Hạ độc cha ta, còn muốn phế đi Hồng Chí, chúng ta là thân nhân a. Sao lòng của người lại độc ác như vậy? Đoan Mộc Y Y nhìn thẳng vào mắt Thượng quan Nguyệt Minh rồi nói. Trong ánh mắt có ướt át, hàn ý, thống khổ. Biết được kết quả như vậy trong lòng nàng khó mà tiếp thu cho được. Tuy rằng nàng đã sớm hoài nghi, thế nhưng vẫn không thể tin được chuyện này là do Thượng quan gia gây ra. Đây chính là thân nhân của nàng, bị thân nhân bán đứng khiến cho nàng không thể tiếp thu được. Bị Đoan Mộc Y Y chất vấn, Thượng quan Nguyệt Minh đột nhiên có chút bối rối, dường như ánh mắt của Đoan Mộc Y Y có lực sát thương lớn vậy. Nhìn Đoan Mộc Y Y, Thượng quan Nguyệt Minh không biết nói gì cho phải, ánh mắt lóe lên bất định, đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cắn răng nói. Y Y, là người thân bất do kỷ, tất cả đều là lỗi của Đoan Mộc gia các ngươi. Nếu như ngươi sớm đem thủ đoạn khống chế yêu thú cho ta thì cũng không có chuyện gì. Cái gì mà người một nhà, nếu như là người một nhà thì ngươi làm sao lại luôn để phòng thượng quan gia chúng ta, người một nhà sao? Tất cả đều là chó má. Huyết hồn ấn, ngươi biết ta tu luyện nó phải ra sao không? Ngươi biết ta ăn bao nhiêu đau khổ, cửu tử nhất sinh mới tu luyện thành công không? Không phải là ta không giao cho ngươi, mà đây là dặn dò của lão tổ không thể truyền cho người ngoài. Thứ hai giao cho biểu ca tu luyện nói không chừng chính là hại hắn. Hóa ra vì huyết hồn ấn cho nên ngươi không để ý tới thân tình, lẽ nào vì huyết hồn ấn thực sự có thể làm được như vậy sao? Đoan Mộc Y Y lạnh lùng nhìn Thượng quan Nguyệt Minh, ánh mắt run rẩy, hàn ý lạnh lẽo tràn ra. Hừ, nói nhiều như vậy làm gì? Đoan Mộc gia các ngươi vốn không muốn giao huyết hồn ấn cho thượng quan gia chúng ta. Mọi chuyện trên thế giới này chính là cường giả vi tôn. Đoan Mộc gia ngươi có thể làm gì thượng quan gia chúng ta? Thượng quan Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Hay cho một câu cường giả vi tôn, Vũ Vương Tam Trọng không ngờ lại dám tự xưng là cường giả. Ngày hôm nay ta giết ngươi,
để xem ngươi có thể làm gì được ta. Lục Lâm Thiên nhìn Thượng Quang Nguyệt Minh, một cỗ sát ý trên người tràn ra. Lục Lâm Thiên, chuyện này không có quan hệ với ngươi, ta là trưởng lão của Thiên Vân Đảo, ta không tin ngươi dám động vào ta. Nếu như ngươi dám động, Thiên Vân Đảo sẽ không bỏ qua cho phi linh môn của ngươi. Thượng Quan Nguyệt Minh lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên nói, có thân phận trưởng lão Thiên Vân Đảo, đây chính là thứ hắn dựa vào. Trưởng lão Thiên Vân Đảo, ngươi cho rằng bằng vào thân phận này có thể bảo vệ được ngươi sao? Giết ngươi thì sao nào? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, tuy rằng hắn cố kỵ Thiên Vân Đảo. Thế nhưng chỉ là cố kỵ mà thôi, dù sao đi nữa cửu nhân của hắn cũng đã có nhiều, thêm một Thiên Vân Đảo cũng không nhiều. Lục Lâm Thiên, đây không phải là cổ vực, không phải là phi linh môn, ngươi còn không có tư cách kiêu ngạo. Chuyện của Thiên Vân Đảo ta ngươi không nên nhúng tay thì tốt hơn. Sắc mặt Diêu Dũng biến đổi nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, vỗ ghế đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng hắn cũng có chút kiêng kỵ với Lục Thiếu Du, thế nhưng nơi này là địa bàn của Thiên Vân Đảo, hơn nữa thực lực của hắn là Vũ Vương thất trọng đương nhiên sẽ không e ngại Lục Thiếu Du. Tuyết Phi cô nương, Thiên Vân Đảo lẽ nào định lật lọng muốn nhúng tay vào việc Thải Gia và Đoan Mộc Gia sao? Chuyện này có liên quan gì tới Thiên Vân Đảo? Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn Diêu Dũng, ánh mắt chuyển về phía Đạm Đài Tuyết Phi rồi nói. Diêu Dũng này có thực lực mạnh hơn Đạm Đài Tuyết Phi, thế nhưng địa vị trên Thiên Vân Đảo sợ rằng còn không cao bằng Đạm Đài Tuyết Phi. Lục trưởng môn, chuyện Đoan Mộc Gia và Thải Gia, Thiên Vân Đảo ta đã từng nói qua không can thiệp thì sẽ không can thiệp. Về phần chuyện của Đoan Mộc Gia và Thải Gia chúng ta cũng không hiểu rõ cho lắm. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó ánh mắt liếc về phía Diêu Dũng, cuối cùng mới nói với Lục Lâm Thiên. Thượng Quan Nguyệt Minh và Thải Mai Lĩnh đối phó với Đoan Mộc Gia nàng quả thực cũng không biết. Chuyện này nàng vừa mới biết được, có Lục Thiếu Du nhúng tay, việc này vạn lần không thể dính dáng tới Thiên Vân Đảo. Diêu Dũng, người đại biểu Thiên Vân Đảo hay Thải Gia? Nếu như người đại biểu Thiên Vân Đảo vậy thì lùi cho ta. Nếu như người đại biểu cho Thải Gia xuất đầu, vậy thì cứ thử xem. Thải Gia, Thượng Quan Gia dùng thủ đoạn vô sỉ đối phó với Đoan Mộc Gia, ngày hôm nay tất cả phải trả giá đắt. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, Thải Gia Thượng Quan Gia tà tâm không dứt, ngày hôm nay phải khiến cho bọn hắn kinh sợ mới được. Bằng không hôm nay hắn bảo vệ được Đoan Mộc Gia thế nhưng sau khi hắn rời khỏi khó mà đảm bảo được Đoan Mộc Gia sẽ an toàn. Đoan Mộc Gia vẫn tràn ngập nguy cơ. Về phần Diêu Dũng này, Vũ Vương thất trọng rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không cần quá lo lắng. Người này cố ý cùng với Thượng Quan Nguyệt Minh tới đây có lẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ với Đoan Mộc Gia. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy toàn trường lập tức ồ lên, Lục Lâm Thiên này không ngờ trực tiếp không đặt trưởng lão Diêu Dũng của Thiên Vân Đảo vào mắt, quả thực quá kiêu ngạo. Ha ha! Diêu Dũng nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lẽo. Sau khi yên lặng một lát lập tức cười ha hả. Nụ cười xuyên thấu tận trời, giống như sấm sét vang vọng trong sân rộng. Những người thực lực thấp lập tức cảm thấy màng nhĩ đau đớn. Vũ Vương thất trọng coi như là ở trong toàn bộ đại lục tuyệt đối là cường giả. Những năm gần đây có ai dám nói với hắn như vậy? Coi như là nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, tam tông tứ môn nhìn thấy hắn cũng phải nể mặt ba phần. Nụ cười ngừng lại, Diêu Dũng nhìn Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lục Lâm Thiên, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Đây không phải là phi linh môn, ngươi còn chưa đủ tư cách, hôm nay ta đại biểu Thải Gia thì có làm sao? Vũ Vương thất trọng đã rất giỏi sao? Ta cũng không sợ. Lục Tâm Đồng lên tiếng, khói độc nhàn nhạt lan tràn ra. Nhị đệ, tam muội, có đại ca ở đây Vũ Vương thất trọng không có gì phải sợ. Dương Quá luôn im lặng lúc này ánh mắt trầm xuống, quang mang trên người chợt lóe trong nháy mắt đi tới bên người Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng. Trên sân rộng, ba huynh muội ngạo nghễ đứng song song với nhau, vô hình chung có một cỗ khí thế tràn ra. Ba người thanh niên này tuyệt đối có tư cách ngạo khí như vậy. Lão đại, còn có đệ, Vũ Vương thất trọng đệ còn chưa đặt vào mắt. Tiểu Long lắc mình, thân thể nho nhỏ mang theo một cỗ khí thế vô hình đáp xuống. Như Hoa ở phía sau cũng lập tức tiến lên, năm đạo thân ảnh vô hình chung tỏa ra một cỗ áp lực khiến cho Diêu Dũng phải nhíu mày. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nhìn Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá còn có Như Hoa bên người, mỗi một người đều không phải là kẻ yếu. Diêu Dũng này cũng không có gì phải sợ. Quá kiêu ngạo, chỉ sợ ngươi không có thực lực mà kiêu ngạo. Diêu Dũng tiếp tục lạnh lùng nói. Kiêu ngạo thì làm sao?
ngay hôm nay thải ra tất bị diệt, Thượng Quan Nguyệt Minh cũng phải chết, nếu như ngươi không phải là người Thiên Vân Đảo thì ta cũng không cần phải cho lão cẩu ngươi mặt mũi nữa. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, một cỗ hàn ý từ trên người tràn ra, trực tiếp đối chọi gay gắt với Diêu Dũng. Quá cuồng a! Khí thế như vậy khiến cho trong lòng vô số người khiếp sợ. Ha ha! Trong lúc mọi người khiếp sợ trong lòng thì Diêu Dũng cười lớn một tiếng giận dữ. Nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bị một tiểu bối không đặt vào trong mắt. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, cường giả đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi đã là thiên hạ vô địch sao? Một người so với một người còn cuồng vọng hơn, cũng tốt. Hôm nay để lão phu tận mắt nhìn xem rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu thực lực. Cho dù giết các ngươi Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông có thể làm gì được ta. Diêu Dũng ngửa mặt lên trời cười to, cho dù ai cũng nhận ra sự giận dữ trong tiếng cười lớn đó. Xem ra vị trưởng lão Thiên Vân Đảo, cường giả Vũ Vương thất trọng này đã triệt để bị Lục Lâm Thiên chọc giận. Lúc này nghe Diêu Dũng nói vậy, đám người Đoan Mộc Y, đại trưởng lão Đoan Mộc gia, nhị trưởng lão lập tức cảm thấy trong lòng trùng xuống. Thù của Đoan Mộc gia hôm nay nhất định phải báo. Đoan Mộc Y chậm rãi bước lên phía trước, một cỗ hàn ý tràn ra, trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập sát ý. Báo thù, ngày hôm nay phải báo thù cho gia chủ. Báo thù. Trong Đoan Mộc gia, mấy trăm đệ tử tinh nhuệ tiến lên giữa sân, cả đám tự móc ra binh khí của mình, trong mắt bắn ra sát ý nhìn về phía đám người Thải gia và Thượng Quan Minh Nguyệt. Hừ, Đoan Mộc gia hiện tại đã khác xưa. Thải gia chúng ta không sợ các ngươi. Sự tình đã tới bước như thế này Thải gia cũng không thể tránh khỏi, ánh mắt Thải Mai Lĩnh trầm xuống, tay áo phất lên. Siêu siêu. Lúc này ngoài sân rộng có tiếng xé gió vang lên, trong đám người trong giây lát có chừng 3.000 người chạy vào giữa sân rồi đứng lại, tay đều cầm binh khí, cả đám đằng đằng sát khí. Đám người này cũng chính là tinh nhuệ của Thải gia. Sớm đã có chuẩn bị sao? Lục Lâm Thiên nhướng mày. Nhìn dáng dấp của đám người Thải gia này dường như đã tùy thời chuẩn bị động thủ, nhân số so với Đoan Mộc gia còn nhiều hơn gấp mấy lần. Nhìn đội hình của Thải gia, trong mắt người Đoan Mộc gia có chút ngưng trọng. Khá lắm Thải gia, sợ rằng ngày hôm nay Đoan Mộc gia cho dù thắng hay thua cũng bị các ngươi động thủ đúng không? Đoan Mộc Y nhìn Thải Mai Lĩnh rồi lạnh lùng hỏi. Nếu đã biết rõ rồi thì hà tất phải hỏi lại. Nhìn Đoan Mộc Y, Thải Mai Lĩnh cười lạnh nói. Đoan Mộc gia ta truyền thừa mấy nghìn năm, ngươi cho rằng một Thải gia quật khởi mấy chục năm có thể so sánh với chúng ta sao? Thải Mai Lĩnh, ngươi quá coi thường Đoan Mộc gia chúng ta rồi. Vậy thì ngươi hãy chống mắt mà nhìn thực lực của Đoan Mộc gia chúng ta đi. Đoan Mộc Y hít sâu một hơi, cánh tay vung lên, hai người đại trưởng lão và nhị trưởng lão lập tức nhìn nhau. Bố trí đại quân khôi lỗi. Đồng thời, hai người đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng hiểu ý. Hai người lập tức quát lên một tiếng. Thanh âm vừa dứt có hơn chục vũ tướng, linh tướng nhảy ra, thủ ấn trong tay đột nhiên biến hóa, từng đạo lưu quang tức thì bắn ra. Ngao! Giống! Trên sân rộng lúc này không ngừng có tiếng gầm giống vang lên. Chỉ trong chớp mắt có hơn 400 đầu khôi lỗi xuất hiện trước mặt mọi người. 400 đầu khôi lỗi này có hơn 10 đầu khôi lỗi cấp 5, hơn 100 khôi lỗi cấp 4, những khôi lỗi còn lại thấp nhất cũng là cấp 3. 400 đầu khôi lỗi này tạo hình khác nhau, đại bộ phận đều là nửa người nửa thú, có khôi lỗi cao chừng mấy thước, có khôi lỗi lại cao bằng nửa người, vô cùng đa dạng. Trước người Đoan Mộc Y cũng xuất hiện 6 cỗ khôi lỗi, từ khí thế bên trên có thể nhận ra đây đều là khôi lỗi cấp 6, trong đó còn có 2 cỗ khôi lỗi cấp 6 cao giai. Thật nhiều khôi lỗi a. Mấy trăm khôi lỗi của Đoan Mộc ra đứng thẳng, khí thế mạnh mẽ kia khiến cho vô số người chung quanh kinh ngạc. Ánh mắt mấy nghìn đệ tử Thải gia kia cũng biến hóa, giao thủ với khôi lỗi quả thực chính là tự tìm đau khổ a, không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Sắc mặt đám cường giả trong Thải gia và đám người Thượng Quan Minh Nguyệt cũng biến ảo bất định, dường như bọn họ không nghĩ tới Đoan Mộc gia lại còn có chiêu này. Đây là con bài chưa lật của Đoan Mộc gia sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, xem ra Đoan Mộc gia cũng đã âm thầm chuẩn bị, cũng không phải là không có phòng bị. Đoan Mộc Y cũng không nhu nhược giống như vẻ ngoài của nàng, mà những khôi lỗi này sợ rằng mấy nghìn năm qua là Đoan Mộc gia tộc truyền thừa xuống a. Giống. Trong bầu trời, lần thứ hai có một tiếng thú giống vang lên, toàn bộ không trung run rẩy. Ánh mắt mọi người nhìn về phía xa, lúc này trên phía chân trời xa xôi có một mảnh thân ảnh đông nghịt mà khổng lồ bay tới.
chỉ trong mấy tức ngắn ngủi trong bầu trời có hơn 10 đầu yêu thú phi hành bay tới. Trên lưng đám yêu thú phi hành này còn có hơn 100 yêu thú khác. Giống giống, growl, chi, trăm thú rít gào, mấy trăm đầu yêu thú nhanh chóng khôi phục bản thể trên sân rộng. Tổng cộng có 150 đầu yêu thú lớn, tất cả đều là yêu thú tứ giai trong nước, còn có gần 30 đầu yêu thú ngũ giai, còn có 4 đầu yêu thú lục giai sơ kỳ. Ra mắt chủ nhân, đám yêu thú dữ tợn thuần phục trước người Đoan Mộc Y Y, khí thế hung bạo kia trước người Đoan Mộc Y Y lập tức biến mất. Nhiều yêu thú khổng lồ xuất hiện như vậy, đám người chung quanh sân rộng lập tức thối lui. Đội ngũ yêu thú khổng lồ như vậy đã chiếm một khoảng diện tích lớn, đồng thời khiến cho mọi người chấn động. Nhà đầu này xem ra cũng ẩn tàng không ít, không tầm thường a. Lục Lâm Thiên mỉm cười, những yêu thú này hắn đều bị Đoan Mộc Y Y hạ huyết hồn ấn. Có những yêu thú và khôi lỗi này, Đoan Mộc gia cũng có con bài chưa lật. Chí ít, một mình thải ra tuyệt đối không động vào được Đoan Mộc gia. Chỉ là lúc này có Thượng Quan Nguyệt Minh và Diêu Dũng ở đây, những thủ đoạn này dường như vẫn chưa đủ. Khống chế yêu thú. Nhìn thấy đám yêu thú thuần phục Đoan Mộc Y Y, ánh mắt đám người Thượng Quan Nguyệt Minh, Diêu Dũng, Thải Mai Lĩnh, thậm chí là Đạm Đài Tuyết Phi run lên, đối với những đầu yêu thú ngũ giai lục giai này bọn họ cũng không quá để ý. Thứ bọn họ động tâm nhất chính là thủ đoạn khống chế yêu thú kia. Nếu ai có được thủ đoạn này mà nói, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy xôi trào. Hai đại gia tộc trên Lưu Tô đảo đối đầu khiến cho những người xem chung quanh liên tục thối lui. Hai đại gia tộc giao thủ, nếu như bọn họ bị liên lụy tới mà nói, cũng không có gì tốt lành, rất dễ bị thương. Thải ra, các ngươi mơ ước vị trí của Đoan Mộc gia chúng ta đã lâu, lẽ nào thực sự cho rằng Đoan Mộc gia chúng ta không có phòng bị sao? Thải Mai Lĩnh, người đã thương đệ đệ hồng chí của ta, ngày hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Đoan Mộc Y Y lạnh lùng nhìn Thải Mai Lĩnh, một cỗ sát ý trong mắt lan tràn ra. Hừ, Đoan Mộc gia chỉ có một chút thủ đoạn như vậy quả thực cũng không tồi, thế nhưng cũng quá yếu. Diêu Dũng kinh ngạc rồi lạnh nhạt nhìn Đoan Mộc Y Y nói. Huyết hồn ấn trên người Đoan Mộc Y Y mới là thứ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Người thải ra muội đối phó. Giao lão cẩu này cho ta. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Đoan Mộc Y Y rồi nói. Đoan Mộc Y Y không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái. Trong lòng nàng biết thực lực của Diêu Dũng đáng sợ, trong lòng cũng có chút yên tâm. Có người ngăn cản đám người Diêu Dũng kia, Đoan Mộc gia của nàng đối phó với thải gia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiểu hỗn đản, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Diêu Dũng triệt để nổi giận. Bị Lục Lâm Thiên liên tiếp gọi là lão cẩu hai lần, bằng vào thực lực cùng địa vị của hắn trong Thiên Vân Đảo, đây chính là sự vũ nhục lớn. Lục Lâm Thiên không nói gì, đôi mắt thâm thúy đen nhánh nhìn chăm chú vào Diêu Dũng, mơ hồ có hàn ý tràn ra. Tới Lưu Tô Đảo va chạm với Thiên Vân Đảo cũng không phải là ý muốn ban đầu của Lục Lâm Thiên. Chỉ là hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác, chuyện của Đoan Mộc gia chính là chuyện của hắn, cho dù là liều mạng hắn cũng phải bảo hộ cho Đoan Mộc gia. Bởi vì đây chính là gia tộc mà sư phụ lưu lại. Sở dĩ, đừng nói là Diêu Dũng này chỉ nói rõ là thay thải gia xuất đầu, coi như là đại biểu Thiên Vân Đảo đối phó với Đoan Mộc gia mà nói hắn tuyệt đối sẽ liều mạng đối phó với Thiên Vân Đảo, che chở cho Đoan Mộc gia. Mà tuy nói rằng Diêu Dũng này là cường giả Vũ Vương thất trọng thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không sợ hãi. Trong Vũ Linh ảo cảnh của Vân Dương Tông hắn có thể xông tới trọng thứ 7 của tầng thứ 7, bằng vào con bài chưa lật của hắn. Đừng nói là không sợ Diêu Dũng này, nếu như chọc giận vào hắn, trước không nói tới việc giết người này, chí ít liều mạng làm hắn bị thương nặng cũng là chuyện Lục Lâm Thiên tuyệt đối có thể làm được. Lúc này bầu không khí trên sân rộng căng cứng tới cực điểm. Diêu Dũng cũng bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Lâm Thiên nhìn vào, nụ cười trên mặt dần dần trở nên âm trầm, chân khí bùng ra. Một tia khí tức nóng bỏng lan tràn ra, không gian chung quanh người hắn vặn vẹo, mở miệng nói. Tiểu hỗn đản. Ngày hôm nay ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những lời nói của mình. Trong mắt Diêu Dũng bắn ra sát ý, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt thân thể nhảy lên sau đó vô cùng quỷ dị biến mất tại chỗ, chỉ để lại gợn sóng vặn vẹo chung quanh vị trí khi trước. Các người lui lại, lão cẩu này để ta đối phó. Lục Lâm Thiên nói với Lục Tâm Đồng, Dương Quá bên người. Nhìn Diêu Dũng biến mất, sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Lão gia hỏa này quả nhiên đã xuất thủ. Nói xong thân thể Lục Lâm Thiên bắn về phía trước,
khi thân thể vừa mới xuất hiện trên không trung, khuôn mặt già nua của Diêu Dũng chậm rãi xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Tiểu hỗn đản, để xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Diêu Dũng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, trong miệng vang lên thanh âm lạnh lẽo, tay áo vung lên. Một đạo kình khí nóng bỏng bắn về phía trước, lập tức tới trước người Lục Lâm Thiên. Dưới đạo kình khí cường hãn này, toàn bộ không gian lập tức vặn vẹo, cường giả Vũ Vương thất trọng mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo dấu vết của năng lượng trong thiên địa. Ong ong, đồng thời tiếng sấm nổ vang vọng trong không gian, thanh âm du dương trầm thấp mang theo khí tức khiến cho linh hồn rung động. Cùng lúc đó một đạo lưu quang màu xanh phía sau lưng Lục Lâm Thiên hiện ra. Một cỗ năng lượng ba động vô cùng đáng sợ từ từ dâng trào. Phanh phanh, dưới kình khí cuồng bạo, không gian ầm ầm run rẩy, hóa thành một cơn lốc quét ngang tất cả giống như một cơn cuồng phong. Khi tất cả biến mất, mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời, tìm kiếm thân ảnh Lục Lâm Thiên. Ông ông, tiếng xé gió vang vọng trong tầng trời thấp, lúc mọi người nhìn thấy thân thể hoàn hảo của Lục Lâm Thiên thì thấy phía sau Lục Lâm Thiên có tiếng sấm sét vang vọng cùng với một đôi cánh màu xanh, một cỗ khí tức ba động khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy bị áp chế tuyệt đối. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đôi cánh màu xanh phía sau Lục Lâm Thiên rung động. Trên đôi cánh nổi lên lưu quang màu xanh giống như điện mang lưu chuyển không ngừng, không gian như bị áp lực, đồng thời có một cỗ lực lượng đáng sợ ngưng tụ. Cỗ năng lượng này khiến cho trong lòng tất cả mọi người có mặt đều run rẩy. Bốn phía đôi cánh màu xanh này gợn sóng trong không gian đều vặn vẹo. Kình khí xuyên thấu không gian khiến cho gợn sóng trong không gian nhanh chóng lan tràn về bốn phía. Linh khí phi hành địa cấp. Giữa không trung, ánh mắt Diêu Dũng run lên, trên bình nham đảo của thành cự giang hắn đã nhìn thấy Lục Lâm Thiên thi triển linh khí phi hành địa cấp này. Nhìn thấy lần nữa trong mắt hắn không khỏi có chút tham lam. Nếu như hắn thu được kiện linh khí phi hành địa cấp thì quả thực không uổng công hắn đi tới đây lần này. Cảm nhận huyễn ảnh thanh vũ sau lưng, Lục Lâm Thiên đưa mắt lạnh lùng nhìn Diêu Dũng, coi như là hắn chỉ dùng huyễn ảnh thanh vũ này Diêu Dũng đừng mong động vào được hắn. Hiện tại hắn có tu vi Vũ Vương nhị trọng, khi thi triển huyễn ảnh thanh vũ phối hợp với phù quang lược ảnh và tốc độ thuộc tính phong, chỉ bằng tốc độ này Diêu Dũng cũng không làm gì được hắn. Giết! Phía dưới, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Đoan Mộc Y Y nhìn Lục Lâm Thiên trong bầu trời bình yên xuất hiện, trong lòng nàng không còn lo lắng gì nữa, sát ý đột nhiên bắn ra. Giết, diệt thải ra. Giết, giống. Đoan Mộc Y Y nói xong, tiếp theo mấy trăm đệ tử tinh nhuệ trong Đoan Mộc gia còn có mấy trăm đầu khôi lỗi và hơn trăm đầu yêu thú tứ giai, lục giai lao thẳng về phía mấy nghìn đệ tử thải ra. Mặt đất rung động, sát ý tràn ngập. Trong ánh mắt kinh hoàng của đám người thải ra, mấy trăm khôi lỗi và yêu thú lao thẳng về phía trước. Cỗ khí thế kinh người kia khiến cho vô số người vây xem không khỏi hít sâu một hơi. Đệ nhất gia tộc trên Lưu Tô đảo quả thực không thể kinh thường. Thải gia quật khởi mới chỉ vài chục năm, xem ra vẫn còn chưa đủ. Hỗn đản, giết cho ta. Thải Mai Lĩnh lớn tiếng quát, mắt nhìn đệ tử thải gia hoảng loạn, tức thì gầm lên một tiếng, sau đó thân thể nhảy về phía trước. Thải Mai Lĩnh, ta sẽ không để yên cho ngươi. Đại trưởng lão Đoan Mộc ra hét lớn một tiếng, chân khí tràn ra mang theo một cỗ sát ý trong nháy mắt đánh về phía Thải Mai Lĩnh. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão, còn có mấy cường giả khác trong Đoan Mộc gia cũng lập tức lao về phía cường giả thải gia. Phanh phanh, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bắt đầu, thanh âm bạo liệt vang vọng trong không trung, trong nháy mắt có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên sân rộng lập tức xuất hiện máu tươi. Tiếng kêu thảm thiết, thanh âm bạo liệt, tiếng khôi lỗi cùng với thú giống, tiếng chém giết hội tụ thành âm thanh quanh quẩn trong không trung. Đạm Đài Tuyết Phi lùi sang một bên, nhìn về phía trước, đôi mắt xinh đẹp biến ảo không ngừng, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Siêu. Trên sân rộng hỗn loạn đột nhiên có một đạo lưu quang trong nháy mắt đánh về phía Đoan Mộc Y Y, tốc độ cực kỳ nhanh chóng mang theo một cỗ uy áp cường hãn đánh tới bên người Đoan Mộc Y Y. Một đạo chảo ấn trực tiếp đánh ra, người xuất thủ không phải là ai khác mà chính là Thượng Quan Nguyệt Minh kia. Tốc độ của chảo ấn này quá nhanh, không gian chung quanh vặn vẹo, mang theo áp chế giai vị mạnh mẽ khiến cho Đoan Mộc Y Y căn bản không thể phản kháng. Chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo trực tiếp bao phủ người Đoan Mộc Y Y, vô hình chung phong tỏa đường lui của nàng. Giao cho ta, giao ra huyết hồn ấn, ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Chảo ấn nhanh như thiểm điện đánh xuống, Thượng Quan Nguyệt Minh cười lạnh xuất hiện trước người Đoan Mộc Y Y.
bắt Đoan Mộc Y Y là hắn có thể thu được huyết hồn ấn, về phần tranh đấu giữa Thải Gia và Đoan Mộc Gia hắn không có hứng thú để ý tới. Sắc mặt Đoan Mộc Y Y đại biến, Thượng Quan Nguyệt Minh này là Vũ Vương tam trọng, nàng mới là Linh Suất nhị trọng, căn bản không cùng một đẳng cấp, đây chính là sự khác biệt về giai vị. Ngay khi Đoan Mộc Y Y thầm kinh hãi thì một cỗ hấp lực đột nhiên bạo phát ra, thân thể mềm mại của nàng không tự chủ được rời khỏi không gian vặn vẹo. Một thân ảnh xinh đẹp nhất thời xuất hiện trước mặt nàng mang theo khuôn mặt lạnh lùng, thân thể mềm mại. Hừ, muốn chết. Lục Tâm Đồng xuất hiện trước người Đoan Mộc Y Y, trong cánh tay có một cỗ khói độc ngập trời bạo phát ra rồi nhanh chóng kéo về phía Thượng Quan Minh Nguyệt. Độc công. Sắc mặt Thượng Quan Minh Nguyệt đại biến. Hắn đã sớm biết sự kinh khủng của Lục Tâm Đồng cho nên đâu còn dám đụng vào đám khói độc này. Trong lúc sắc mặt đại biến thân thể cấp tốc lùi lại. Siêu. Trong nháy mắt hai cánh Lục Lâm Thiên rung lên, thân thể giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Lưu quang màu xanh xẹt qua không trung mang theo một đám tàn ảnh cùng với tiếng sấm nổ y ùng. Giữa không trung, Siêu Dũng một mực nhìn vào Lục Lâm Thiên, sắc mặt đại biến hét lớn một tiếng. Tiểu hỗn đản, ngươi dám. Siêu siêu. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Lục Lâm Thiên giống như thuấn di đột nhiên xuất hiện trên chủ vị, mục tiêu chính là Thượng Quan Thừa Ân và Thải Nhân Phượng kia. Thượng Quan Thừa Ân và Thải Nhân Phượng đều bị thương nặng trong người, khi nhận ra Lục Lâm Thiên nhắm tới hai người bọn hắn, sắc mặt cả hai lập tức đại biến, hoàn toàn không thể chạy trốn kịp. Sợ rằng bằng vào thực lực hai người lúc toàn thịnh cũng không thể tránh khỏi tay Lục Lâm Thiên. Lão cẩu, tốc độ của ngươi vẫn còn quá chậm. Khi thân ảnh Diêu Dũng xuất hiện trên chủ vị, thân thể Lục Lâm Thiên chỉ để lại một đám tàn ảnh, giữa không trung, thân thể Lục Lâm Thiên mang theo nụ cười nhạt nhạt, hai tay nắm lấy Thượng Quan Thừa Ân và Thải Nhân Phượng. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi dám động vào hai người này Thiên Vân Đảo ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên bắt Thượng Quan Thừa Ân và Thải Nhân Phượng, sắc mặt Diêu Dũng hoảng hốt, đây chính là đệ tử tinh anh trên thiên bảng của Thiên Vân Đảo hắn a. Lục Lâm Thiên, mau thả con ta ra, bằng không ta sẽ không để yên cho ngươi. Thượng Quan Nguyệt Minh quát to, bắt Đoan Mộc Y Y không xong, không nghĩ tới nhi tử bản thân lại bị người khác bắt lấy. Lục Lâm Thiên, mau thả người. Thải Mai Lĩnh bị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Đoan Mộc ra vây công, thân đang ở trong hiểm cảnh thế nhưng thấy nhi tử bị bắt cũng lập tức hét lớn một tiếng. Đây chính là hy vọng cùng với tiền đồ của Thải Gia A. Trong lòng hắn lúc này vô cùng kinh hãi cùng khủng hoảng. Ha ha! Thấy đám người Diêu Dũng, Thượng Quan Nguyệt Minh, Thải Mai Lĩnh kinh hãi, Lục Lâm Thiên cười ha hả, ánh mắt nhìn vào Thượng Quan Nguyệt Minh rồi nói. Thượng Quan Nguyệt Minh, thủ đoạn của ngươi độc ác như vậy ngay cả thân tình cũng không để ý tới, sao cũng sợ hãi như vậy? Lục Lâm Thiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cơ mặt Thượng Quan Nguyệt Minh co quắp lại, mở miệng nói. Cha! Cứu con, cứu con. Thượng Quan Thừa Ân hét lớn, lập tức vội vàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Đoan Mộc Y Y nói. Biểu muội, van muội, muội tha cho ta đi. Chỉ cần muội nói một câu thôi, dù sao ta cũng là biểu ca của muội mà. Đoan Mộc Y Y ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thừa Ân, miệng nhấp nháy muốn nói gì đó thế nhưng lại lập tức cúi đầu xuống. Lục Lâm Thiên dùng ánh mắt khinh thường mang theo hàn ý nhìn về phía Thượng Quan Thừa Ân rồi nói với Thượng Quan Nguyệt Minh. Thượng Quan Nguyệt Minh, không phải ngươi vừa mới áp chế Y Y sao? Hiện giờ nhi tử ngươi đang ở trong tay ta, ngươi nghĩ ta nên làm gì bây giờ? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây chính là đạo lý bất biến từ thiên cổ tới nay a. Lục Lâm Thiên, ngươi dám, Thiên Vân Đảo không phải là thứ mà ngươi có thể trêu chọc. Thượng Quan Nguyệt Minh quát to, thế nhưng rõ ràng trong lòng hắn vẫn lo lắng. Lục Lâm Thiên này hắn đã từng nghe nói qua. Nếu có thể uy hiếp được người này thì lúc đầu đã có thể uy hiếp được rồi. Ta ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, Thượng Quan Thừa Ân dùng độc giết Đoan Mộc gia chủ, vậy thì cũng chỉ có thể đền mạng mà thôi. Lục Lâm Thiên cười nhạt, cánh tay trái đột nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng bàng bạc xuất hiện, không gian vặn vẹo. Phanh! Không gian vặn vẹo rồi lập tức nứt ra, bằng mắt thường có thể thấy được trong mấy vạn ánh mắt, Thượng Quan Thừa Ân hóa thành một cỗ huyết phụ tiêu tán trong bầu trời. Lục Lâm Thiên, ta và ngươi không chết không thôi. Thượng Quan Nguyệt Minh rít lên một tiếng, thanh âm khàn khàn vang vọng không gian, trong lòng tức giận tới cực điểm, trán nổi gân xanh, nhìn qua có chút kinh khủng. Thanh âm vừa dứt,
Thượng quan Nguyệt Minh nổi giận cho nên không nhịn được nữa, mặc kệ bản thân có phải là đối thủ của Lục Lâm Thiên hay không, chân khí trong người bạo phát, chân đạp mặt đất, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lục Lâm Thiên. Thanh âm bạo liệt vang lên, một đạo trưởng ấn trong nháy mắt bắn về phía Lục Thiếu Du. Dưới trưởng ấn, không gian run rẩy, không gian như sắp đổ nát. Siêu! Nhất thời ánh mắt Diêu Dũng trầm xuống, âm trầm nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Một đạo chân khí nóng bỏng từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng hóa thành quang mang đỏ rực bao phủ toàn bộ thân thể. Thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh như thiểm điện lao tới Lục Lâm Thiên. Thượng quan trưởng lão, cẩn thận con ta. Thải Mai Lĩnh hét lớn một tiếng, Thượng quan Nguyệt Minh công kích Lục Lâm Thiên, con hắn còn đang ở trong tay Lục Lâm Thiên a. Ha ha, tới tốt. Lục Lâm Thiên cười to, nhìn đạo trưởng ấn của Thượng quan Nguyệt Minh đánh xuống. Lục Lâm Thiên không chút tránh né, khi trưởng ấn còn cách người 10 thước, ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo, trực tiếp ném Thải Nhân Phượng trong tay về phía trưởng ấn của Thượng quan Nguyệt Minh. Huyễn ảnh thanh vũ phía sau rung động, thân thể như thiểm điện biến mất tại chỗ. Phanh! Dưới trưởng ấn của Thượng quan Nguyệt Minh, lúc này gần như gang tấc cho nên không kịp thu liếm, huống chi trong lúc nổi giận Thượng quan Nguyệt Minh căn bản không có ý định ngừng tay. Trưởng ấn mang theo lực lượng bàng bạc đánh vào trên người Thải Nhân Phượng. Vốn Thải Nhân Phượng bị Lục Lâm Thiên đả thương còn chưa khôi phục, hơn nữa lại bị Lục Lâm Thiên cấm chế, dưới một trưởng này thân thể Thải Nhân Phượng lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Siêu siêu! Kinh khí cuồng bạo xuất hiện mang theo một đám huyết vụ bắn xuống phía dưới. Nhân Phượng! Thải Mai Lĩnh nhìn thấy cảnh này lập tức dại ra, miệng hô lớn. Phanh phanh! Lúc này một đạo quyền ấn của đại trưởng lão Đoan Mộc gia cũng đánh vào trên người Thải Mai Lĩnh. Ngay sau đó Thải Mai Lĩnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, người Thiên Vân Đảo giết người của Thiên Vân Đảo, đấu tranh nội bộ sao? Quả thực có chút ý tứ, có ý tứ, ha ha. Thân thể Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ, tiếng cười ha hả quanh quẩn trong không gian. Tiểu hỗn đản, Thiên Vân Đảo nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt Siêu Dũng lạnh lẽo tới cực điểm, thân hình giống như một cái bóng lao về phía Lục Lâm Thiên. Thế nhưng không có cách nào bắt kịp được Lục Lâm Thiên. Dưới huyễn ảnh thanh vũ, thân hình Lục Lâm Thiên giống như quỷ mị lóe lên bất định, Diêu Dũng tuy rằng là vũ vương thất trọng thế nhưng muốn đuổi kịp Lục Lâm Thiên cũng tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Dưới không trung, ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi biến đổi, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Hai đệ tử trên thiên bảng của Thiên Vân Đảo bị đánh chết, lúc này đã không đơn giản là chuyện giữa hai gia tộc trên Lưu Tô Đảo nữa, mà nàng cũng không thể nhúng tay vào cuộc chiến. Đạm Đài Tuyết Phi, người muốn nhúng tay sao? Lúc này thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Long xuất hiện trước người Đạm Đài Tuyết Phi, hoàn toàn không coi Đạm Đài Tuyết Phi vào trong mắt, sau đó quay đầu lại nói với Như Hoa. Canh chừng nàng ta, nếu như nàng ta dám động thì giết không tha. Vâng, yêu hoàng. Như Hoa đáp, yêu nguyên bàng bàng trên người tràn ra. Ánh mắt tập trung vào trên người Đạm Đài Tuyết Phi, một khi Đạm Đài Tuyết Phi xuất thủ nàng tuyệt đối sẽ không do dự mà thi triển công kích. Yêu hoàng, yêu thú thất giai trung kỳ. Nhìn Tiểu Long và Như Hoa, sắc mặt Đạm Đài Tuyết Phi cực kỳ ngưng trọng. Nàng muốn xuất thủ thế nhưng lại bất lực. Bên cạnh ngoài Lục Tâm Đồng, Dương Quá Gia còn có yêu thú thất giai trung kỳ. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi mang theo sự nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Long vài lần. Nhị đệ, người này giao cho ta đi. Đệ đi đối phó với mấy người kia là được. Dương Quá nói xong thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Thượng quan Minh Nguyệt. Một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra, thân hình ngăn cản trước người Thượng quan Nguyệt Minh. Tiểu hỗn đản, ta xem ngươi có thể chạy được bao lâu. Ta cho ngươi chạy. Giữa không trung, Diêu Dũng toàn lực đuổi về phía Lục Lâm Thiên thế nhưng không thể nào đuổi kịp. Ánh mắt Diêu Dũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thân thể lao xuống phía dưới, mục tiêu chính là Đoan Mộc Hồng Chí phía dưới. Huyễn ảnh thanh vũ của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Khóe miệng nhếch lên, thủ ấn lặng lẽ biến hóa. Siêu! Siêu Dũng lao thẳng về phía Đoan Mộc Hồng Chí, tốc độ giống như thiểm điện. Lão già kia, cút ngay cho ta. Ngay khi Diêu Dũng lao xuống phía dưới, trước người Đoan Mộc Hồng Chí có một đạo quang mang xuất hiện. Trong nháy mắt thân thể nho nhỏ của Tiểu Long mang theo nụ cười tà dị xuất hiện trước người Đoan Mộc Hồng Chí. Trên nắm tay nho nhỏ kia có một cỗ lực lượng khổng lồ ngưng tụ, thân thể lao thẳng về phía trước. Bàn chấn bỗng nhiên bước một bước qua hư không, trong tay đem theo một đạo quang trụ giống như cự mãng đánh về phía trước.
quyền ấn vừa xuất hiện không gian mơ hồ vặn vẹo, kinh khí nóng bỏng tràn ngập trong không gian. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy hỏa diễm màu vàng đang không ngừng nhảy lên. Trong nháy mắt trong đôi mắt nhỏ của Tiểu Long vô cùng lạnh lẽo, một đạo quang mang bỗng nhiên bắn ra. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long giống như quỷ mị trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Diêu Dũng, tốc độ so với Lục Lâm Thiên thi triển huyễn ảnh thanh vũ dường như không chậm hơn một chút nào. Hỏa diễm màu vàng quanh quẩn trong nắm tay mang theo tiếng suy suy cùng tiếng sấm nổ mạnh, hung hăng bắn về phía Diêu Dũng. Nhìn quyền ấn đang đánh tới, sắc mặt Diêu Dũng đại biến, trong quyền ấn này không ngờ lại khiến cho hắn có cảm giác được khí tức nguy hiểm, hắn không dám có chút sơ ý nào. Bàn chân đạp mạnh hư không một cái, chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng bắn ra. Trong nháy mắt va chạm với quyền ấn của Tiểu Long, tiếng trầm muộn ầm ầm vang lên. Không gian nơi hai đạo lực lượng va chạm không ngờ bắt đầu nứt nẻ. Phanh phanh, thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên, năng lượng cuồng bạo khuếch tán, không gian kịch liệt rung động. Kinh khí cuồng bạo và hỏa diễm màu vàng nóng bỏng khuếch tán trên bầu trời. Toàn bộ không gian tràn ngập cuồng bạo, giống như một cơn cuồng phong quét qua, khiến cho mặt sân nứt nẻ, đất đá bắn tung lên cao, kinh khí phô thiên cái địa bắn ra bốn phía. Phanh! Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long trong nháy mắt bị đẩy lui mấy chục thước. Sau khi ổn định thân thể, bàn tay nhỏ bé vỗ y phục một cái, bộ dáng vô cùng nhẹ nhàng. Cỗ lực lượng cuồng bạo này chỉ khiến trong lòng nó có chút khó chịu mà thôi, không có việc gì. Khục khục. Thân thể Diêu Dũng dưới kinh khí cuồng bạo trực tiếp lảo đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Bởi vì thực lực của tiểu đồng này không ngờ lại cường hãn như vậy. Linh thú thất giai hay là yêu thú? Trong nháy mắt sắc mặt Diêu Dũng mang theo vẻ hoài nghi, hắn không ngờ tới bên người Lục Lâm Thiên lại có yêu thú thần bí tới như vậy, lại vô cùng cường hãn, mà từ khí tức hắn không thể phán đoán được đây là linh thú hay yêu thú. Đa tạ đại nhân. Đoan Mộc Y Y lo lắng vội vàng đi tới bên người Đoan Mộc Hồng Chí. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn thấy thực lực của Tiểu Long lập tức bội phục, trợn mắt há hốc mồm. Hắn thật không ngờ Tiểu Đồng vẫn hay nói chuyện với hắn lại có thực lực kinh khủng như vậy. Chút lòng thành mà thôi. Tiểu Long chu miệng, không để ý tới hai người. Lão đại đã sớm nói qua nó phải chú ý việc dưới sân. Trong đôi mắt nhỏ của nó lúc này có chút tiêu ý, mở miệng nói với Diêu Dũng đang kinh ngạc. Lão cẩu, mau nhìn phía sau của ngươi. Nghe Tiểu Long nói, Diêu Dũng dường như cũng cảm giác được cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía sau. Một cỗ khí tức nguy hiểm từ trong lòng hắn lan tràn ra. Ngay khi Diêu Dũng nhìn về phía sau, mấy vạn ánh mắt chung quanh sân rộng cũng nhìn lên trên bầu trời. Giờ phút này toàn bộ bầu trời không biết từ khi nào có một cỗ năng lượng thủy hệ nồng đậm hội tụ, mang theo kình khí ngập trời khiến cho cả không trung sôi trào. Giống như đột nhiên có một cơn lốc quét ngang thiên địa khiến toàn bộ không trung rung động làm cho mấy vạn người phía dưới hoảng sợ. Trời ạ, đây là vũ khí gì? Tất nhiên không phải là vũ khí bình thường rồi. Đây là vũ khí địa cấp. Mấy vạn ánh mắt phía dưới vô cùng kinh hãi, ánh mắt mọi người lập tức biến hóa nhìn nhau. Trong lòng đều cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Cả đời bọn họ còn chưa gặp được một cỗ khí thế nào như vậy. Vũ khí địa cấp. Lúc này ánh mắt Diêu Dũng tràn ngập hoảng sợ. Vũ khí địa cấp, hắn cũng còn chưa có tu luyện thành công vũ khí địa cấp A. Mà thực lực Lục Lâm Thiên hắn cũng biết. Tuy rằng tu vi chỉ có vũ vương nhị trọng, thế nhưng khi còn là vũ vương nhất trọng đã có thể đánh bại Lăng Thanh Tuyền tu vi vũ vương ngũ trọng, vũ giả ngũ hệ của linh vũ giới. Lăng Thanh Tuyền kia cũng không phải là kẻ yếu, thực lực không giống như vũ vương ngũ trọng bình thường. Mà hiện tại Lục Lâm Thiên lại có tu vi vũ vương nhị trọng, thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên vũ vương nhị trọng bình thường còn xa mới đuổi kịp được. Lão cẩu, người đuổi sảng khoái không? Hiện tại tới lượt ta. Lục Lâm Thiên đột nhiên đứng lại, cả không trung hôn ám, năng lượng thuộc tính thủy hóa thành sóng nước cuồn cuộn tràn ngập. Lục Lâm Thiên nói xong trong nháy mắt kết thủ ấn, đám sóng nước cuồn cuộn trong không trung kia mang theo sự rung động kinh khủng mơ hồ chồng chất lên nhau. Giống như là vô số cơn sóng chồng chất, trên không gian, xuất hiện một vòng xoáy lớn, chu vi chung quanh vòng xoáy gợn sóng trong không gian văng tung tóe. Trọng thủy kết giới, tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra. Miệng quát khẽ một tiếng. Một cỗ chân khí khổng lồ giống như thực chất từ trong tay hắn bạo phát ra. Trong không trung lập tức có năng lượng thủy hệ bàng bạc ầm ầm kéo tới, trong nháy mắt bao phủ cả không trung. Vô hình trung phong tỏa không gian, rồi lặng lẽ bao phủ Diêu Dũng vào bên trong.
Khuôn mặt già nua của Diêu Dũng lúc này kinh hãi, rốt cuộc trong lòng hắn cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Không gian run rẩy, toàn bộ không gian trên sân rộng đột nhiên xuất hiện từng cơn sóng lớn đang dùng tốc độ như hủy diệt hội tụ thành một dòng xoáy kinh khủng. Phương viên mấy ngàn thước chung quanh bị một dòng xoáy khổng lồ bao phủ, giống như một kết giới bằng nước, vây luôn Diêu Dũng ở bên trong. Xích lôi chảo. Thanh âm của Diêu Dũng vang lên, sắc mặt già nua đại biến, thủ ấn được kết, chân khí thuộc tính hỏa trong người bạo phát, bàn tay uốn lượn, cuối cùng không ngờ lại có năm đạo chảo ấn bằng hỏa diễm ngưng tụ trên đầu ngón tay. Chảo ấn thành hình, Diêu Dũng gầm lên một tiếng, lực lượng trên chảo ấn tăng vọt. Từng đạo chảo ấn lập tức bắn về phía trước mang theo một cỗ kình khí nóng bỏng. Không khí trong không gian giống như sôi lên, nơi chảo ấn đi qua, từng đạo tàn ảnh màu đỏ hiện lên trong không trung. Siêu siêu. Trong dòng xoáy cuồn cuộn không ngớt, toàn bộ không gian chung quanh lúc này giống như sắp bị nghiền nát. Trong nháy mắt chảo ấn và dòng xoáy bàng bạc va chạm với nhau. Từng đạo quang mang mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Dưới cỗ khí tức ngập trời này, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị chấn nát. Một màn kinh khủng này khiến cho người Đoan Mộc Gia và Thải Gia đang giao thủ phía dưới không nhịn được mà dừng lại nhìn lên bầu trời. Chúng thú rít gào, vô hình chung đã bị năng lượng áp chế. Phanh phanh phanh. Năng lượng cuồng bạo, trong mắt Diêu Dũng hiện lên sự hung hãn. Hai tay không ngừng huy vũ, từng đạo chảo ấn nóng bỏng hiện lên trước mặt hầu như là bao phủ toàn bộ không gian quanh người, tiếng xé gió không ngừng vang lên trên sân rộng. Dưới sự bao phủ của vô số chảo ấn, bốn phía trong lúc vô hình bị áp chế. Diêu Dũng ngày càng phí sức, mỗi một lần chảo ấn cố gắng đánh về phía trước là lại bị sóng nước hung hăng đánh trở lại. Chỉ trong chốc lát không gian ngày càng rung động. Dòng xoáy khổng lồ chụp thẳng xuống phía dưới. Siêu. Trên khuôn mặt già nua của Diêu Dũng ngày càng ngưng trọng. Thực lực của Lục Lâm Thiên so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Trong dòng xoáy khổng lồ này vô hình chung có một cỗ năng lượng thuộc tính lớn tới cực điểm lao xuống khiến cho hắn cảm thấy chật vật. Một đạo cương cháo phòng ngự lập tức bao phủ chung quanh Diêu Dũng. Siêu siêu. Giữa không trung gió nổi mây phun, sóng nước giống như biển gầm rung động. Cả không gian rốt cuộc cũng tới cực hạn, một tiếng nổ tức thì vang vọng không gian. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang từ trong dòng xoáy vang lên liên tục, dưới ánh mắt kinh hãi của mấy vạn người sóng nước bắn lên cao chừng vài trăm thước. Phiến không gian này trong nháy mắt long trời lở đất, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Sóng nước ngập trời, không gian run rẩy, lực lượng kinh khủng giống như một cơn lốc quét qua sân rộng mang theo sóng nước mạnh mẽ. Trong phương viên mấy ngàn thước chung quanh đột nhiên giống như có mưa rào. Trong không gian hỗn loạn, hộ thân cương khí của Diêu Dũng ngày càng mờ nhạt, sắc mặt cũng ngày càng trắng bệch. Khi trước Quỳ Long Như Hoa cũng bị trọng thủy kết giới này vây khốn. Bằng vào lực phòng ngự của nó cũng bị làm cho vô cùng thê thảm, máu tươi chảy ròng, thực lực Diêu Dũng này tuy rằng so với Quỳ Long Như Hoa mạnh hơn. Thế nhưng trên phương diện phòng ngự so với Quỳ Long Như Hoa sợ rằng còn kém hơn nhiều. Cho nên tình huống lúc này của Diêu Dũng không khả quan cho lắm. Khi không gian khôi phục lại sự tĩnh lặng thì hộ thân cương khí quanh người Diêu Dũng mờ nhạt tới cực điểm, sắc mặt cũng trắng bệch tới cực điểm. Lão cẩu, ăn không tiêu rồi sao? Đúng lúc này trong không gian hỗn loạn lần nữa vang lên tiếng sấm nổ. Thân thể Lục Lâm Thiên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diêu Dũng. Hừ, ta nói rồi, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Cho dù ngươi thi triển vũ kỹ địa cấp cũng không thể làm gì được ta. Lúc này nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên, Diêu Dũng nở nụ cười nhạt, bàn tay nắm chặt. Một thanh đại đao sắc bén xuất hiện trong tay hắn. Đao mang trên thân đao màu đỏ, một cỗ năng lượng trong thiên địa từ trên đó lan tràn ra, rõ ràng đã đạt tới cấp bậc vũ linh khí hoàng cấp. Thân là trưởng lão Thiên Vân Đảo, lại có tu vi vũ vương thất trọng, đương nhiên không giống như trưởng lão bình thường. Có một kiện vũ linh khí hoàng cấp cũng rất bình thường. Nếu như không có mới là chuyện không bình thường. Quả nhiên khó đối phó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, vũ vương thất trọng của Thiên Vân Đảo sao lại không có một chút thủ đoạn mà để cho hắn hoàn toàn áp chế cơ chứ? Chân khí trên người bùng ra, quanh thân Lục Lâm Thiên xuất hiện một đạo quang mang, thanh linh khải giáp hiện lên. Lưỡi đao đỏ rực dưới chân khí nóng bỏng rót vào bắn ra quang mang khiến cho tim người khác đập nhanh hơn. Tiếp theo, Diêu Dũng bổ ra một đao, cả không gian lập tức rung động. Chân khí nóng bỏng từ trong cơ thể Diêu Dũng bạo phát ra. Cả không gian trực tiếp bị nhuộm thành màu đỏ.
không thể không nói, Diêu Dũng này thân là Vũ Vương thất trọng, thực lực cũng là hàng thật giá thật. Siêu! Chân khí đỏ rực giống như một cơn lốc lượn lờ quanh đại đao, Diêu Dũng nhìn Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh không rõ đột nhiên bắn về phía trước. Hầu như trong chớp mắt Diêu Dũng đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, đại đao trong tay mang theo kình khí nóng bỏng dùng khí thế sấm sét hung hăng bổ vào trên người Lục Thiếu Du. Đao mang bổ tới, trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi nở nụ cười quỷ dị. Cạch! Đao mang đánh vào trên vai Lục Lâm Thiên, tiếng trầm muộn vang lên. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được đao mang đánh vào trên vai Lục Lâm Thiên, lân phiến màu vàng trên người Lục Thiếu Du đột nhiên biến mất, đao mang lập tức xuyên qua tầng lân phiến đánh vào trong vai Lục Thiếu Du. Trực tiếp bổ ra một cái khe, máu tươi lập tức bắn ra. Diêu Dũng nở nụ cười vô cùng đắc ý. Lục Lâm Thiên này sao có thể là đối thủ của hắn, dù sao chỉ là Vũ Vương nhị trọng mà thôi. Tới cấp bậc như Vũ Vương, mỗi một trọng đều là một trời một vực. Càng lên cao chênh lệch càng lớn. Một kích toàn lực của Vũ Vương thất trọng như hắn, phối hợp với Vũ Linh Khí, Lục Lâm Thiên này làm sao có thể chống lại được. Thế nhưng Diêu Dũng đã cười quá sớm, khi đao mang bổ vào người Lục Lâm Thiên, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng quỷ dị. Sau đó cánh tay phải Lục Lâm Thiên vươn ra, Liệt Thiên xuất hiện trong tay, Liệt Thiên mang theo năm ngón tay uốn lượn. Chảo ấn không ngừng huy động kéo theo một đám tàn ảnh. Không xong. Giờ phút này từ sâu trong linh hồn Diêu Dũng cảm giác được một cỗ khí tức khiến cho tim hắn đập nhanh hơn. Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười, thân vẫn bay bổng trên không, miệng khẽ quát một tiếng. Khi tiếng quát vừa dứt, Liệt Thiên trong tay đột nhiên tạo thành một vòng cung quỷ dị ầm ầm bắn về phía Diêu Dũng. Siêu. Giờ phút này cả không gian giống như phong vân biến sắc. Không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, chảo ấn xẹt qua, một cỗ chân khí bàng bạc bạo phát. Trong không trung, năng lượng thuộc tính hỏa lặng lẽ hội tụ tới, cả không gian to lớn đột nhiên vô cùng nóng bức. Trong đám năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc có một đạo chảo ấn nóng rực bắn ra. Chảo ấn này giống như một ngọn hỏa diễm màu đỏ mang theo khí tức sắc bén xẹt qua không gian. Không gian trực tiếp vặn vẹo tạo thành một đường vòng cung. Đạo chảo ấn này mang theo xu thế sấm sét trong nháy mắt đánh vào không gian nơi Diêu Dũng đứng. Cạch cạch, giữa không trung vang lên một tiếng trầm muộn làm toàn bộ không gian run rẩy. Từng đạo kình khí nóng rực khuếch tán, cỗ kình khí nóng bỏng này mang theo lực lượng xé rách không gian khiến cho không gian trực tiếp nứt nẻ, tan vỡ. Bầu trời trong sân rộng xuất hiện 5 cái khe lớn chừng nghìn thước, bên trong mỗi cái khe đều có hỏa diễm nóng bỏng. Bao gồm cả thân hình Diêu Dũng cũng bị bao phủ trong đó. Đạo Tề Thiên Liệt Địa Chảo này uy lực so với trọng thủy kết giới còn mạnh hơn không ít. Trong vũ linh ảo cảnh của Vân Dương Tông, lúc Lục Lâm Thiên vượt vũ cảnh vẫn luôn thi triển Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Tôi luyện trong vũ cảnh so với bên ngoài còn nhanh hơn gấp mấy lần. Có thể nói, trong 5 bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai trên người hắn hiện tại Tề Thiên Liệt Địa Chảo tuyệt đối là bộ vũ kỹ địa cấp Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ mạnh nhất. Lúc này Lục Lâm Thiên không chỉ có thi triển Tề Thiên Liệt Địa Chảo mà còn phối hợp Vũ Linh Khí Hoàng cấp Liệt Thiên thi triển ra, uy lực lại tăng lên một bước. Trong vũ cảnh Lục Lâm Thiên xông tới trọng thứ 7 tầng 6 là dựa vào Tề Thiên Liệt Địa Chảo, có thể xông tới trọng thứ 7 tầng 6 thực lực đã tương đương với Vũ Vương thất trọng bình thường. Huống chi, trọng thủy kết giới vừa rồi của Lục Thiếu Du đã khiến cho Diêu Dũng phải thi triển một kích mạnh nhất của bản thân. Mức độ tiêu hao chân khí không cần phải nói. Bây giờ Lục Thiếu Du liều mạng thi triển một chảo, trong nháy mắt thi triển Tề Thiên Liệt Địa Chảo, hiệu quả của nó cũng mạnh hơn không ít. Ầm ầm. Giờ phút này không gian giống như đổ nát, dưới chảo ấn, tiếng nổ vang vọng, không gian chấn động không ngừng. Khục khục. Trong không gian nóng bỏng có một ngụm máu tươi phun ra. Dưới mấy cái khe ngập trời trong không gian, kinh khí ngập trời thu liễm, cả không gian trong nháy mắt phục hồi lại sự yên tĩnh như cũ. Mà lúc này trong không trung, trên khuôn mặt già nua của Diêu Dũng trắng bệch, khóe miệng dính máu tươi vừa mới phun ra. Quanh người, trên y phục xuất hiện 5 đạo chảo ấn, máu tươi chảy ra, khí tức trên người suy yếu tới mức cực kỳ nghiêm trọng. Lưỡng bại câu thương. Dưới mặt đất, mấy vạn ánh mắt líu lưỡi, Lục Lâm Thiên không ngờ có thể khiến cho Diêu Dũng trưởng lão cùng với hắn lưỡng bại câu thương. Trong đám người phía dưới, Đoan Mộc y kinh hãi. Bởi vì lúc này trên vai Lục Lâm Thiên có một vết đao hằn sâu vào trong da thịt, máu tươi ứa ra, thấp thoáng còn nhìn thấy xương trắng, nhìn qua vô cùng kinh khủng.
Đạm Đài Tuyết Phi nhìn bầu trời, hai hàng lông mi nhíu lại rồi chậm rãi hít sâu một hơi. Lại nhìn Như Hoa bên người, nàng chỉ có thể cười khổ một cái. Ha ha, lão cẩu, Vũ Vương thất trọng không có gì đặc sắc cả. Lục Lâm Thiên nở nụ cười nhạt, một cỗ ngạo khí từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra bên ngoài. Vũ Vương thất trọng thì làm sao, hiện tại hắn cũng không sợ. Nụ cười vừa dứt, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ. Hàn Băng Đồng kết sát. Liệt Viêm Quyền. Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng. Hàn Băng Trưởng. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Khi thân thể Lục Lâm Thiên xuất hiện, vũ đan ngũ sắc trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt này từng tiếng hét lớn từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, từng đạo vũ kỹ thuộc tính khác nhau từ hai tay Lục Thiếu Du ngưng tụ ra. Đối với vũ kỹ dưới địa cấp, cho dù là Hàn Băng Đồng kết sát Lục Thiếu Du cũng thi triển vô cùng thuận tay. Có vũ đan ngũ sắc, muốn đồng thời ngưng tụ công kích các loại thuộc tính khác nhau đối với Lục Thiếu Du mà nói, không có một chút ảnh hưởng nào. Từng đạo công kích được đánh ra nhanh như thiểm điện. Huyễn ảnh thanh vũ phối hợp với tốc độ của phù quang lược ảnh khiến cho Lục Lâm Thiên lúc này giống như quỷ mị, liên tục từ bốn phương tám hướng vây khốn Diêu Dũng vào bên trong. Diêu Dũng đã bị thương nặng cho nên lúc này căn bản khó có thể phòng bị, không thể ngăn cản công kích của Lục Lâm Thiên. Thủy hệ, phong hệ, mộc hệ, hỏa hệ, đây là uy lực của vũ giả ngũ hệ sao? Vũ kỹ năm hệ được thi triển vô cùng dễ dàng. Mọi người phía dưới nhìn lên trên không trung. Trong mấy vạn người có một ít người có ánh mắt không tồi, nhìn thấy mọi chuyện liền giật mình kinh hãi. Lúc này Diêu Dũng cũng bị chấn kinh, dưới tình huống bị thương nặng, thân bị vây khốn hắn không thể chạy trốn. Hắn cũng thật không ngờ, bản thân mình lại bị Lục Lâm Thiên này làm cho bị thương nặng. Mà một đao của hắn dường như cũng không tạo thành thương tổn quá lớn cho Lục Lâm Thiên này. Điều này khiến cho hắn kinh ngạc không ngớt. Từng đạo công kích của Lục Lâm Thiên làm cho hắn trở tay không kịp. Căn bản cũng không có bao nhiêu khí lực chống lại. Tốc độ ngưng tụ công kích của đối phương, còn có tốc độ kinh khủng kia đều quá kinh khủng. Lúc này hắn thậm chí đã có chút hối hận vì đã trêu phải Lục Lâm Thiên này, chỉ là trong lòng hắn có một thứ nhiều hơn đó chính là oán hận. Toàn bộ không gian trên sân rộng triệt để hỗn loạn, công kích như vậy khiến cho không gian mấy nghìn thước chung quanh vặn vẹo. Mặt đất phía dưới rung chuyển, đất đá bắn tứ tung. Công kích năm loại thuộc tính khiến cho mọi người chấn động. Từng đạo công kích chút xuống người Diêu Dũng, mà Diêu Dũng dưới tình huống bị thương nặng căn bản không có bao nhiêu sức lực chống lại. Khục khục, không có chút phản kháng nào, dưới công kích liên miên cuồng bạo của Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Diêu Dũng lại có một ngụm máu tươi được phun ra. Trong không gian hỗn loạn, kinh khí cường hãn khiến cho thân hình Diêu Dũng rơi xuống mặt đất. Thân thể hung hăng đập vào mặt đất khiến cho chung quanh hắn xuất hiện vô số vết nứt nẻ. Đại địa nộ hống. Trên bầu trời, huyễn ảnh thanh vũ phía sau Lục Lâm Thiên chấn động, quang mang quanh quẩn trên nắm tay, không gian chung quanh vặn vẹo. Đột nhiên một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh xuống dưới mặt đất. Ầm ầm. Trong chớp mắt này toàn bộ sân rộng chợt rung động kích liệt. Một cái khe rộng mấy chục thước dùng tốc độ kinh khủng lan tràn về phía Diêu Dũng. Cả sân rộng kịch liệt rung động, cỗ lực lượng đáng sợ kia sau khi tiếp cận Diêu Dũng giống như một cơn hồng thủy trút xuống. Phanh! Toàn bộ sân rộng nứt nẻ rồi bạo liệt, mặt đất phía trên giống như sơn băng địa liệt lún xuống. Lực lượng kinh khủng phóng lên cao, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh Diêu Dũng bị thương nặng bắn lên cao, bay tới giữa không trung. Liệt Viêm Quyền! Diêu Dũng bị đánh bay lên không trung, trong chớp mắt này thân ảnh Lục Lâm Thiên giống như quỷ mị xuất hiện. Nắm tay đánh về phía trước, miệng hét lớn một tiếng. Tiếng quát vừa dứt. Quyền ấn trong tay hóa thành một đạo quang mang đỏ rực không rõ mang theo năng lượng đỏ rực bàng bạc giống như thiểm điện bắn về phía trước. Đạo quyền ấn này dưới ánh mắt của bao người mang theo hỏa diễm nóng bỏng bắn về phía chân trời, cuối cùng hỏa diễm giống như cự thạch ầm ầm đánh vào trên người Diêu Dũng. Trong chốc lát toàn bộ bầu trời như ngưng động, cả không gian rung rẩy, một cỗ quang mang chói mắt từ trên ngực Diêu Dũng bắn ra. Ngay sau đó một tiếng trầm thấp vang vọng trong bầu trời. Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trên bầu trời. Phanh phanh. Trong bầu trời, một cỗ năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc trong nháy mắt quét ngang không gian. Phanh 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 phanh. Thân thể Diêu Dũng giống như diều đứt dây vừa mới từ mặt đất bị đánh bay lên không trung, lúc này lại trực tiếp bị đánh bay từ giữa không trung xuống mặt đất. Trên sân rộng, mặt đất ầm ầm lay động, thân thể Diêu Dũng nặng nề đập vào mặt đất tạo thành một cái hố sâu hai thước.
Toàn bộ sân rộng lúc này là một mảnh hỗn độn, từng cái khe giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Khục khục, máu tươi từ trong miệng Diêu Dũng không biết đã phun ra lần thứ mấy, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Thân thể hư thoát, uể oải, trên mặt dính đầy máu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt kia có sự kinh hãi, có sợ hãi còn có oán độc. Trên mặt đất, thân thể Diêu Dũng không ngừng giãy giụa thế nhưng căn bản không thể đứng lên được, uể oải nằm trên đống đá vụn. Mọi người nhìn thấy cảnh này, mấy vạn ánh mắt lập tức chuyển vào trên người Lục Lâm Thiên. Điều này quá mức chấn động, công kích liên tiếp khiến cho mọi người hoa mắt, nhanh tới cực hạn. Từng đạo công kích kia tuy rằng đại bộ phận người có mặt ở đây không nhìn rõ lắm, thế nhưng mọi người đều nhìn rõ trưởng lão Diêu Dũng của Thiên Vân Đảo bị Lục Lâm Thiên trà đạp tới mức không nhận ra. Thật mạnh mẽ. Vô số người âm thầm hít sâu một hơi, đây mới là cường giả. Lão cẩu, Vũ Vương thất trọng mà thôi, trước mặt bản công tử ngươi không có tiền vốn để kiêu ngạo. Lục Lâm Thiên thu huyễn ảnh thanh dực vào trong cơ thể, thanh linh khải giáp cũng được thu lại, vết thương trên vai được chân khí bao bọc, thân thể nhảy tới trước người Diêu Dũng. Phanh phanh, Lục Lâm Thiên trực tiếp giẫm lên ngực Diêu Dũng, thân thể già nua kia lần nữa bị đá bay về phía sau mấy thước, Diêu Dũng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Diêu Dũng đập vào đống đá vụn, ánh mắt mang theo sự sợ hãi nhìn Lục Lâm Thiên. Linh hồn hắn đã bắt đầu run rẩy, muốn chạy trốn thế nhưng toàn thân không còn một chút lực lượng nào. Muốn hồn anh bỏ chạy thế nhưng trong lòng lại không cam lòng. Lão cẩu, không phải vừa rồi ngươi muốn ta mở mắt sao? Hiện tại rốt cuộc là ai phải mở to mắt ra? Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Một chân lại đạp vào trên ngực Diêu Dũng, một cỗ khí thế bá đạo tràn ngập chung quanh thân thể. Vũ Vương thất trọng hiện tại hắn đã có thể trà đạp. Đây mới là cường giả a. Dưới ánh mắt vạn người, thân thể Lục Lâm Thiên hiện lên trong đầu mọi người vô cùng rõ ràng. Cước đạp Vũ Vương thất trọng, cảnh tượng bá đạo như vậy mấy người có thể làm được. Lục trưởng môn, được rồi. Phía xa, Đạm Đài Tuyết Phi nói một tiếng, ánh mắt mang theo sự phức tạp nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên nói. Tuyết Phi cô nương, Diêu Dũng này thay thải ra xuất đầu, không có một chút quan hệ nào với Thiên Vân Đảo, cô nương cũng đã nghe rõ. Cho dù hiện tại ta giết hắn cũng không có liên quan tới Thiên Vân Đảo. Lẽ nào Thiên Vân Đảo của cô nương muốn nhúng tay vào sao? Nơi này tuy rằng là địa bàn của Thiên Vân Đảo, thế nhưng cô nương cần phải hiểu rõ, thực lực Thiên Vân Đảo tuy rằng rất mạnh thế nhưng ta tuyệt đối cũng không sợ hãi. Toàn bộ phi linh môn chúng ta không phải ai muốn bắt nạt cũng được. Thanh âm Lục Lâm Thiên quanh quẩn trên không trung, ngạo khí ngút trời, phi linh môn hiện tại không chỉ có một mình hắn. Phía sau hắn còn có toàn bộ phi linh môn, Thiên Vân Đảo muốn nhúng tay vào, phi linh môn hắn cho dù không địch lại cũng đủ để khiến cho Thiên Vân Đảo thương tổn tới gân cốt. Cơ mặt Đạm Đài Tuyết Phi co quắp nói. Lục trưởng môn, Diêu trưởng lão thay thải ra xuất đầu, việc này Thiên Vân Đảo chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay vào. Chỉ là Diêu trưởng lão dù sao cũng là người Thiên Vân Đảo chúng ta, mong Lục trưởng môn cho Thiên Vân Đảo chúng ta một chút mặt mũi. Tại sao ta phải cấp cho Thiên Vân Đảo mặt mũi? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Đạm Đài Tuyết Phi. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi khẽ đổi, nhìn Lục Lâm Thiên thật lâu không nói gì. Một lát sau Đạm Đài Tuyết Phi thở dài nói. Lục trưởng môn, người thấy Thiên Vân Đảo và Phi Linh Môn khai chiến thì kết quả sẽ như thế nào? Tuyết Phi cô nương, Thiên Vân Đảo của nàng có thể đi vào cổ vực hay sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, Thiên Vân Đảo mạnh, thế nhưng cổ vực không phải là Đông Hải, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng sẽ không để cho Thiên Vân Đảo đơn giản tiến vào. Lục trưởng môn cũng đã tới Thiên Vân Đảo chúng ta sao không thể tiến vào cổ vực đây? Đạm Đài Tuyết Phi nói, ý tứ bên trong vô cùng rõ ràng. Thiên Vân Đảo không thể rầm rộ tiến vào trong cổ vực, thế nhưng hoàn toàn có thể phái mấy cường giả đi vào cổ vực. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi. Ý tứ trong câu nói của Đạm Đài Tuyết Phi đương nhiên hắn hiểu rõ, Lục Lâm Thiên lập tức nói. Tuyết Phi cô nương, nàng nghĩ Thiên Vân Đảo có thể uy hiếp được ta sao? Đây không phải là uy hiếp, ta thấy Lục trưởng môn so với bất kỳ ai còn rõ ràng hơn hết. Đạm Đài Tuyết Phi nói, người khác có lẽ còn e ngại Thiên Vân Đảo, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại khác. Người này luôn luôn kiêu ngạo, nếu như bị Thiên Vân Đảo uy hiếp, sợ rằng đã sớm bị uy hiếp từ trước rồi. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Mặt mũi của Thiên Vân Đảo ta tuyệt đối sẽ không cho.
Bởi vì ta căn bản không tin Thiên Vân Đảo, chỉ là, ta có thể nể mặt Tuyết Phi cô nương. Lão cẩu này ta có thể không giết, thế nhưng Tuyết Phi cô nương phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói đi. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi có chút ba động, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ cần Tuyết Phi cô nương đáp ứng ta, cô nương còn ở Thiên Vân Đảo một ngày thì Đoan Mộc gia ở Lưu Tô Đảo sẽ bình yên vô sự, khi đó ta sẽ thả lão cẩu này. Lục Lâm Thiên nói, mặc kệ như thế nào bản thân hắn đã đắc tội với Thiên Vân Đảo. Hắn có thể động vào Diêu Dũng, Thượng Quan gia, Thải gia, thế nhưng tuyệt đối không thể động vào Thiên Vân Đảo. Đối phó với Diêu Dũng, Thượng Quan gia, Thải gia chỉ là gõ mõ khua chiêng mà thôi. Lục Lâm Thiên làm sao không biết, uy hiếp lớn nhất của Đoan Mộc gia chính là Thiên Vân Đảo mà tuyệt đối không phải là Thải gia, Thượng Quan gia. Tìm tới Đạm Đài Tuyết Phi, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng đã có dự tính từ trước. Bằng vào địa vị của Đạm Đài Tuyết Phi trên Thiên Vân Đảo, chỉ cần nàng đáp ứng thì Đoan Mộc gia trên Lưu Tô Đảo tuyệt đối bình yên vô sự. Lục trưởng môn, nếu như ta không thể đáp ứng thì sao? Đạm Đài Tuyết Phi khẽ thở dài rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lục Lâm Thiên. Ý tứ của Lục Lâm Thiên sao nàng có thể không hiểu? Muốn nàng đáp ứng tương đương với việc Thiên Vân Đảo ở trước mặt mọi người hứa hẹn với Lục Lâm Thiên. Nếu như nàng không đáp ứng, lão cẩu này nhất định sẽ phải chết. Tiếp đó ta lại phiền Tuyết Phi tiểu thư hộ tống toàn bộ Đoan Mộc gia đi cổ vực mà thôi. Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười, chân hung hăng dẫm lên ngực Diêu Dũng. Khuôn mặt Diêu Dũng đỏ au, gân xanh trên mặt hiện ra, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Lục Lâm Thiên đã sớm có dự định, lần này Đoan Mộc gia rốt cuộc đã chạm phải cái mông của con hổ Thiên Vân Đảo, tuyệt đối nguy hiểm. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể mang theo người Đoan Mộc gia đi cổ vực mà thôi. Dọc đường đi đương nhiên sẽ gặp phải cản trở, phải áp chế Đạm Đài Tuyết Phi thì đám người Lục Lâm Thiên mới có thể bình yên đi tới cổ vực, bằng không sẽ bị người của Thiên Vân Đảo chặn lại. Sắc mặt Đạm Đài Tuyết Phi liên tục biến hóa, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự bất đắc dĩ. Nàng biết nàng không còn lựa chọn nào khác, người như Lục Lâm Thiên, tuyệt đối là người nói được làm được cho nên nàng lập tức nhỏ giọng đáp ứng. Được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi. Nói xong, Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Lâm Thiên, từ trong ký ức của nàng, cho tới bây giờ còn chưa ai dám lớn tiếng với Thiên Vân Đảo, huống chi đây còn là địa bàn của Thiên Vân Đảo. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi cực kỳ phức tạp, đây là ánh mắt vừa yêu vừa hận. Lần này sợ rằng nàng cũng khó mà ăn nói với Thiên Vân Đảo. Và Thiên Vân Đảo cũng sẽ dung chuyển một phen. Vẫn là Tuyết Phi cô nương sảng khoái, vậy người này giao cho nàng. Lục Lâm Thiên mỉm cười rồi lập tức xoay người nói với Diêu Dũng. Lão cẩu, lần này coi như ngươi mạng lớn. Kế tiếp nếu như ngươi dám trêu chọc ta lần nữa thì tự gánh lấy hậu quả, ha ha. Tiếng cười bá đạo, cuồng ngạo quanh quẩn trong không trung. Lục Lâm Thiên không để ý tới Diêu Dũng nữa. Mà Diêu Dũng lúc này không thể nhúc nhích nằm trên đống đá vụn, vẻ mặt tuyệt vọng, trong mắt hiện lên sự oán độc. Thế nhưng cũng không có cách nào khác. Vũ Vương thất trọng như hắn lại bị một hậu bối trà đạp trên Lưu Tô Đảo, một đời thanh danh đã mất hết. Sau này sợ rằng hắn cũng không còn mặt mũi đi ra ngoài nữa. Thải Mai Lĩnh, ngươi chết đi. Đại trưởng lão Đoan Mộc gia, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ba người vây công Thải Mai Lĩnh, ba đạo công kích mạnh mẽ trực tiếp bắn ra. Phanh! Phía xa, thân hình Thải Mai Lĩnh bị nghiền nát hóa thành máu tươi rơi xuống mặt đất. Gia chủ đã chết, chạy mau. Đệ tử Thải gia vốn đã bị tàn sát, lúc này nhìn thấy Thải Mai Lĩnh chết. Cả đám không còn tâm tư chống đỡ, trực tiếp chạy tán loạn. Nhị đệ, người này xử lý thế nào? Trong tay Dương Quá mang theo Thượng Quan Minh Nguyệt bị cấm chế đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Thượng Quan Minh Nguyệt nào có phải là đối thủ của Dương Quá? Lục trưởng môn, Thượng Quan trưởng lão cũng là trưởng lão của Thiên Vân Đảo ta, mong Lục trưởng môn giao cho ta. Đạm Đài Tuyết Phi đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Tuyết Phi cô nương. Thượng quan Nguyệt Minh chính là chủ mưu đối phó với Đoan Mộc gia, nàng nghĩ ta sẽ giao hắn cho nàng sao? Việc này không cần nhiều lời, cho dù Thiên Vân Đảo coi ta là địch, người này ta cũng nhất định không giao cho các người. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói với Đạm Đài Tuyết Phi. Tuyết Phi, cứu ta, Tuyết Phi. Thượng quan Nguyệt Minh lớn tiếng cầu xin, hắn biết mình rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Bằng tính cách của Lục Lâm Thiên này, bản thân hắn tuyệt đối không có kết cục tốt lành gì. Chỉ là Thượng quan Nguyệt Minh có gọi khàn giọng cũng vô dụng, đại chiến sắp tới lúc kết thúc.
Cường giả thải ra lúc này dưới sự vây công của 4 đầu yêu thú lục giai và hơn 10 đầu khôi lỗi cấp 6 đều bị đánh chết, không có bất luận một cường giả thải ra nào chạy trốn. Khi tiếp hét thảm quanh quẩn biến mất trong không trung thì đã tới họ Ăng Hôn. Mặt trời ngả về phía tây, ánh mặt trời như máu, trên sân rộng là một mảnh hỗn độn. Máu chảy thành sông, khí tức máu tanh nồng nặc bao phủ toàn bộ Lưu Tô đảo. Mấy vạn ánh mắt bốn phía vô cùng sợ hãi. Thải ra bị diệt, sau này Lưu Tô đảo chính là của Đoan Mộc gia. Thực lực Đoan Mộc gia bày ra hiện tại khiến cho bọn họ không khỏi sợ hãi than. Ai cũng thật không ngờ, Đoan Mộc gia lại ẩn giấu cỗ thực lực kinh khủng như vậy. Đám đệ tử trong Đoan Mộc gia lúc này cũng chạy tới sân rộng để thu thập tàn cục. Đồng thời Đoan Mộc Y Y cũng hạ lệch, đoàn người Đoan Mộc gia chạy về phía đám người thải ra, diệt cỏ không diệt tận gốc, sau này tuyệt đối sẽ phiền phức. Buổi tối, toàn bộ Đoan Mộc gia đều đang tiến hành hành động tiêu trừ, ngay cả những thế lực có liên quan tới thải ra cũng bị tiêu diệt. Đêm đến, động tĩnh Đoan Mộc gia tạo ra vô cùng lớn. Thế nhưng trong đình viện Đoan Mộc gia lại cực kỳ yên tĩnh. Trong phòng, Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi đó, trên vai có vết thương to bằng ngón tay, kéo dài từ vai tới ngực. Tuy rằng máu đã ngừng chảy ra, thế nhưng vẫn mơ hồ thấy cả xương trắng, nên nhìn cực kỳ kinh khủng. Thủ ấn được kết, khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, một đám lưu quang từ trên vết thương lan tràn ra, mang theo một tia điện mang. Dưới tia điện mang này, vết thương kinh khủng kia dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt khép lại. Mà lúc này trong phòng, Thượng quan Minh Nguyệt bị cấm chế nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng kinh hãi. Thương thế nghiêm trọng như vậy Lục Lâm Thiên này không ngờ trong nháy mắt có thể khôi phục như lúc ban đầu. Điều này sao có thể, thế nhưng tất cả mọi chuyện lại phát sinh ở dưới mí mắt hắn. Yêu nghiệt, đây không phải là người. Thượng quan Minh Nguyệt sợ hãi than trong lòng, đây tuyệt đối là việc người bình thường không thể làm được. Thương thế như vậy không ngờ trong nháy mắt lại khôi phục như vậy. Phù. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi rồi thở ra một ngụm trọc khí. Trên sân rộng cũng không tiện để hắn khôi phục thương thế, bởi vì không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn, bí mật này có thể duy trì càng lâu thì càng tốt. Vũ Vương Tam Trọng, lúc thôn phệ hẳn cũng có thể đột phá tới Vũ Vương Tam Trọng A. Nhìn Thượng quan Minh Nguyệt trong phòng, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên rồi mỉm cười. Vũ Vương Tam Trọng cũng không nên lãng phí, trên phương diện chân khí thôn phệ cũng không tồi. Bị Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào, vẻ mặt Thượng quan Minh Nguyệt lập tức kinh hãi, thanh âm bị cấm chế cho nên không thể nói ra thành lời. Thế nhưng trong lòng lại có một cỗ cảm giác sợ hãi không hiểu. Thượng quan Nguyệt Minh, ngươi cho rằng có Thiên Vân Đảo che chở thì không có ai dám động tới ngươi sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nói xong, ngay khi Thượng quan Nguyệt Minh cảm thấy sợ hãi thì Lục Lâm Thiên lập tức đánh ra thủ ấn. Trong lòng bàn tay có một cỗ chân khí hóa thành vòng xoáy ầm ầm chụp vào thiên linh cái của Thượng quan Nguyệt Minh đang kinh hãi. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thôi động Âm Dương Linh Vũ Quyết. Một cỗ hấp lực lớn từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát ra. Trên mặt Thượng quan Minh Nguyệt lập tức dữ tợn, chân khí trong người nhanh chóng bị hút ra rồi tiến vào trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Ngay cả hồn anh trong đầu cũng bị thôn phệ rồi tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Siêu. Đối với hồn anh bị thôn phệ này, đại hồn anh trong đầu Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng có dị động, một cỗ sát khí quen thuộc tràn ra rồi bắn về phía hồn anh của Thượng quan Nguyệt Minh rồi ngưng tụ thành một vòng xoáy giống như trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên, lập tức thôn phệ hồn anh vừa tiến vào trong đầu. Nửa canh giờ sau, Thượng quan Nguyệt Minh biến thành một cỗ thây khô, dưới linh hỏa trong tay Lục Lâm Thiên lập tức hóa thành cho tàn. Luyện hóa. Cảm nhận năng lượng chân khí vừa mới thôn phệ vào trong cơ thể, Lục Lâm Thiên phỏng đoán sau khi luyện hóa có thể hắn sẽ đột phá tới Vũ Vương Tam Trọng. Dù sao hiện tại hắn đã là Vũ Vương Nhị Trọng, lại gần tới hậu kỳ. Sau khi ngưng thần tĩnh khí, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi im, bắt đầu luyện hóa. Năng lượng bằng chân khí được thôn phệ vào trong cơ thể, sau khi bỏ đi tạp chất lập tức chuyển hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của Lục Lâm Thiên. Trong phòng, một lát sau quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ trong một vòng quang cháo vô hình. Tiến vào trong trạng thái luyện hóa. Mà thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Theo thời gian trôi qua, trên Lưu Tô đảo cũng trải qua thời gian hỗn loạn ngắn ngủi. Thải gia và những gia tộc có liên quan đều bị nhổ tận gốc. Trên điểm này Đoan Mộc Y Y không yếu đuối một chút nào, tất cả đều nắm trong tay. Trên các tử lầu,
Khách điếm ở các con đường lớn nhỏ của Lưu Tô Đảo đều có tiếng nghị luận về ngày Lục Lâm Thiên và Đạm Đài Tuyết Phi thi đấu. Mà một màn cuối cùng khi Lục Lâm Thiên trà đạp trưởng lão Diêu Dũng của Lưu Tô Đảo cùng với khí thế kiêu ngạo kia khiến cho cả đám nước bọt văng tung tóe, càng kể càng hăng say. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nội viện Đoan Mộc gia lúc này không có một ai dám tiến vào. Cả năm ngày, ngày nào Đoan Mộc y đều tới đây một lần. Năm ngày qua, Lưu Tô Đảo cũng dần dần bình ổn trở lại. Trong phòng, không biết từ khi nào, khí tức quanh người Lục Lâm Thiên bắt đầu kéo lên. Sóng gợn trong không gian cũng bắt đầu ba động, một cỗ quang mang hoàng sắc vô cùng chói mắt xuất hiện. Một lát sau, quang mang bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên càng ngày càng đậm. Trên da cũng tràn ngập quang mang, đột nhiên một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ vào trong phòng. Toàn bộ người trong Đoan Mộc đều có thể cảm nhận được sự ba động vô hình này. Trên bầu trời Đoan Mộc ra, một cỗ năng lượng trong thiên địa cuộn trào mãnh liệt. Từng đạo năng lượng vô hình trong thiên địa hội tụ tạo thành một vòng xoáy trên một đình viện rồi tiến vào trong phòng. Đám người đại trưởng lão Đoan Mộc gia, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Đoan Mộc y kinh ngạc nhìn về phía đình viện. Trong nháy mắt cả không gian run rẩy, khí thế đột phá như vậy khiến cho mọi người kinh ngạc, bởi vì cỗ khí thế này cũng không giống bình thường. Hình như có người đang đột phá, hẳn là cấp bậc Vũ Vương. Chúng cường giả Đoan Mộc gia kinh ngạc nói. Vũ Vương đột phá, lúc này cũng chỉ có mấy cường giả thần bí kia trong Đoan Mộc gia mà thôi. Trong phòng, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên càng ngày càng mạnh, dưới năng lượng vô hình trong thiên địa không ngừng cuồn cuộn tiến vào, cơ thể Lục Lâm Thiên lúc này đang không ngừng lột xác nhỏ, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, huyết mạch, trong cơ thể đều được cường hóa. Loại cường hóa này dựa trên cơ sở của bất diệt huyền thể, lần thứ hai lại được tăng cường không ít. Mãi một lúc lâu sau, khí tức quanh người Lục Lâm Thiên càng ngày càng mạnh, năng lượng vô hình trong thiên địa ba động ngày càng kịch liệt. Cuối cùng quanh thân Lục Lâm Thiên, từng lỗ chân lông đều tham lam thôn phệ năng lượng vô hình trong thiên địa. Cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa kia, chỉ trong thời gian ngắn ngủi lập tức tiêu tán. Mà khi một tia năng lượng vô hình trong thiên địa tiêu tán thì chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Siêu siêu. Thế nhưng lúc này năng lượng vô hình trong thiên địa vừa mới tiêu tán lại đột nhiên lần nữa hội tụ tới. Thậm chí cảnh tượng so với vừa rồi còn mạnh hơn. Lại có người nữa đột phá. Các trưởng lão Đoan Mộc gia đều cực kỳ kinh ngạc. Cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên địa hội tụ khiến bọn họ không khó nhìn ra lại có Vũ Vương thứ hai đột phá. Phù. Trong phòng Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí, gợn sóng trong không gian trước người lập tức bị đánh văng ra. Đôi mắt nhắm chặt của Lục Thiếu Du bỗng nhiên mở ra. Một cỗ khí thế cường hãn cũng từ trong cơ thể tràn ra. Cỗ khí thế này so với trước đây còn cường hãn hơn gấp mấy lần khiến cho gợn sóng trong không gian rung động rồi lập tức tản đi. Vũ Vương tam trọng rồi. Lục Lâm Thiên vặn lưng, cảm nhận chân khí cường hãn hơn gấp mấy lần khi trước trong đan điền khiến cho hắn không khỏi mỉm cười một cái. Thôn phệ thượng quan Nguyệt Minh khiến cho bản thân đột phá tới Vũ Vương tam trọng. Thế nhưng cũng chỉ vừa đủ đột phá mà thôi, không dư một chút nào, thiếu chút nữa còn không đủ cho hắn đột phá tới Vũ Vương tam trọng. Mới là Vũ Vương tam trọng, còn chưa đủ a. Lục Lâm Thiên thì thào nói một tiếng, lúc này thực lực của hắn tuy rằng đã tới Vũ Vương tam trọng, thế nhưng vẫn còn xa mới đủ. Đối thủ hắn gặp phải càng ngày càng mạnh, Vũ Vương tam trọng căn bản vẫn còn không đủ. Gặp Vũ Vương bình thường hắn có thể chống lại, thế nhưng gặp phải cường giả tuyệt đối hoặc là Vũ Tôn thì còn kém xa. Ồ! Lục Lâm Thiên đột nhiên nhíu mày. Bởi vì lúc này trong tâm thần Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế bàng bạc phóng lên cao. Vũ Vương ngũ trọng, đại ca cũng đột phá rồi. Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi lập tức mỉm cười, từ khí tức Lục Lâm Thiên có thể nhận ra có người đột phá Vũ Vương ngũ trọng, mà người có điều kiện phù hợp nhất chỉ có đại ca Dương Quá của hắn mà thôi. Một lát sau, trong phòng của Như Hoa, Lục Lâm Thiên đem yêu linh đan thất giai trung kỳ cho Như Hoa rồi nói. Đây là yêu linh đan. Sau khi ngươi ăn vào có thể tăng cường phân nửa thực lực, có lẽ cự ly đột phá thất giai hậu kỳ cũng không còn quá xa. Đa tạ chủ nhân. Như Hoa cũng không khách khí, khi trước Lục Lâm Thiên luyện chế yêu linh đan này nàng đã cảm nhận được nếu dùng đan dược này thì tu vi của nàng sẽ tăng lên không ít. Cỗ năng lượng bàng bạc trong đan dược khiến cho nàng run sợ, khỏa đan dược này tuyệt đối có thể tạo thành hiệu quả không nhỏ đối với nàng. Bình thường yêu thú đạt tới tứ giai ngưng tụ ra yêu đan tốc độ tu luyện sẽ chậm lại không ít.
mà yêu thú muốn đề cao tu vi cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình tu luyện, còn có một chút thiên tài địa bảo phụ trợ. Về phần đan dược đề cao tu vi vô cùng thiếu thốn, thậm chí còn không có. Mà yêu thú thu được thiên tài địa bảo cũng không ít, cũng không phải yêu thú nào cũng có cơ duyên như vậy. Cho nên cơ hội ít càng thêm ít. Đan dược tăng cường tu vi khiến cho Như Hoa mừng rỡ không thôi, vốn nàng chỉ thuần phục Tiểu Long mà thôi, lúc này thái độ đối với Lục Lâm Thiên cũng tốt hơn không ít. Ăn vào đan dược rồi luyện hóa đi, sau này trở lại Phi Linh Môn, yêu linh đan cũng đủ cho ngươi dùng. Lục Lâm Thiên cầm yêu linh đan trong tay giao cho Như Hoa, vốn Lục Lâm Thiên muốn Tiểu Long ăn vào yêu linh đan, tế nhưng Tiểu Long dường như đang tu luyện bí pháp thiên phú cho nên không có thời gian luyện hóa yêu linh đan này. Nghe nói trong Phi Linh Môn còn đan dược như vậy khiến cho Như Hoa càng thêm mừng rỡ. Sau khi cung kính hành lễ với Lục Lâm Thiên lập tức chuẩn bị bế quan ăn vào đan dược. Lục Lâm Thiên rời khỏi phòng Như Hoa, sau đó đi tìm Đoan Mộc Hồng Chí. Lục đại ca, thương thế của huynh thế nào rồi, có trở ngại gì không? Đoan Mộc Hồng Chí nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện, ánh mắt sùng bái tới cực điểm. Mấy ngày trước, hình ảnh Lục Lâm Thiên ngạo khí ngập trời trên sân rộng đã khắc sâu vào trong lòng hắn. Ổn rồi, hiện tại ta sẽ giúp đệ chữa thương. Sẽ rất đau, còn có thể nguy hiểm tới tính mạng, đệ có sợ không? Lục Lâm Thiên nhìn Đoan Mộc Hồng Chí hỏi, đau đớn khi dùng thông kinh tục cốt đan cũng không nhỏ. Một đứa trẻ 12 tuổi, có thể chịu đựng được hay không quả thực vô cùng khó nói. Lục đại ca, đệ không sợ. Đoan Mộc Hồng Chí kiên định nói. Ánh mắt nho nhỏ nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Lục đại ca, huynh thực sự là tỷ phu của đệ sao? Đệ hỏi chuyện này làm gì? Lục Lâm Thiên mỉm cười, vỗ nhẹ đầu tiểu gia hỏa trước mặt một cái. Lục đại ca, nếu như đệ không chịu nổi đau đớn mà chết, huynh có thể đáp ứng đệ chiếu cố tỷ tỷ được hay không? Trước đây mỗi ngày tỷ tỷ của đệ đều cười, thế nhưng hai năm nay, từ khi cha qua đời, đệ thành phế nhân, tỷ tỷ đệ đã rất lâu rồi chưa cười. Lần trước đệ thấy tỷ tỷ đã cười trước mặt huynh, cười rất đẹp, cho nên đệ thấy huynh nhất định có thể chiếu cố tỷ tỷ đệ. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt trong suốt, không có một chút tạp chất nào. Lục Lâm Thiên nhíu mày, mỉm cười nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, tỷ tỷ đệ sẽ không có việc gì. Toàn bộ Đoan Mộc gia cũng không có việc gì. Lục đại ca, huynh đáp ứng đệ rồi sao? Đoan Mộc Hồng Chí mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên sửng sốt rồi lập tức cười khổ, hắn không biết trả lời như thế nào cho nên lập tức móc thông kinh tục cốt đan trong nhẫn chữ vật ra, năng lượng kinh người trên đan dược ba động, Lục Lâm Thiên nói. Được rồi, ăn đan dược vào đi, dựa theo sự phân phó của ta, trước tiên chữa chân đệ cho tốt trước đã. Được, Đoan Mộc Hồng Chí nghiêm mặt nói, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Lục Lâm Thiên đỡ Đoan Mộc Hồng Chí khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn trong tay được kết. Đoan Mộc Hồng Chí lập tức ăn thông kinh tục cốt đan vào. Siêu. Sau khi Đoan Mộc Hồng Chí ăn vào thông kinh tục cốt đan, thân thể nho nhỏ lập tức run rẩy, toàn thân tràn ngập sương mù màu trắng từ lỗ chân lông tràn ra. Một màu đỏ đậm từ thân thể Đoan Mộc Hồng Chí khuếch tán. Trong chớp mắt thân thể nho nhỏ đỏ ửng lên, năng lượng bàng bạc trong cơ thể khuếch tán. Hơn nữa mơ hồ bên trong thân thể nho nhỏ cũng truyền ra năng lượng ba động bàng bạc. A. Giờ phút này tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Đoan Mộc Hồng Chí vang lên, chỉ là tiếng kêu thảm thiết này chỉ vang lên được một nửa rồi lập tức bị cắt đứt. Đoan Mộc Hồng Chí cắn răng chịu đựng, trên khuôn mặt nho nhỏ kia tràn ngập vẻ kiên định. Thấy thế, Lục Lâm Thiên giơ cánh tay lên rồi khoanh chân ngồi xuống phía sau Đoan Mộc Hồng Chí. Từng đạo thủ ấn trong tay được kết, Lục Lâm Thiên mở miệng nói. Hồng Chí, bảo vệ tâm thần, ta giúp đệ đả thông kinh mạch. Nói xong. Tay áo Lục Lâm Thiên huy động, một cỗ chân khí từ trong cơ thể bạo phát, trực tiếp tuôn vào lưng Đoan Mộc Hồng Chí. Thông kinh tục cốt đan dù sao cũng là đan dược lục phẩm, coi như là không phải đan dược tăng cường chân khí, thế nhưng năng lượng bàng bạc bên trong nếu như không có sự giúp đỡ thì Đoan Mộc Hồng Chí tuyệt đối không thể chống lại được. Chân khí tiến vào trong cơ thể Đoan Mộc Hồng Chí, thủ ấn Lục Lâm Thiên lần nữa biến hóa, quanh người Đoan Mộc Hồng Chí nhất thời được một vòng quang cháo nhàn nhạt bao phủ. Thế nhưng dưới cỗ năng lượng bàng bạc kia toàn thân Đoan Mộc Hồng Chí run rẩy, trên trán xuất hiện vô số giọt mồ hôi liên tục rơi xuống. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không khỏi cảm thán một câu, Đoan Mộc Hồng Chí còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có lực nhẫn nại như vậy, thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ không hạn lượng được.
Tâm thần tỏa ra, Lục Lâm Thiên khống chế chân khí trực tiếp bảo vệ lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của Đoan Mộc Hồng Chí, đồng thời dẫn năng lượng khơi thông kinh mạch trong cơ thể Đoan Mộc Hồng Chí. Kinh mạch trên đùi Đoan Mộc Hồng Chí đứt thành từng đoạn, xương cốt vỡ tan. Nếu muốn khôi phục quả thực không dễ, người bình thường căn bản không thể làm được, Lục Lâm Thiên là nghé con mới sinh không sợ cọp, nếu như chuyện này bị các cường giả khác biết được tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Chuyện này sợ rằng ngay cả linh tôn bình thường cũng không dám đơn giản trọng tổ kinh mạch đứt thành từng đoạn, muốn khôi phục không hề dễ dàng. Năng lượng trong đan dược không ngừng chạy loạn trong cơ thể Đoan Mộc Hồng Chí, mặc dù có Lục Lâm Thiên bảo vệ thế nhưng sự đau đớn kịch liệt kia cũng khiến cho khuôn mặt Đoan Mộc Hồng Chí trắng bệch, cơ thể co quắp, trên mặt từng giọt mồ hôi lớn không ngờ lại mang theo tơ máu chảy xuống. Vậy mà Đoan Mộc Hồng Chí vẫn cắn chặt răng, không phát ra tiếng nào. Khống chế năng lượng trong thông kinh tục cốt đan đả thông kinh mạch bị phế trên đùi Đoan Mộc Hồng Chí, đây là một quá trình lớn và phức tạp, tới lúc này Lục Lâm Thiên mới biết được chuyện này so với tưởng tượng của hắn trước đó còn khó hơn gấp bội. Linh hồn lực như biển dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Đoan Mộc Hồng Chí, cố gắng khống chế tất cả biến hóa, không để xuất hiện chuyện ngày ý muốn nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, quá trình phức tạp này cũng tốn khá nhiều thời gian, bởi vậy tròn một ngày Lục Lâm Thiên mới chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này cơ thể Đoan Mộc Hồng Chí vặn vẹo, vẫn còn đang chịu đựng sự đau đớn trong cơ thể. Tốt! Lục Lâm Thiên tán thưởng, một tiểu hài tử 12 tuổi có thể chịu được tới mức này quả thực không hề dễ dàng. Mà Lục Lâm Thiên cũng phát hiện ra, dưới cỗ năng lượng bàng bạc kia, thân thể Đoan Mộc Hồng Chí cũng được rèn luyện không ít. Kinh mạch và gân cốt toàn thân đều được rèn luyện, đây cũng là tác dụng của thông kinh tục cốt, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Nếu như có thể khôi phục, cường độ thân thể chí ý so với vũ giả đồng cấp cũng mạnh hơn mấy lần. Bước đầu tiên khá tốt, bước thứ hai phải trông chờ vào chính mình rồi. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, lúc này Đoan Mộc Hồng Chí còn phải trải qua một bước nữa. Đan điền đã bị ngăn trở, may mà còn chưa bị nghiền nát, có thể coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà muốn đả thông đan điền, chuyện này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiếp tục, Lục Lâm Thiên khẽ hít sâu một hơi. Lần thứ hai khống chế chân khí tiến hành bước thứ hai. Đây cũng là một quá trình phức tạp, một ngày trôi qua, thân thể nho nhỏ của Đoan Mộc Hồng Chí bỗng nhiên run rẩy một chút. Phanh phanh. Trong chốt lát, thân thể Đoan Mộc Hồng Chí hung hăng run rẩy, trong ánh mắt kiên nghị kia có tinh quang bắn ra. Mà lúc này, một cỗ chân khí từ trong cơ thể nho nhỏ kia tràn ra. Hồng Chí, nhanh, điều tức đi. Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại. Trong nháy mắt nói với Đoan Mộc Hồng Chí. Lúc này bàn tay nhỏ bé của Đoan Mộc Hồng Chí biến hóa, một đạo thủ ấn được kết, cả thân thể được quang mang bao phủ. Khí tức trên người nhất thời tăng vọt, hai năm không thể tu luyện, gân cốt và kinh mạch toàn thân lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của chân khí. Phù! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi rồi thở ra một ngụm chọc khí, sắc mặt hơi tái nhợt. Tiêu hao hai ngày nay đối với hắn cũng không nhỏ. Đoan Mộc Hồng Chí tiến vào trạng thái tu luyện, đan điền lần nữa được đả thông, kinh mạch được trọng tổ thế nhưng cũng cần một quá trình, không phải có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu được. Nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt, Lục Lâm Thiên cực kỳ cảm thán, có lẽ hai năm nay, trong lòng thiếu niên này đã chịu đựng áp lực vô cùng lớn, tuổi nhỏ đã gặp phải đả kích như vậy, phụ thân mất đi, bản thân trở thành phế nhân, gặp hai đả kích lớn như vậy có lẽ sau này không có chuyện gì thiếu niên này không thể ứng phó được nữa. Loại tâm trí này lại còn có sự nhẫn nại vô song mà thường nhân không có, thiên phú mạnh mẽ, vũ giả tam hệ, lần này khôi phục nhận được không ít chỗ tốt. Chỉ cần sau này gặp được danh sư, tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Đoan Mộc Hồng Chí trải qua quá trình đau khổ này, coi như là nhân họa đắc phúc, chờ sau khi sư phụ thánh thủ linh tôn khôi phục, lại thêm bồi dưỡng bên ngoài, tuyệt đối sẽ không phải là người bình thường. Khi Lục Lâm Thiên rời khỏi phòng Đoan Mộc Hồng Chí đã phân phó người Đoan Mộc gia không được tiến vào quấy rầy. Nhìn sắc trời, lúc này đã là hoàng hôn, một lát sau bầu trời bắt đầu tối lại, dưới trời cao, màn đêm vô tận bao phủ, vầng trăng cô đơn chậm rãi xuất hiện trên không trung. Nhìn bầu trời đêm, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi suy nghĩ một phen. Việc Đoan Mộc gia cũng đã giải quyết xong, chờ sau khi sắp xếp một phen hắn cũng nên đi tìm Thánh Linh Giáo. Sau đó thu hổ âm yêu tinh mà Nam Thúc cần. Lần này không thể ở lại nơi này quá lâu, Nam Thúc khôi phục sớm lúc nào thì Phi Linh Môn cũng có thể dựa vào sớm lúc ấy.
bằng vào thực lực của Nam Thúc, sợ rằng sau khi khôi phục tuyệt đối sẽ là tồn tại kinh khủng. Coi như là tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, ngay cả linh vũ giới thì phi linh môn cũng có lực chống lại. Mà sau khi Nam Thúc khôi phục, sư phụ thánh thủ linh tôn của hắn cũng sẽ có cơ hội khôi phục. Đến lúc đó phi linh môn có hai người tỏa chấn, ai dám động tới phi linh môn phải suy nghĩ tới hậu quả trước tiên. Một lát sau, trở lại phòng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, trong đầu Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ. Từ Vân Dương Tông tới Lưu Tô Đảo đã mấy tháng, Vô Song đi Bắc Cung ra cũng không biết thế nào rồi. Hắn cũng không thể biết được tin tức của nàng, lại càng không biết Bắc Cung ra ở đâu, một chút tin tức phải có thực lực mới có thể biết được, xem ra thực lực của hắn vẫn không đủ. Nhớ tới Vô Song, nữ tử thanh nhã kia, còn có Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh, trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng áy náy. Mấy năm nay hắn và các nàng ở cùng nhau thì ít, cách xa thì nhiều, lạnh nhạt với các nàng. Vì truy cầu con đường trở thành cường giả, hắn phải đem nữ nhi Tình Tường đặt ở một bên, chờ sau này nhất định phải bồi thường cho các nàng. Nghĩ tới mấy nữ nhân của mình, trong đầu Lục Lâm Thiên lại xuất hiện thêm một thân ảnh xinh đẹp. Đây là một thân ảnh xinh đẹp tới cực hạn, yểu điệu vô song, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ quyến rũ và yêu mị, phong tình vạn trùng. Xinh đẹp, lạnh lùng, lại tuyệt mỹ, giống như cả thiên địa đều vì nàng mà động lòng. Bạch Linh, không biết gần đây nàng đang ở đâu, thế nào rồi? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, mỗi lần nhớ tới đám người Vô Song, Lục Lâm Thiên không nhịn được mà nhớ nữ tử có khuôn mặt lạnh lùng kia. Cười khổ một cái, bản thân Lục Lâm Thiên cũng không biết vì sao lại hay nhớ tới Bạch Linh. Bằng vào thực lực của Bạch Linh có lẽ ở bên ngoài cũng không có chuyện gì. Người có thể đối phó được nàng có lẽ cũng không có mấy người. Lục trưởng môn. Ngoài cửa vang lên thanh âm của Đoan Mộc Y Y. Y Y cô nương, vào đi. Thu hồi tâm tình phức tạp, Lục Lâm Thiên nhíu mày, không biết Đoan Mộc Y Y tới muộn như vậy là có chuyện gì. Ken két. Ngoài cửa vang lên một tiếng, thân ảnh Đoan Mộc Y Y xuất hiện trước cửa phòng. Dưới ngọn đèn mờ, làn da trên người trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, bộ ngực dưới y phục như ẩn như hiện, bên hông còn có đai lưng màu xanh biếc. Bộ ngự hùng vĩ thế nhưng lại không làm mất đi vẻ cao quý ưu nhã. Y Y cô nương cứ gọi Lục đại ca là được rồi. Lục Lâm Thiên nói, vậy Lục đại ca cũng gọi muội là Y Y đi nhé. Đoan Mộc Y Y cười nói, Lục đại ca, thương thế của huynh thế nào rồi? Đoan Mộc Y Y lại lập tức hỏi. Trong mấy ngày nay nàng chưa từng nhìn thấy thân ảnh của Lục Lâm Thiên. Không có việc gì, không có gì đáng ngại nữa. Lục Lâm Thiên nói. Thực sự không có việc gì sao? Đoan Mộc Y Y có chút nghi hoặc hỏi. Trước đó nàng đã tận mắt nhìn thấy thương thế kinh khủng kia, toàn bộ vai bị xẻ đôi, tại sao có thể khôi phục nhanh như vậy được? Thực sự không có chuyện gì. Lục Lâm Thiên lập tức hỏi. Chuyện của Đoan Mộc gia xử lý thế nào rồi? Có gặp phải phiền phức gì không? Mọi chuyện đã xử lý gần xong hết, từ trước tới nay muội cũng biết ý đồ của thải gia và không ít thế lực, chỉ là có Thiên Vân Đảo Đoan Mộc gia chúng ta có không ít điều cố kỵ nên mới để thải gia phát triển tới ngày hôm nay. Lần này nếu như đã động thủ muội tuyệt đối không cho thải gia một cơ hội nào nữa, cũng không để cho trên Lưu Tô Đảo xuất hiện thải gia thứ hai. Đoan Mộc Y Y nói, trong ánh mắt quyến rũ kia lúc này mang theo vẻ lạnh lẽo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, xem ra ma luyện 2 năm gần đây khiến cho nữ tử này học được không ít, cũng thành thục không ít. Có lẽ con người luôn cần phải trải qua một ít chuyện thì mới có thể thành thục. Nói ngắn gọn một chút, đây cũng là chuyện tốt. Từ Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí xem ra sư phụ thánh thủ linh tôn sau khi nhìn thấy bọn họ cũng có thể yên tâm. Lục đại ca, không biết thượng quan Nguyệt Minh kia huynh xử lý ra sao rồi? Đoan Mộc Y Y hỏi. Sao vậy? Muội muốn thả hắn sao? Lục Lâm Thiên nói. Người này là chủ mưu đương nhiên không thể buông tha. Chỉ là gì của muội dường như vẫn còn chưa biết chuyện, biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho muội có chút lo lắng. Đoan Mộc Y Y nói, dì nàng ở giữa Đoan Mộc gia và thượng quan gia sợ rằng trong lòng cũng không chịu nổi. Thượng quan Nguyệt Minh ta đã xử trí, muội không cần lo lắng. Nhớ kỹ, có một số việc phải thân bất do kỷ mà làm, không nên nhân từ mà nương tay. Dù sao lúc đối phương ra tay với muội chỉ sợ cũng không nghĩ tới chuyện nhân từ nương tay. Lục Lâm Thiên nói. Vâng. Đoan Mộc Y Y nhẹ nhàng gật đầu nói. Lục đại ca, Hồng Chí thế nào rồi? Đã khôi phục, tuy rằng bỏ lỡ 2 năm,
thế nhưng gặp họa đắc phúc, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Lục Lâm Thiên nói, muội thay mặt Hồng Chí cảm ơn ân tái tạo của Lục đại ca. Đoan Mộc Y Y hành lễ. Không cần đa lễ, mau đứng lên. Lục Lâm Thiên vội vã nâng Đoan Mộc Y Y đứng lên, bàn tay đụng chạm, gương mặt Đoan Mộc Y Y lập tức đỏ bừng. Cố gắng bình ổn tâm tình, Đoan Mộc Y Y lo lắng nói. Lục đại ca, muội có chút lo lắng về người của Thiên Vân Đảo, lần này mặt mũi của Thiên Vân Đảo bị mất, sợ rằng sẽ không đơn giản mà bỏ qua. Yên tâm đi, chuyện Đạm Đài Tuyết Vi đã đáp ứng thì chắc chắn sẽ làm được. Thiên Vân Đảo sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, chỉ là mục tiêu của bọn họ không phải Đoan Mộc gia mà là ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Lục đại ca, vậy thì bây giờ phải làm sao? Thiên Vân Đảo không phải là sơn môn bình thường. Sắc mặt Đoan Mộc Y Y đại biến, ánh mắt mang theo sự lo lắng cùng khẩn trương nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Không cần quá lo lắng về Thiên Vân Đảo. Dù sao đi nữa đại môn đại phái ta đắc tội cũng rất nhiều, thêm một Thiên Vân Đảo cũng không sao. Lục Lâm Thiên cười yếu ớt, lần này hắn đã triệt để đắc tội với Thiên Vân Đảo, thêm Thiên Vân Đảo quả thực cũng không nhiều thêm bao nhiêu. Có lẽ Thiên Vân Đảo sẽ có tâm lý muốn giáo huấn hắn một chút. Thế nhưng nếu muốn thực sự đối phó với hắn mà nói, sợ rằng cũng sẽ không dám đơn giản ra tay, dù sao Thiên Vân Đảo cũng cần cố kỵ nhiều thứ. Nhìn bộ dáng không chút lo lắng của Lục Lâm Thiên, ánh mắt Đoan Mộc Y Y càng thêm lo lắng, đối đầu với Thiên Vân Đảo, bảo sao nàng không lo lắng cho được. Nhìn nam tử trước mặt, Đoan Mộc Y Y hành lễ nói. Lục đại ca, Y Y thay mặt toàn bộ Đoan Mộc gia cảm ơn Lục đại ca xuất thủ tương trợ. Nói xong, Đoan Mộc Y Y lại hành lễ. Y Y, sao muội lại thế nữa rồi? Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ nâng thân thể mềm mại kia lên. Một mùi hương nhàn nhạt truyền vào mũi khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng thoải mái. Nhìn nam tử áo xanh gần nay trước mặt này, Đoan Mộc Y Y cắn răng mở miệng nói. Lục đại ca, đại ân của huynh đối với Đoan Mộc gia Y Y thực sự cảm thấy khó có thể báo đáp. Y Y cảm thấy mình có ba phần tư sắc, tự biết Lục đại ca đã có mấy vị hồng nhan tuyệt mỹ, thân thể hiển hách, Y Y cũng không dám trèo cao. Vì vậy Y Y cho dù làm thiếp cũng không có một câu oán hận. Cho dù đêm nay Lục đại ca muốn y y cũng cam tâm tình nguyện. Đoan Mộc Y Y nói xong, hai gò má đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt, trong lòng giống như con nai chạy loạn không ngừng. Lục Lâm Thiên sửng sốt rồi cười khổ, nhìn nữ tử không nhiễm bụi trần trước mặt, nữ tử này thanh tú cao quý, có vài phần hồn nhiên, vài phần ngây thơ, cũng có khi nghiêm túc, lạnh lùng, dường như Lục Lâm Thiên cũng có chút động tâm. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi về phía Đoan Mộc Y Y. Nhìn thân thể linh lung, bộ ngực mê người như ẩn như hiện, còn có đôi mắt nhắm chặt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lúc này giống như một bông hoa đang chờ người ta hái khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi run lên. Cảm nhận nam tử trước mặt đang đi về phía mình, Đoan Mộc Y Y cảm thấy tim mình đạp nhanh hơn. Trước khi tới đây nàng cũng đã chuẩn bị tốt, ngoại trừ làm như thế này ra, nàng thực sự không biết nên báo ân như thế nào. Một lát sau, thấy không có động tĩnh gì. Đoan Mộc Y Y mở mắt nhìn về phía trước. Nam tử trong suy nghĩ của nàng đang ở gần ngay trước mắt nàng, trên khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Y Y, lẽ nào muội cho rằng ta trợ giúp Đoan Mộc gia là vì tư sắc của muội sao? Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt Đoan Mộc Y Y rồi nói. Nhìn bộ dáng chờ phu quân hái này, trong lòng hắn cố nén tà niệm trong lòng, đây quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới một việc. Bản thân hắn quả thực chính là quân tử. Chẳng lẽ không đúng, không phải ý của muội như vậy, ý của muội là. Đoan Mộc Y Y mở hai mắt, nhìn nam tử trước mắt nhất thời không biết nói thế nào. Nam tử áo xanh liều mạng bảo vệ Đoan Mộc gia, thậm chí không tiếc là địch với Thiên Vân Đảo, nàng thực sự không nghĩ ra, Đoan Mộc gia và hắn không có quan hệ gì, nàng cũng không biết người này. Toàn bộ Đoan Mộc gia ngoại trừ bản thân nàng ra thì cũng không có thứ gì mà người này coi trọng. Thế nhưng hắn dường như lại không phải là người như vậy, nói chung hiện tại trong lòng nàng rất loạn, thế nhưng lại hy vọng suy nghĩ của nàng là sự thật. Chính bởi vì nghĩ vậy cho nên trong lòng nàng càng thêm rối loạn. Y Y, hãy nghe ta nói hết. Lục Lâm Thiên nhìn Đoan Mộc Y Y rồi nghiêm túc nói. Có một số việc hiện tại cũng nên nói cho muội. Được. Đoan Mộc Y Y nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự hiếu kỳ và e thẹn. Nhớ tới hành động của bản thân vừa rồi, cả khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Lục Lâm Thiên thở dài một hơi, từ tin tức tìm hiểu trong mấy ngày nay thì Lục Lâm Thiên có thể khẳng định 10 phần đây chính là Đoan Mộc gia mà sư phụ từng nói tới. Lục Thiếu Du nhìn Đoan Mộc Y Y nói. Y Y, lần trước ta nghe muội nói muội định đi cổ vực và đại lục linh vũ tìm kiếm lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên của Đoan Mộc gia đúng không? Đúng. Đoan Mộc Y Y gật đầu nói. Chỉ là còn chưa đi tới thì đã không còn kịp nữa. Đoan Mộc gia xuất hiện một ít biến cố, vị lão tổ kia nhiều năm đã không xuất hiện, sợ rằng đã sớm không còn ở trên nhân thế, dù sao cũng đã mấy ngàn năm trôi qua rồi. Y Y, vị lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên kia còn có một cái tên khác gọi là Thánh Thủ Linh Tôn, muội có biết không? Lục Lâm Thiên hỏi. Đoan Mộc Y Y lắc đầu, Thánh Thủ Linh Tôn, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe qua danh tự như vậy. Lần này ta tới Đông Hải là phụng mệnh sư tôn, cũng chính là lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên của Đoan Mộc gia, đến đây tìm kiếm Đoan Mộc gia. Lục Lâm Thiên nhìn Đoan Mộc Y Y rồi nói. Lục đại ca, muội biết muội tự mình đa tình, muội không xứng với huynh. Trên sân rộng huynh chỉ thay Đoan Mộc gia muội xuất đầu cho nên mới nói là hôn phu của muội. Muội sao có thể xứng được với huynh cơ chứ? Đoan Mộc Y Y khẽ thở dài, vẻ mặt cực kỳ cô đơn. Điều Lục Lâm Thiên nói nàng không tin một chút nào. Ai? Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài, thủ ấn lặng lẽ kết, một cỗ năng lượng vô hình ba động, một đạo ấn quyết hiện lên trong tay Lục Lâm Thiên. Đạo ấn quyến này giống rồng mà không phải rồng, giống hổ mà không phải hổ, đó chính là huyết hồn ấn. Lục đại ca, sao huynh lại có huyết hồn ấn? Trong nháy mắt sắc mặt Đoan Mộc Y Y đột nhiên kinh hãi, điều này sao có thể? Nam tử trước mặt làm sao lại có huyết hồn ấn của Đoan Mộc gia các nàng cho được. Lục Lâm Thiên thu huyết hồn ấn lại, khẽ cười một tiếng rồi nói. Ta nói rồi, sư phụ ta chính là Thánh Thủ Linh Tôn, cũng chính là lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên của Đoan Mộc gia, huyết hồn ấn này tự nhiên ta cũng biết. Lục đại ca, lời huynh nói là thực sao? Huynh thực sự là đệ tử của lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên sao? Sắc mặt Đoan Mộc Y Y đại biến, lắc đầu không dám tin tưởng. Hai mắt chăm chú nhìn vào người Lục Lâm Thiên, huyết hồn ấn Lục Lâm Thiên vừa mới thi triển là huyết hồn ấn hàng thật giá thật, thậm chí huyết hồn ấn này so với huyết hồn ấn của nàng dường như còn mạnh hơn không ít. Từ trong tư liệu mà lão tổ lưu lại nàng biết rõ huyết hồn ấn này là do lão tổ sáng chế, người ngoài không có khả năng biết rõ. Những lời ta nói là sự thực, lẽ nào ta còn nhận nhầm sư phụ sao? Lục Lâm Thiên nói, phản ứng của Đoan Mộc Y Y Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Lão tổ biến mất mấy nghìn năm đột nhiên có tin tức đương nhiên sẽ khiến cho nàng kinh ngạc. Nói như vậy lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên còn đang ở trên nhân thế sao? Ánh mắt Đoan Mộc Y Y mang theo sự chờ mong, kinh ngạc cùng khát vọng nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên. Cũng có thể coi là như vậy, sư phụ còn đang ở nhân thế, lần này ta tới đây cũng là vì phụng mệnh sư phụ mà tới. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức đem chuyện tình sơ qua nói với Đoan Mộc Y Y một lần. Nghe Lục Lâm Thiên nói, thân thể mềm mại của Đoan Mộc Y Y vì kích động mà run rẩy liên tục. Lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên còn đang ở nhân thế, nhiều năm như vậy còn chưa trở về hóa ra là do hồn anh ly thể. Thế nhưng ít ra lão tổ cũng còn ở trên nhân thế. Lão tổ mạnh nhất trong mấy nghìn năm qua của Đoan Mộc gia còn sống, bản thân nàng vẫn luôn muốn tìm kiếm nơi hạ lạc của lão tổ, không nghĩ tới lần này lại thực sự tìm được. Y Y, mọi chuyện đại khái là như vậy. Lần trước ở trên thuyền ta nhìn thấy muội thi triển huyết hồn ấn cho nên mới nhận ra. Lục Lâm Thiên nói. Khó trách huynh lại đột nhiên bỏ qua mọi người, thì ra là vậy. Đoan Mộc Y Y lẩm bẩm rồi nói. Lục đại ca, huynh là đệ tử của lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên, từ đời lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên mà tính thì Đoan Mộc gia chúng ta đã truyền thừa 138 đời, dựa theo bối phận huynh cũng là tổ sư gia của Đoan Mộc gia chúng ta. Y Y tham kiến tổ sư gia. Tổ sư gia, hay là thôi đi. Lục Lâm Thiên cười khổ, dựa vào bối phận của sư phụ, bối phận của hắn trong Đoan Mộc gia quả thực vô cùng lớn. Dựa theo bối phận thì huynh chính là tổ sư gia. Đoan Mộc Y Y nói. Y Y, cứ gọi Lục đại ca là được rồi, quy củ này không cần để ý tới. Lục Lâm Thiên nói. Được. Đoan Mộc Y Y nhìn Lục Lâm Thiên rồi cười yếu ớt nói. Bằng vào tuổi của Lục đại ca. Quả thực gọi Lục đại ca là tổ sư gia thì quá già. Đúng vậy, ta cũng không già như vậy. Lục Lâm Thiên cười nói. Được rồi, Lục đại ca, huynh có thể mang ta đi Phi Linh Môn gặp lão tổ hay không?
Đoan Mộc Y Y lập tức hỏi. Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu nói. Điều này sợ rằng không được, chuyện ở Đông Hải của ta còn chưa xong xuôi. Chờ sau khi ta xong việc, nếu như tiện đường thì không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức nói tiếp với Đoan Mộc Y Y. Y Y, việc này tạm thời không thể truyền ra bên ngoài. Trước tiên chỉ có thể để cho mấy vị trưởng lão trong Đoan Mộc gia biết là được. Mặt khác, ngày mai thông báo cho toàn bộ trưởng lão Đoan Mộc gia đi tới từ đường, ta có chuyện cần nói. Vâng. Đoan Mộc Y Y đáp. Khi Đoan Mộc Y Y rời khỏi phòng Lục Lâm Thiên, lúc này đã là hừng đông. Quay đầu nhìn lại căn phòng phía sau, khuôn mặt Đoan Mộc Y Y lần nữa đỏ bừng, đêm nay bản thân nàng không ngờ lại làm việc như vậy, nghĩ tới việc này, hai gò má lại càng thêm nóng, thế nhưng nghĩ tới việc lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên mà nàng đau khổ tìm kiếm còn sống khiến cho trong lòng nàng không nhịn được mà hưng phấn. Phù! Cảm nhận Đoan Mộc Y Y đã rời đi, Lục Lâm Thiên mới hít sâu một hơi, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ. Một lát sau Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống tiến vào trong trạng thái tu luyện. Sáng sớm hôm sau, khi sắc trời vừa sáng, không khí trong bầu trời khiến cho mọi người cảm thấy sảng khoái. Toàn bộ Lưu Tô đảo giống như một bức tranh thủy mặc, hải vực rộng lớn, quần đảo xanh ngát, gió biển khẽ thổi vô cùng ôn nhu, phía xa truyền đến tiếng chim thanh thúy khiến cho mọi người có cảm giác tràn ngập sinh cơ và sảng khoái. Trong phòng, Lục Lâm Thiên dừng tu luyện rồi đi ra ngoài. Sau khi hít sâu một hơi, Lục Lâm Thiên khoan khoái nhìn về phía xa, cảnh sắc trước mặt hắn lúc này cực kỳ mỹ lệ. Từ đường của Đoan Mộc gia nằm ở trong nội viện, diện tích cũng không phải là quá lớn, chỉ là niên đại có chút lớn, cả từ đường được quét tước sạch sẽ, cả từ đường tràn ngập khí tức cổ xưa. Khi Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng còn có Dương Quá, bốn người đi tới từ đường Đoan Mộc gia thì đám người Đoan Mộc Y Y, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão Đoan Mộc gia đã chờ ở bên ngoài từ đường. Trưởng lão Đoan Mộc gia ra mắt tổ sư gia. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, ba vị trưởng lão Đoan Mộc gia do dự một chút rồi lập tức quỳ xuống hành lễ. Chuyện của lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên thì Đoan Mộc Y Y đã nói với bọn họ. Từ lúc biết được tin tức, ba vị trưởng lão kích động tới mức không ngừng đi qua đi lại. Lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên còn tại thế, điều này đại biểu cho thứ gì trong lòng bọn họ đương nhiên vô cùng rõ ràng. Chư vị, đứng lên đi. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, bối phận của hắn quả thực đủ cao a. Một lát sau từ đường Đoan Mộc gia mở ra, trong từ đường này, buổi tối ngày đó Lục Lâm Thiên đã âm thầm tới một lần, lúc này mới dám khẳng định bản thân mình không có đi sai. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đoan Mộc Y Y và ba vị trưởng lão của Đoan Mộc gia, Lục Lâm Thiên trực tiếp đi vào trong từ đường Đoan Mộc gia. Tay đánh ra vài đạo thủ ấn, mấy đạo lưu quang trong từ đường chợt lóe lên rồi biến mất. Trận pháp. Đoan Mộc Y Y nhíu mày, cực kỳ kinh ngạc. Nàng cũng không biết trong từ đường này còn có trận pháp, đừng nói là bản thân nàng không biết, coi như là lịch đại tộc nhân Đoan Mộc gia cũng không biết. Ầm ầm, mấy đạo lưu quang chợt lóe lên rồi biến mất, toàn bộ từ đường run lên giống như sắp sập. Cũng vào lúc này ở dưới sàn nhà giữa từ đường xuất hiện một cánh cửa đá. Một thông đạo có thể chứa được hai người đi qua xuất hiện trước mắt mọi người. Đi theo ta, Lục Lâm Thiên nói. Mật thất trong từ đường này cũng là do sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói cho hắn. Sư phụ nói bên trong có vài thứ lưu lại cho Đoan Mộc gia chính là vì muốn khi Đoan Mộc gia suy tàn còn có thứ dựa vào. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đoan Mộc Y Y và ba vị trưởng lão Lục Lâm Thiên tiến vào thông đạo. Lúc này ba vị trưởng lão không còn một chút hoài nghi nào về thân phận của Lục Lâm Thiên, ngay cả bọn họ cũng không biết bên trong từ đường không ngờ lại có một mật thất tồn tại. Đi vào thông đạo, phía dưới có bậc thang thẳng đứng. Mọi người tiến vào một căn mật thất này rộng chừng 300 thước, phía trên có không ít dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa. Trời! Mà nhìn thấy mọi vật trong mật thất, đám người Đoan Mộc gia lập tức sợ hãi than rồi vọt về phía trước. Đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá hơi giật mình, dường như có vẻ vô cùng kinh ngạc. Lúc này trước mặt bọn họ là 100 đầu khôi lỗi. Từ khí tức tràn ngập trên người có thể thấy đây đều là khôi lỗi ngoài cấp 6. Phía trước còn có 10 đầu khôi lỗi cao 3 thước, thậm chí còn đã tới cấp 7. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trước mặt hắn lúc này có 6 đầu khôi lỗi cấp 7 sơ giai, 3 đầu trung giai, còn có 1 đầu cao giai. 100 đầu khôi lỗi này tuyệt đối là một cỗ thực lực kinh khủng. Tiểu thư, có rất nhiều đan dược và vũ khí, còn có linh khí nữa. Tiếng sợ hãi than của đại trưởng lão vang lên,
bên trong mật thất ngoài trăm đầu khôi lỗi ra còn có một lượng lớn đan dược, vũ khí, linh khí. Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên, ánh mắt có chút kinh ngạc. Đồ sư phụ lưu lại cho Đoan Mộc gia cũng không ít. Bên trong có rất nhiều đan dược thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm. Còn có vũ khí, linh khí hoàng cấp sơ giai, trung giai, cao giai các loại thuộc tính. Thậm chí còn có huyền cấp sơ giai, trung giai, cao giai. Toàn bộ mật thất không lớn thế nhưng tuyệt đối không nhỏ. Thu hoạch ở bên trong đủ để so sánh với những thế lực nhất lưu. Thậm chí những thế lực nhất lưu như Bách Linh Tông, Song Đao Môn, Thiên Quỷ Tông cũng không thể so sánh. Thực lực của riêng 100 đầu khôi lỗi kia không phải là thứ mà thế lực nhất lưu có thể chống lại. Tổ sư gia, sao người lại biết Đoan Mộc gia có bảo tàng như vậy? Tam trưởng lão toàn thân run rẩy đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Biến cố của Đoan Mộc gia không có một chút quan hệ gì với hắn. Từ trong linh hồn của Thượng Quan Thừa Ân, Lục Lâm Thiên biết được toàn bộ Đoan Mộc gia cũng chỉ có tứ trưởng lão kia bán đứng gia tộc. Đây đều là thứ sư phụ ta lưu lại cho Đoan Mộc gia, cho Đoan Mộc gia các ngươi sử dụng. Lục Lâm Thiên nói, đây đều là đồ do lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên lưu lại sao? Lão tổ Khung Thiên còn đang ở trên nhân thế, đó chính là may mắn của Đoan Mộc gia ta. Ba trưởng lão kích động nói, Đoan Mộc gia nhận được những thứ này thì quật khởi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta còn một thứ muốn giao cho muội. Lục Lâm Thiên nhìn Đoan Mộc đang kinh ngạc nói. Lúc này Đoan Mộc đang nghiên cứu một đầu khôi lỗi cấp 7, 10 đầu khôi lỗi cấp 7 tương đương với 10 cường giả Vũ Vương A. Lục đại ca, là thứ gì vậy? Đoan Mộc nghe vậy lập tức xoay người lại hỏi. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lặng lẽ được kết, đồng thời từ trong mi tâm có một đạo lưu quang linh hồn đột nhiên chui vào trong mi tâm Đoan Mộc Toàn bộ mật thất tràn ngập năng lượng. Ba vị trưởng lão Đoan Mộc gia cả kinh, dưới cỗ năng lượng linh hồn này khiến cho bọn họ bị áp chế. Một chung trà sau, Lục Lâm Thiên mới thu thủ ấn lại, đạo lưu quang bằng linh hồn kia cũng được thu liễm. Một lát sau hai mắt nhắm chặt của Đoan Mộc mới mở ra, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc không thể tin tưởng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục đại ca, thiên linh lục là. Đây là thứ sư phụ sáng tạo ra, coi như là vật của Đoan Mộc gia các người, nên cố gắng nghiên cứu một chút. Lục Lâm Thiên nói, thứ hắn vừa mới truyền cho Đoan Mộc chính là thiên linh lục của sư phụ. Trong thiên linh lục có các loại bí pháp luyện chế binh khí, khôi lỗi, còn có trận pháp. Đây là một cỗ tin tức khổng lồ, Lục Lâm Thiên biết tuy rằng mình nhận được thiên linh lục từ lâu thế nhưng cũng không có nghiên cứu thiên linh lục thấu đáo. Đa tạ Lục đại ca. Trong đầu Đoan Mộc hiện lên một cỗ tin tức khổng lồ, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Từ trong cỗ tin tức khổng lồ kia nàng có cảm giác mình tiến vào một biển tri thức, các loại bí pháp, phương pháp luyện chế khôi lỗi, trận pháp đều vô cùng thâm ảo. Nếu như có thể nghiên cứu thấu đáo, đủ để khiến cho nàng đạt tới một cấp độ mới. Thiên Vân Đảo, một trong 8 thế lực lớn trong Đông Hải, là một trong những thế lực mạnh nhất trong Đông Hải, nằm ở trên quần đảo Thiên Đông Phương. Nơi này có một quần đảo liên miên, ở giữa có không ít những tảng đá lớn chặn giữa dòng chảy. Trên quần đảo có kiến trúc liên miên, ở giữa một hòn đảo nhỏ có một cái điện lớn đột ngột hiện lên, sừng sững ở trong hải vực. Trong đám hải vực này không có một đầu chim chóc nào, yêu thú không dám tới gần, căn bản không dám tiếp cận. Dám đánh chết trưởng lão và đệ tử của Thiên Vân Đảo, vũ nhục trưởng lão Thiên Vân Đảo, quá mức càn rỡ. Lục Lâm Thiên này quá mức càn rỡ, hắn coi Thiên Vân Đảo ta không tồn tại sao? Thù này không báo, Thiên Vân Đảo ta nào còn mặt mũi đặt chân ở trên Đông Hải nữa. Chuyện này nhất định sẽ khiến cho Thiên Vân Đảo chúng ta bị chê cười. Ta đề nghị đánh chết Lục Lâm Thiên, diệt Đoan Mộc gia. Vì Thượng Quan trưởng lão, Diêu trưởng lão, còn có hai vị trưởng lão báo thù. Trong đại điện, tiếng tức giận vang lên không ngừng. Sắc mặt cả đám trưởng lão Thiên Vân Đảo vô cùng xấu xí. Chuyện trên Lưu Tô Đảo khiến cho Thiên Vân Đảo sóng gió ngập trời. Chuyện này đối với toàn bộ Thiên Vân Đảo mà nói, đó chính là một cái tát vào mặt. Một hậu bối đánh chết hai đệ tử thiên bảng của Thiên Vân Đảo, lại đánh chết một trưởng lão, vũ nhục, trà đạp một trưởng lão khác, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Chuyện này khiến cho mặt mũi Thiên Vân Đảo bị tổn thất vô cùng lớn. Đảo chủ, Lục Lâm Thiên này giết đệ tử thải nhân phượng của ta, thù này chúng ta không thể buông tha cho Lục Lâm Thiên. Cho dù bản thân phải chết ta cũng nguyện xả giận cho Thiên Vân Đảo. Trên ghế,
một lão giả chừng lục tuần vẻ mặt tức giận mang theo sát khí ngập trời mở miệng nói. Trong đại điện, trên chủ vị lúc này có một nữ tử mặc cung trang đang ngồi. Nữ tử này thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi, mặc một bộ cung trang màu hồng, bộ ngực sung mãn như ẩn như hiện, ánh mắt câu hồn đoạt phách, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ tươi. Bên cạnh nữ tử tuyệt mỹ này chính là Đạm Đài Tuyết Phi, nhìn qua hai người giống như tỉ muội, dung nhan nữ tử này tuyệt đối không thua kém Đạm Đài Tuyết Phi, khí chất quyến rũ trên người vô hình chung còn hơn Đạm Đài Tuyết Phi. Mà người này chính là đảo chủ Mộ Dung Lan Lan của Thiên Vân Đảo. Nhắc tới Mộ Dung Lan Lan, toàn bộ đại lục sợ rằng không có ai không biết. Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan, đây chính là tồn tại vô cùng nổi danh. Trong ấn tượng của mọi người ở Đông Hải thì Mộ Dung Lan Lan này thường thường giết người trong lúc vô thức, thực lực bản thân tuyệt đối là cường giả. Toàn bộ thành Ma Vân, người có thể chống lại nàng quả thực cũng không có bao nhiêu. Lúc này Mộ Dung Lan Lan nhíu mày, nhìn trưởng lão Lục Tuần kia nói. Tiễn trưởng lão, Diêu trưởng lão cũng phải chịu thua trước mặt hắn, ngươi làm sao có thể đối phó được với Lục Lâm Thiên kia chứ? Thanh âm trong trẻo mang theo ba phần kiều mị khiến cho người khác không dám sinh ra tà niệm. Chuyện này, lão giả Lục Tuần nghẹn lờ, hắn chính là sư phụ của Thải Nhân Phượng. Đệ tử đắc ý bị Lục Lâm Thiên đánh chết, máu nóng xông lên não nên đã không suy nghĩ kỹ. Siêu trưởng lão là Vũ Vương thất trọng cũng chỉ có thể chịu Lục Lâm Thiên trà đạp, hắn cũng là Vũ Vương thất trọng, chỉ sợ cũng không thể làm gì được Lục Thiếu Du. Đảo chủ, vậy thì mời trưởng lão trong đảo xuất thủ. Lục Lâm Thiên này chúng ta nhất định không thể buông tha. Một lão giả áo lam tức giận đứng dậy nói, linh lực toàn thân tràn ra, cực kỳ cường hãn. Người này cũng đã đạt tới Linh Vương, mà người này chính là sư phụ của Thượng Quan Thừa Ân. Chỉ bằng việc này mà cũng làm kinh động trưởng lão trong đảo, lẽ nào Thiên Vân đảo chúng ta không còn người nào khác sao? Mộ Dung Lan Lan nhíu mày, lập tức nhìn chăm chú vào mọi người rồi nói. Chư vị trưởng lão, các vị còn muốn nói gì không? Đảo chủ, Lục Lâm Thiên này rất khó đối phó, không nói tới phía sau hắn có Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông, thực lực phi linh môn hiện tại cũng không thể khinh thường. Ngoại trừ băng mộc tôn giả sát phá quân kia ra, có người nói còn có một cường giả linh tôn lợi hại khác, chuyện trả thù là lẽ đương nhiên, nếu như không trả thù thì mặt mũi của Thiên Vân đảo chúng ta sẽ để ở đâu. Sau này chuyện này cũng trở thành trò cười của các sơn môn khác. Thế nhưng muốn giết Lục Lâm Thiên mà nói, phải lo nghĩ nhiều một chút, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, còn có phi linh môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó Thiên Vân đảo chúng ta có thể chống lại ba sơn môn này vây công hay không mới là vấn đề. Một đại hán trưởng lão mặc y phục màu trắng lên tiếng. Nghe đại hán này nói, chúng trưởng lão đang tức giận lập tức như bừng tỉnh, coi như phi linh môn bọn họ không đặt vào trong mắt, thế nhưng Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn, bọn họ cũng không có khả năng không cố kỵ. Tuyết Phi, việc này con tự mình chứng kiến, con có gì muốn nói không? Mộ Dung Lan Lan nhíu mày nhìn Đạm Đài Tuyết Phi rồi hỏi. Đạm Đài Tuyết Phi đứng dậy nói. Bẩm sư phụ. Chuyến này tới Lưu Tô Đảo là bởi vì huyết hồn ấn kia mà chúng ta mới tham dự vào, thượng quan trưởng lão và thải gia tự tung tự tác, đây cũng không phải là chủ ý của chúng ta. Giết gia chủ Đoan Mộc gia bằng thuốc độc, đem Nam Đinh Đoan Mộc gia đánh thành phế nhân, điều này đối với danh tiếng của Thiên Vân Đảo chúng ta mà nói, hiện tại có ảnh hưởng vô cùng lớn. Mọi người hiện tại đều đang tưởng rằng chuyện này là do Thiên Vân Đảo chúng ta gây ra. Quan hệ giữa Lục Lâm Thiên và Đoan Mộc gia không kém. Hắn đã nói rõ vì Đoan Mộc gia mà báo thù, chuyện này không liên quan tới Thiên Vân Đảo, cũng không phải là nhằm vào Thiên Vân Đảo chúng ta. Nếu như Thiên Vân Đảo chúng ta muốn báo thù thì có vẻ không quá rộng lượng. Tuyết Phi, Lục Lâm Thiên kia hoa ngôn xảo ngữ, coi như là đệ tử Thiên Vân Đảo chúng ta có sai vậy thì cũng phải giao cho Thiên Vân Đảo chúng ta xử trí. Hắn dám đánh chết trưởng lão và đệ tử, lại vũ nhục trưởng lão Thiên Vân Đảo ta, đây chính là sự thực ngay trước mắt. Nếu như không xả giận, mặt mũi của Thiên Vân Đảo chúng ta sẽ mất hết. Tiễn trưởng lão lớn tiếng nói. Cho dù là Lục Lâm Thiên kia không thể đánh chết thì cũng phải giáo huấn hắn một lần. Ta thấy phải phế tu vi khiến cho hắn trở thành phế nhân thì mới có thể để cho những người khác biết, Thiên Vân Đảo chúng ta không phải ai cũng có thể trêu vào. Linh Vương Tam Trọng Sư Phụ Thượng Quan Thừa Ân lạnh lẽo nói. Chư vị, đoạn thời trước ta có nhận được một tin tức. Mời Tam trưởng lão nói với chư vị trưởng lão khác. Mộ Dung Lan Lan nhìn các trưởng lão đang tức giận rồi nói. Vâng,
trưởng môn. Trên ghế, một lão giả áo xám đứng dậy rồi nói. Người này thoạt nhìn vô cùng già nua, dáng dấp chừng bát tuần, thế nhưng quanh thân trong lúc vô hình tản ra một cỗ khí tức khiến cho người khác không thể khinh thường, bên trong cỗ khí tức kia có một cỗ uy áp mạnh mẽ. Chư vị trưởng lão, trước đó không lâu chúng ta nhận được một tin tức. Bắc Cung Nhất của Bắc Cung gia đã dẫn theo hộ pháp đoàn đi tới Vân Dương Tông, tổng cộng có 5 vũ tôn, hơn 10 vũ vương. Nhìn chúng trưởng lão, trong mắt tam trưởng lão già nua kia bắn ra tinh quang. Bắc Cung gia tộc xuất hiện sao? Sao đám người này lại xuất thế cơ chứ? Bắc Cung gia đã lánh đời trên vạn năm rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Nghe 4 chữ Bắc Cung gia tộc, sắc mặt tất cả trưởng lão đại biến, cả đám lập tức nhìn về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhìn mọi người rồi nói. Theo tin tức chúng ta nhận được, lần này Bắc Cung gia tộc đi tới Vân Dương Tông là bởi vì nghênh đón tiểu thư mất tích trên đại lục Linh Vũ của Bắc Cung gia. Lẽ nào tiểu thư của Bắc Cung gia tộc ở trong Vân Dương Tông sao? Không sai, tiểu thư của Bắc Cung gia tộc chính là Lục Vô Song của Vân Dương Tông, cũng chính là dưỡng nữ của Lục gia, là vị hôn thê của Lục Lâm Thiên. Tam trưởng lão nói. Cái gì? Lục Vô Song của Vân Dương Tông kia không ngờ lại là tiểu thư của Bắc Cung gia tộc. Thực không ngờ, Lục Vô Song lại là người của Bắc Cung gia. Chúng trưởng lão lập tức nhao nhao nghị luận, tiểu thư của Bắc Cung gia, bọn họ đương nhiên biết điều này đại biểu cho việc gì. Bắc Cung gia tộc đã xuất thế, trong 300 năm nếu như ai dám động vào Lục gia thì chính là địch nhân của toàn bộ Bắc Cung gia tộc. Chư vị trưởng lão, các người muốn đối phó với Lục Lâm Thiên kia. Sợ rằng cũng phải suy nghĩ một chút. Tam trưởng lão quét mắt nhìn mọi người rồi lạnh nhạt nói. Chuyện này, không ít trưởng lão vừa rồi còn ồn ào muốn tìm Lục Lâm Thiên báo thù có chút xấu hổ. Bắc Cung gia tộc xuất thế, Lục Vô Song vừa là hôn thê của Lục Lâm Thiên lại là tiểu thư của Bắc Cung gia, Thiên Vân đảo nếu như dám động vào Lục Thiếu Du, chuyện này tuyệt đối cần phải suy nghĩ kỹ. Tam trưởng lão, người có ý kiến gì không? Mộ Dung Lan Lan hỏi tam trưởng lão, vẻ mặt vô cùng cung kích, đủ để thấy được địa vị của tam trưởng lão này trong Thiên Vân Đảo bất phàm. Siêu Dũng tự ý xuất đầu thay thải ra, tuy rằng ảnh hưởng tới mặt mũi của Thiên Vân Đảo, thế nhưng việc này liên quan quá lớn, ảnh hưởng tới Thiên Vân Đảo, nên phạt. Chờ sau khi thương thế hắn khôi phục thì phạt hắn diện bích 1 năm coi như cảnh cáo. Còn Lục Lâm Thiên kia giết đệ tử và trưởng lão Thiên Vân Đảo ta. Cho dù có người che chở hắn thì Thiên Vân Đảo ta cũng không sợ phiền phức, phải ra tay giáo huấn. Bằng không mặt mũi của Thiên Vân Đảo chúng ta để ở đâu? Đã lâu rồi ta chưa ra ngoài, lần này sẽ do ta xuất thủ, tiện thể xem xét Lục Lâm Thiên này một chút. Tam trưởng lão nói, có tam trưởng lão xuất thủ nhất định có thể giáo huấn được Lục Lâm Thiên kia. Nghe nói tam trưởng lão muốn xuất thủ, chúng trưởng lão lập tức vui mừng. Vậy thì chuyện này sẽ do tam trưởng lão do liệu. Mộ Dung Lan Lan nhíu mày nói tiếp. Chuyện này liên quan tới danh dự của Thiên Vân Đảo ta, ta sẽ cùng đi với tam trưởng lão một chuyến. Sư phụ, người cũng muốn đi sao? Đạm Đài Tuyết Phi có chút hơi bất ngờ, sư phụ nàng không ngờ lại đích thân muốn đi. Tuyết Phi, con nên tiếp tục bế quan tu luyện nửa bộ Huyễn Linh Chân Kinh đi. Thực lực Lục Lâm Thiên dường như càng lúc càng mạnh. So với lần trước trên Bình Nham đảo tinh tiến không ít. Con cũng không thể kém hắn quá xa. Vâng, sư phụ. Đạm Đài Tuyết Phi không nhiều lời nữa. Thực lực của Lục Lâm Thiên nàng đã tận mắt chứng kiến, dường như đã cách nàng càng ngày càng xa. Giờ phút này trong lòng nàng đột nhiên có chút dao động, bản thân nhất định không thể kém nam tử kia quá xa. Bằng không nếu như nàng và hắn càng ngày càng xa, khi đó muốn vượt qua hắn hoặc kéo gần khoảng cách sẽ càng khó. Ta đang suy nghĩ tên tiểu tử kiêu ngạo kia sao lại tới đây. Thứ ta ghét nhất chính là hạng người kiêu ngạo, thực lực mạnh mẽ thì làm sao? Quá ngông cuồng kiêu ngạo, không phải là thứ mà bản thân mình thích. Mộ Dung Lan Lan nhíu mày rồi lẩm bẩm nói. Bảo vật trong Huyền Thiên Bí cảnh sợ rằng hơn phân nửa đã rơi vào trong tay tiểu tử Lục Lâm Thiên này, bằng không khó mà có thể có được lực phòng ngự mạnh như vậy. Bất chi bất giác trời đã vào hạ, trong không khí mang theo một chút nóng bức. Trong hải vực phía xa có sương mù nhàn nhạt không ngừng bay lên. Thời gian giống như cát chảy, mấy ngày lại lặng lẽ trôi qua. Trong mấy ngày này, Đoan Mộc Hồng Chí rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, cuối cùng không ngờ lại mượn vào năng lượng trong cơ thể mà đột phá tới Vũ Sư Nhất Trọng. 12 tuổi Vũ Sư Nhất Trọng, chuyện này khiến cho người của Đoan Mộc gia mừng rỡ không ngớt.
Đoan Mộc Hồng Chí sau khi biết được lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên còn sống, mỗi ngày đều cuốn lấy Lục Lâm Thiên, muốn đi tới Phi Linh Môn gặp lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên. Trong tâm linh của nó tràn ngập sự chờ mong đối với vị lão tổ của Đoan Mộc gia kia. Như Hoa dùng yêu linh đan thất phẩm trung giai, tu vi cũng tăng vọt không ít, sau khi luyện hóa xong, tu vi tiếp cận hậu kỳ, thực lực hiện tại cho dù là đối phó với Vũ Vương Lục Trọng, không nói tới đánh bại, thế nhưng tuyệt đối có thể chống lại. Trong mấy ngày này, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, còn có Dương Quá ngoại trừ tu luyện ra thì đều theo Đoan Mộc Hồng Chí du ngoạn Lưu Tô Đảo, bất luận một món ăn ngon hay cảnh đẹp bọn họ đều không buông tha. Về phần Lục Lâm Thiên, mấy ngày nay ngoại trừ việc lĩnh ngộ thuộc tính và tu luyện vũ kỹ ra, đại bộ phận thời gian đều giảng giải một số thứ trên thiên linh lục cho Đoan Mộc Y Y. Đầu khôi lỗi cấp 7 khi trước Lục Lâm Thiên thu của Đoan Mộc Y Y lú này cũng trả lại cho nàng, đồng thời Lục Thiếu Du cũng đem không ít tâm đắc nghiên cứu trên phương diện khôi lỗi truyền thụ cho Đoan Mộc Y Y. Thiên phú Đoan Mộc Y Y cực kỳ kinh người, bất luận là chuyện gì chỉ cần nghe một lần là hiểu rõ. Thậm chí Lục Lâm Thiên còn phải sợ hãi than, trên phương diện khôi lỗi, trận pháp, còn có luyện chế binh khí Đoan Mộc Y Y cũng có không ít tâm đắc. Lục Lâm Thiên hỏi ra mới biết được những thứ này đều là Đoan Mộc Y Y trong lúc vô tình tìm được ngọc giản bút ký của lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên khi trước. Từ trong tin tức ở ngọc giản lĩnh ngộ ra những thứ này. Hai người mấy ngày nay đều ở cùng một chỗ, tuy rằng nói là Lục Lâm Thiên giảng giải một ít tâm đắc trên thiên linh lục, thế nhưng bầu không khí giữa hai người trong lúc vô hình có chút dị dạng. Chỉ là cảm giác này hai người lâu dần cũng quen. Vào đêm gió biển khẽ thổi mang theo sự ẩm ướt, màn đêm bao phủ, trên vòng trời, vầng trăng treo lơ lửng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi hải vực, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sóng quanh quẩn trong bầu trời đêm. Trong phòng, sau khi khoanh chân ngồi xuống Lục Lâm Thiên lập tức móc ra một bình ngọc, đây chính là bình ngọc chứa tuyết phách linh dịch. Cách một lớp bên ngoài Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng cuồng bạo khuếch tán. Cỗ năng lượng cuồng bạo này khiến cho trái tim Lục Thiếu Du không ngừng nhảy lên, linh hồn trong đầu lúc này giống như bị dẫn dắt, không tự chủ được mà bắt đầu khởi động. Còn có 2/3, trước tiên luyện hóa. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, chuyện của Đoan Mộc gia đã xử lý xong, kế tiếp hẳn là nên đi tìm hổ âm yêu tinh trong Thánh Linh Giáo, hắn không thể dừng lại nơi này quá lâu. Thế nhưng trước tiên có lẽ nên dùng tuyết phách linh dịch, sau khi dùng 2/3 còn lại, có lẽ đủ để giúp hắn đột phá từ Linh Vương Tam Trọng lên Linh Vương Tứ Trọng. Thực lực mạnh hơn một chút thì khi gặp phải nguy hiểm cũng có thêm một phần cơ hội. Ăn vào. Lục Lâm Thiên lập tức mở nắp bình, năng lượng kinh người trong tuyết phách linh dịch từ trong bình ngọc bạo phát. Không có một chút chần chờ nào, Lục Lâm Thiên lập tức đem số tuyết phách linh dịch còn lại trong bình nuốt vào miệng. Tuyết phách linh dịch tiến vào yết hầu lập tức hóa thành một cỗ năng lượng giống như thủy triều mang theo cảm giác lạnh lẽo mạnh mẽ khuếch tán rồi hóa thành một cỗ năng lượng lớn. Cỗ năng lượng này giống như dã thú, không ngừng xông loạn trong cơ thể. Nơi đám năng lượng này hung hãn đi qua thân thể Lục Lâm Thiên giống như bị đóng băng, mang theo cảm giác lạnh lẽo khiến cho linh hồn cũng không nhịn được mà run rẩy. Tiếp đó cỗ năng lượng khổng lồ do tuyết phách linh dịch biến thành trực tiếp chạy ào ào vào không gian trong đầu. Năng lượng cuồng bạo khiến cho trong đầu Lục Lâm Thiên truyền tới cảm giác đau đớn. Cũng may tất cả những chuyện này Lục Lâm Thiên đã sớm có sự chuẩn bị. Luyện hóa. Mặc cho cỗ năng lượng kinh khủng này chạy loạn trong không gian trong đầu, cố nén đau đớn, Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, chống lại sự trùng kích của cỗ năng lượng khổng lồ kia. Linh lực bàng bạc trong đầu trực tiếp thủ hộ chung quanh hồn anh, bắt đầu vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa cỗ năng lượng kinh khủng. Luyện hóa cỗ năng lượng này Lục Lâm Thiên đã sớm quen thuộc, cho nên chỉ sau một lát lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện. Quanh thân xuất hiện quang cháo vô hình, chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo do tuyết phách linh dịch biến thành. Khí tức Lục Thiếu Du đang dùng một tốc độ chậm rãi tăng lên. Trong hải vực vô biên lúc này có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ xẹt qua phía chân trời. Thiếu chủ, chúng ta nhận được tin tức Lục Lâm Thiên kia đang ở trên Lưu Tô Đảo. Lần này tuyệt đối không để cho hắn chạy thoát nữa. Trên lưng yêu thú phi hành có mấy đạo thân ảnh đang đứng. Phía trước là một thân ảnh xinh đẹp, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo vẻ lạnh lùng cùng một cỗ sát khí, chính là Lăng Thanh Tuyền. Phía sau Lăng Thanh Tuyền còn có 4 đạo thân ảnh, ngoại trừ Không Linh Vương cùng Hắc Quỷ Thiên Vương kia ra còn có một lão giả và bà lão, hai người này đều chừng lục tuần, lão giả kia không ngừng cười ngây ngô, dường như có chuyện vui vậy. Bà lão kia vẻ mặt âm trầm, tức giận giống như là có mối thù giết cha với nàng.
tuy rằng khí tức quanh thân hai người đều thu liễm lại, thế nhưng vô hình trong cũng khiến cho người khác cảm nhận được áp lực. Hắc Quỷ Thiên Vương và Không Linh Vương đứng phía sau người này vô cùng cung kính, ngay cả nói lớn cũng không dám. Dùng tốc độ nhanh nhất đi Lưu Tô Đảo. Lăng Thanh Tuyền nói, trên khuôn mặt lạnh lùng kia ánh mắt bắn ra sát ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tại một không gian tĩnh lặng khác, nơi này có một cảm giác vô cùng yên tĩnh lại mang theo sự tang thương. Nơi này có tường trắng, ngói xanh, cửa gỗ, đường bằng đá phiến, tượng gỗ, tất cả đều giống như bức tranh, thế nhưng lại có dáng dấp của một kiến trúc trường tồn, mãi mãi đứng trong không gian này. Tại một đình viện tinh xảo giống như không thể tồn tại trong thế gian lúc này có một thân ảnh xinh đẹp đứng đó, toàn cảnh giống như một bức tranh độc nhất vô nhị, vô cùng sống động. Trong bức tranh chính là một nữ tử mặc y phục màu tím, dáng vẻ chừng 30 tuổi, có một mái tóc đen phía sau. Ngũ quan tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, miêu tả vô cùng sinh động, mà nữ tử trong bức tranh này không ngờ lại có 9 phần tương tự với Lục Vô Song, đều cao quý và tuyệt mỹ như vậy. Mẫu thân, thân ảnh xinh đẹp trước bức tranh nghẹn ngào, trong mắt ẩm ướt. Nhìn nữ tử trong tranh, thân ảnh này dường như càng không thể khống chế được tâm tình của mình. Bởi vì đây chính là mẫu thân chưa từng gặp mặt của nàng, cũng không thể gặp lại được nữa. Vô Song, đừng quá thương tâm nữa. Mẫu thân còn ở dưới cửu tuyền, nếu biết được con đã trở về thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Ngoài phòng có một thân ảnh cao lớn đi tới, đây là một đại hán trung niên chừng 50 tuổi, thân cao 1 thước 9, thân thể cao ngất, hai mắt tỏa ra khí tức uy nghiêm, hơn nữa thêm sống mũi thẳng kia khiến cho hắn có khí khái hào hùng. Cha, sao người lại tới đây? Thân ảnh xinh đẹp này xoay người lại, chính là Lục Vô Song từ Vân Dương Tông tới Bắc Cung gia. Sau khi tới Bắc Cung gia tộc, Lục Vô Song rốt cuộc gặp mặt được phụ thân mình, biết được mẫu thân đã rời khỏi trần thế, ở ngay trước mặt thân ảnh cao lớn này Lục Vô Song đã không ngừng khóc lóc, không thể khống chế được tâm tình của mình, hai phụ tử ở cùng một chỗ, không ai dám quấy rầy. Ta vừa mới đi tìm con, nhìn thấy con không có ở đó cho nên nghĩ con đã tới chỗ mẫu thân con. Đại hán to lớn mỉm cười, nhìn nữ tử trong bức tranh, nhẹ nhàng nói. Văn Hinh, rốt cuộc ta cũng tìm được nữ nhi của chúng ta. Nàng có thấy không, Vô Song rất giống nàng, đều đẹp như nhau, giống như trước đây chúng ta đã nói qua, nếu như con là nam thì sẽ giống ta, là nữ thì sẽ giống nàng. Đại hán to lớn nhẹ nhàng nói, hai tay vuốt ve bức tranh, trong mắt có chút ẩm ướt. 28 năm nay mỗi ngày hắn đều ngắm bức tranh này. Ngoại trừ bế quan tu luyện ra, chưa từng có một ngày đêm nào gián đoạn. Nữ nhân mà hắn âu yếm, cũng là nữ nhân duy nhất hắn yêu, tuy rằng không ở trên trần thế, thế nhưng cả khuôn mặt, dung mạo đều đã khắc sâu trong lòng hắn. Cha, người cũng đừng thương tâm quá, con nghĩ mẫu thân cũng không muốn người thương tâm lâu như vậy. Lục Vô Song đi tới trước người đại hán to lớn này rồi nói. Sau khi tới Bắc Cung gia nàng mới biết được sao nàng lại được Lục gia trên đại lục Linh Vũ nuôi dưỡng. Ta không thương tâm, ta vô cùng vui vẻ. Đại hán to lớn mỉm cười, nhìn nữ tử trước mắt trong mắt hiện lên sự yêu thương không gì sánh được, nói. Không nghĩ tới trong chớp mắt con đã lớn như vậy rồi. Quả thực giống như mẫu thân con như đúc, mẫu thân con năm đó cũng xinh đẹp như vậy, quả thực tiện nghi cho tiểu tử Lục Lâm Thiên kia. Tiểu thư của Bắc Cung gia tộc ta không ngờ lại gả cho hắn. Hôm nào con mang hắn tới đây, để ta nhìn xem một chút. Nghe nói tiểu tử kia dường như cũng không tồi, vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu, cũng miễn cưỡng hợp cách. Cha, người không phản đối con và Lâm Thiên sao? Lục Vô Song có chút kinh ngạc nói. Mấy ngày nay trong Bắc Cung gia nàng cũng biết được Bắc Cung gia rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Một thế lực lớn tới mức vượt quá tưởng tượng của nàng. Thế nhưng cỗ thế lực kinh khủng như vậy lại không xuất thế, thậm chí người bên ngoài cũng không biết đến bọn họ. Từ trong miệng tộc nhân trong tộc nàng cũng biết được người Bắc Cung gia tuyệt đối không thể gả ra bên ngoài. Trưởng lão trong tộc đương nhiên sẽ phản đối, lẽ nào con muốn xa tiểu tử kia sao? Đại hán to lớn hỏi. Cha, đương nhiên là không, mặc kệ như thế nào con cũng không rời khỏi Lâm Thiên, chúng con đã có hôn ước, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản con. Lục Vô Song nói như đinh đóng cột. Ha ha, tính tình của con cực kỳ giống mẫu thân con. Yên tâm đi, cho dù trưởng lão trong tộc có phản đối thì còn có cha con ở đây. Cha có lỗi với con 28 năm, sau này chỉ cần là chuyện con muốn làm cha nhất định sẽ ủng hộ con. Muốn làm gì cũng được,
trên đời này còn chưa có ai mà cha con không thể trêu vào. Nếu ai dám động vào nữ nhi của ta, Bắc Cung Kình Thương ta tuyệt đối không tha cho hắn. Cha, không ai chọc vào con cả. Mấy năm nay con sống vô cùng tốt, cha và mẫu thân con ở Lục gia đối với con so với con đẻ còn tốt hơn. Trên Vân Dương Tông sư phụ cũng che chở cho con. Lục Vô Song nhìn nam tử to lớn trước mắt rồi nói. Đây là cha của nàng, một người sau này nàng có thể dựa vào vai. Lúc này nàng lần nữa cảm nhận được tình thương của cha nuôi và cha ruột có chút khác nhau, loại tình cảm này bên trong có một chút cảm giác giống như huyết mạch tương liên. Ta đã điều tra qua, Lục gia đối với con vô cùng tốt, ta cũng đã bồi thường cho Lục gia. Lần sau nếu có cơ hội ta sẽ tự mình nói lời cảm ơn với cha mẹ nuôi con. Cảm ơn bọn họ đã đem nữ nhi của ta nuôi lớn, là bọn họ đã gánh vác trách nhiệm trong 28 năm qua của ta. Bắc Cung Kình Thương nói. Cha, 28 năm này, người cũng khổ nhiều rồi. Sau này nữ nhi sẽ ở cùng người. Lục Vô Song nhìn đại hán trước mắt rồi nhào vào lòng. Từ trong miệng tộc nhân của Bắc Cung gia nàng cũng đã biết phụ thân đối với mẫu thân thâm tình, 28 năm nay không ngừng tìm kiếm nàng. Nhà đầu ngốc, cha không khổ, chỉ tiếc mẫu thân con không thể tận mắt nhìn thấy con trưởng thành. Bắc Cung Kình Thương nói, một cỗ hàn ý bàng bạc lan tràn ra. Cỗ hàn ý này xuất hiện, toàn bộ không gian run rẩy, dường như cả thiên địa cũng phải động dung, hắn lạnh nhạt nói. Người sát hại mẹ con khi trước ta nhất định sẽ không bỏ qua. Cho dù có phải đuổi cùng trời cuối đất ta cũng phải băm vằm hắn thành vạn mảnh. Cha! Cảm nhận hàn ý trên người phụ thân, ánh mắt Lục Vô Song run lên, không biết nói gì cho phải. Từ trong miệng phụ thân nàng đã biết được mẫu thân qua đời. 28 năm trước phụ mẫu nàng rời khỏi Bắc Cung ra du sơn ngoạn thủy, khi đó nàng vừa mới sinh ra không được bao lâu mà thôi. Khi tới Đại Lục Linh Vũ hai người gặp phải một đám cường giả thần bí vây công, trận chiến ấy phụ thân tuy rằng có thể phản kháng, đánh chết vô số cường giả, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể liều mạng ngăn cản để mẫu thân nàng rời đi. Mà mẫu thân nàng cũng bị truy sát, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Mẫu thân đem nàng đặt ở ven đường, sau đó dẫn đám cường giả truy sát rời đi. Cuối cùng khi phụ thân tìm được mẫu thân thì mẫu thân nàng đã bị thương nặng, sau khi trở lại Bắc Cung gia, bằng vào thực lực của Bắc Cung gia cũng không có cách nào bảo toàn tính mạng cho mẫu thân nàng. Mà nàng thì được dưỡng phụ, dưỡng mẫu đi ngang qua cứu, cuối cùng đem về Lục gia nuôi dưỡng. Được rồi, Vô Song, ta đã sắp xếp cho con ngày mai đi tới nơi tiếp nhận truyền thừa của gia tộc. Mộc hoàng khí của con đã gần như tiếp cận thiên cấp, chờ sau khi tiếp nhận truyền thừa thì sẽ chính thức được mở ra. Nói không chừng còn có thể tiến lên thiên cấp. Trong Bắc Cung gia chúng ta đã lâu rồi chưa xuất hiện mộc hoàng khí thiên cấp. Hiện tại có không ít trưởng lão chờ mong. Bắc Cung Kình Tu Hô Ninh nói. Cha, mộc hoàng khí là cái gì vậy? Lục Vô Song nghi hoặc hỏi. Tới Bắc Cung gia thứ nàng nghe được nhiều nhất chính là mộc hoàng ăn khí. Thế nhưng tới hiện tại đối với mộc hoàng khí này nàng cũng không biết rõ bao nhiêu. Nhà đầu này, mộc hoàng khí chính là thiên phú bẩm sinh của tộc nhân Bắc Cung gia chúng ta. Loại thiên phú này là do lão tổ Bắc Cung gia khi trước lưu lại cho tộc nhân chúng ta. Có mộc hoàng khí này người bên ngoài dù có thiên phú mạnh tới bao nhiêu chúng ta cũng không để vào trong mắt. Bởi vì bọn họ nhiều nhất chỉ có thiên phú hậu thiên không tồi mà thôi. Mà chúng thì có thiên phú tiên thiên. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Vô Song rồi nói. Chuyện này cũng khó mà nói rõ trong một sớm một chiều với con được. Chờ sau khi con tiếp nhận truyền thừa thì sẽ hiểu sứ mạng của Bắc Cung gia chúng ta. Sau khi mở ra mộc hoàng khí sẽ nhận ra sự khác biệt của chúng ta và người bên ngoài. Bọn họ có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể có được thiên phú bẩm sinh như chúng ta. Vâng. Lục Vô Song khẽ gật đầu, dường như đã hiểu ra một chút. Cỗ khí tức kỳ dị trên người nàng. Có lẽ có liên quan tới mộc hoàng khí. Vô Song, con đã về tới Bắc Cung gia thì sau này sẽ là Bắc Cung Vô Song. Tiểu thư của Bắc Cung gia tộc, nhớ kỹ, toàn bộ thiên hạ, người có thể so sánh với con cũng chỉ có những thanh niên tài tuấn đứng đầu các đại hoàng tộc. Về phần thập đại cường giả do thiên địa các tổ chức, tuy rằng có thiên phú không yếu, thế nhưng hơn phân nửa trong bọn họ chỉ có thiên phú tốt hơn một ít người trẻ tuổi trong Bắc Cung gia chúng ta mà thôi. Còn đại bộ phận sợ rằng cũng không thể so sánh được. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Người trẻ tuổi trong Bắc Cung gia thực sự mạnh như vậy sao? Bắc Cung Vô Song có chút không tin được nói. Đó là đương nhiên, mộc hoàng khí càng cao, tu vi lại càng mạnh.
mấy người gần đây hay tới tìm con chính là đệ tử trẻ tuổi đỉnh tiêm trong tộc. Đám người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam tuổi so với con cũng không khác là bao. Thế nhưng thực lực đã sớm đạt tới Vũ Vương cao giai, cách đột phá Vũ Tôn cũng không xa. Con nghĩ mấy cường giả trẻ tuổi trong thập đại cường giả kia có thể so sánh được với bọn chúng không? Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Bắc Cung Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam gần đây nàng gặp thực lực đều đạt tới Vũ Vương thất trọng, bát trọng. Trẻ tuổi mà đã có thực lực này, người bên ngoài căn bản không có ai có thể so sánh kịp. Sợ rằng ngay cả Lâm Thiên của nàng cũng không thể so sánh với bọn họ. Vô Song, cố gắng tiếp nhận truyền thừa, mộc hoàng khí của con cực cao, cũng đại biểu cho tu vi và thực lực sau này. Chờ sau khi con tiếp nhận truyền thừa thực lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó muốn vượt qua đám người thập đại cường giả kia không khó. Nếu như mộc hoàng khí có thể đạt tới thiên cấp, có lẽ sau khi tiếp nhận truyền thừa tu vi của con đủ để sánh ngang đám người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam. Mà phương diện tu luyện sau này bọn họ cũng không có cách nào đuổi kịp được con. Bắc Cung Kình Thương nói. Cha, đám người Bắc Cung Hạo Nam, Bắc Cung Ngọc đã là Vũ Vương thất trọng, bát trọng, con mới là Vũ Xuất cửu trọng mà thôi. Bắc Cung Vô Song cười khổ nói. Vô Song, coi đã coi nhẹ truyền thừa rồi. Cũng coi nhẹ mộc hoàng khí của con. Cho dù là cha con mộc hoàng khí cũng chỉ đạt tới địa cấp cao giai mà thôi, còn chưa đạt tới được thiên cấp. Mấy người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam kia, độ khó khi đạt tới địa cấp cao giai không ít. Mà mộc hoàng khí của con có khả năng đạt tới thiên cấp, sau khi tiếp nhận truyền thừa muốn vượt qua bọn họ tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay cả ta lúc này cũng có chút kỳ quái, mộc hoàng khí càng ngày càng yếu, thế nhưng mộc hoàng khí của con lại mạnh như vậy, quả thực chuyện này khiến ta có chút mơ hồ. Bắc Cung Vô Song mỉm cười, về phần mộc hoàng khí trên người, nàng quả thực không có hiểu biết bao nhiêu. Sau khi nhíu mày một cái, Bắc Cung Vô Song lập tức hỏi. Cha, tiếp nhận truyền thừa mất bao lâu? Điều này cũng không nhất định, ta nhớ khi trước Bắc Cung Ngọc tiếp nhận truyền thừa mất một năm. Mà bằng vào mộc hoàng khí của con, sợ rằng cần thời gian lâu hơn. Thời gian tiếp nhận truyền thừa càng dài, chỗ tốt cũng càng lớn. Bắc Cung Kình Thương nói. Thời gian dài như vậy sao? Bắc Cung Vô Song nhíu mày, thời gian quả thực là không ngắn. Lục Lâm Thiên luyện tuyết phách linh dịch, thời gian lặng lẽ trôi qua. Mà theo cỗ năng lượng trong tuyết phách linh dịch bị luyện hóa, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được năng lượng do tuyết phách linh dịch biến thành khiến cho hồn anh trong đầu hắn nhận được không ít chỗ tốt. Thế nhưng tên thổ phỉ trong đầu hắn ngược lại cũng nhận được chỗ tốt lớn nhất. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian 6 ngày chớp mắt trôi qua. Không biết từ khi nào khí tức quanh người Lục Lâm Thiên đã bắt đầu kéo lên. Vòng quang cháo quanh người càng ngày càng chói mắt, không gian trong đầu bành trướng tới cực hạn. Một cỗ linh lực từ lỗ chân lông tiết ra ngoài giống như một cơn hồng thủy, tạo thành một vòng xoáy trước người hắn. Không gian trong nội viện Đoan Mộc Gia đột nhiên run lên, năng lượng phô thiên cái địa trong thiên địa đột nhiên hội tụ tới. Trong chốc lát khí tức trên người Lục Lâm Thiên tiếp tục tăng mạnh. Cỗ khí tức từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên tràn ra chậm rãi trở lên mạnh mẽ. Một cỗ linh lực như biển từ trong cơ thể khuếch tán. Trong đầu vang lên một tiếng trầm muộn, một cỗ năng lượng mạnh mẽ lập tức khuếch tán. Quang cháo quanh thân ngày càng chói mắt, khí tức kéo lên, không gian trong đầu trong nháy mắt mở rộng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát, khí tức tiểu hồn anh trong đầu tăng vọt. Kim đao màu vàng kia cũng đẩy nhanh tốc độ hấp thu năng lượng. Thời gian duy trì cũng không lâu lắm, khi tất cả gần như bình ổn thì khí tức quanh người Lục Lâm Thiên lúc này đã tới Linh Vương tứ trọng. Trên bầu trời Đoan Mộc Gia, khi năng lượng bàng bạc trong thiên địa tiêu tán cũng khiến cho không ít cường giả trong Đoan Mộc Gia chú ý. Trong phòng, hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt, mãi một lúc lâu sau mới thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, gợn sóng trong không gian khuếch tán. Khí tức chậm rãi thu liếm lại, thế nhưng vẫn còn chút ba động như ẩn như hiện. Phù, thở ra một ngụm chọc khí, Lục Lâm Thiên lập tức mở hai mắt, trong mắt có tinh quang hiện lên. Cảm nhận linh lực trong đầu lúc này Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, Linh Vương tứ trọng và Linh Vương tam trọng, tuy rằng chỉ khác nhau một từ, thế nhưng tới cấp bậc này chênh lệch mỗi một trọng đều là một cái rãnh lớn. Sự chênh lệch của Linh Vương tứ trọng và Linh Vương tam trọng, quả thực khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn. Trên cấp độ Linh Vương này, mỗi một trọng cách nhau càng lúc càng lớn. Từ Linh Vương nhất trọng đến nhị trọng, cách xa chỉ là một cái rãnh. Mà Linh Vương nhị trọng và tam trọng,
cái rãnh giữa hai cấp độ còn lớn hơn nữa. Vì vậy càng lên trên thực lực cách nhau càng lúc càng lớn. Tới cấp bậc như Vũ Vương và Linh Vương, thường thường có người cả đời dừng lại ở Linh Vương nhất trọng và Vũ Vương nhất trọng. Vĩnh viễn không thể đột phá tới Vũ Vương nhị trọng và Linh Vương nhị trọng. Mà số lượng những người này cũng cực lớn. Tu vi đạt tới Vũ Vương và Linh Vương, khoảng cách giữa cách trọng càng lúc càng lớn. Muốn vượt cấp chống lại càng ngày càng khó. Trong mắt người thường, cho dù là Vũ Vương nhất trọng chống lại Vũ Vương nhị trọng cũng là một chuyện không thể xảy ra. Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác sự chênh lệch của Linh Vương tứ trọng và tam trọng khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Khoảng cách giữa hai trọng không nhỏ một chút nào. Linh lực và linh hồn lực tăng trưởng gấp bội. Đây là cảm giác của Linh Vương tứ trọng sao? Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, linh hồn lực cùng với linh lực bàng bạc trong đầu, Lục Lâm Thiên không khỏi than nhẹ. Lục Lâm Thiên không khỏi suy nghĩ, nếu như hiện tại hắn thi triển bí pháp cửu chuyển thiên linh thì không biết tới tình trạng nào. Thế nhưng không nên tùy tiện thi triển mới tốt, nếu như gặp phải đối thủ thực sự, thi triển bí pháp không thể đánh chết đối phương mà nói thì bản thân hắn sẽ phải chết. May mắn là bản thân hắn là linh vũ song tu, trên điểm này cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Linh Vương tứ trọng, cũng nên đi tìm Thánh Linh giáo. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, linh lực đột phá, hắn cũng không thể lưu lại Đoan Mộc gia nữa. Nhất định phải mau chóng thu hồi Hổ Âm Yêu Tinh ở Thánh Linh giáo. Vào đêm, trong một tiểu thính, Lục Lâm Thiên tìm được Đoan Mộc Y Y. Lục đại ca, huynh đi Vạn Đảo Nhai làm gì? Đó không phải là địa phương bình thường, không ít cường giả cũng không dám đặt chân vào đó. Trong tiểu thính, Đoan Mộc Y Y nghe nói Lục Lâm Thiên muốn đi Vạn Đảo Nhai, trong lòng lập tức hoảng sợ. Vạn Đảo Nhai này kinh khủng như vậy sao? Nhìn biểu tình trên mặt Đoan Mộc Y Y, Lục Lâm Thiên có vẻ vô cùng nghi hoặc nói. Vạn Đảo Nhai này dường như có hung danh không kém. Lục đại ca không biết rồi, Vạn Đảo Nhai này là đệ nhị hung địa trong Đông Hải. Đồn rằng sự hung hiểm trong Vạn Đảo Nhai này không kém mật địa trong thành Ma Vân là bao. Không ít cường giả đi vào cũng sẽ vô duyên vô cớ biến mất ở bên trong. Ngay cả xương cốt cũng không còn. Đồn rằng ở bên trong có không ít trận pháp, vô số yêu thú hung ác. Mà toàn bộ Đông Hải cũng không có mấy người dám đi tới Vạn Đảo Nhai. Đoan Mộc Y Y nói. Thật không, cũng không thành vấn đề, ta vẫn muốn đi xem một chút. Lục Lâm Thiên nói. Đoan Mộc Y Y không thể làm gì khác hơn là giới thiệu một chút về Vạn Đảo Nhai. Sáng sớm hôm sau, trong Đoan Mộc gia, Lục Lâm Thiên nói lời từ biệt với Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Hồng Chí. Có Đạm Đài Tuyết Phi đảm bảo, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng việc Thiên Vân Đảo sẽ tìm Đoan Mộc gia gây phiền toái. Lục đại ca, huynh phải nhớ kỹ chuyện đã đồng ý với đệ, chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện huynh phải mang đệ đi cổ vực gặp lão tổ Khung Thiên. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Yên tâm đi, sau khi xử lý mọi chuyện ta nhất định sẽ trở về. Đệ nhất định phải tu luyện cho tốt, không thể lười. Lục Lâm Thiên vỗ vai Đoan Mộc Hồng Chí rồi nói. Đệ sẽ làm như vậy. Sau này nhất định đệ phải trở thành cường giả như Lục Đại Ca. Có thể dẫm nát cường giả Vũ Vương, Linh Vương dưới chân. Ánh mắt Đoan Mộc Hồng Chí hiện lên sự kiên nghị. Nhớ kỹ, Vũ Vương không phải là cường giả. Con đường cường giả vĩnh viễn là vô tận. Lục Lâm Thiên nhìn Đoan Mộc Hồng Chí rồi nói. Đường cường giả vĩnh viễn vô tận. Đoan Mộc Hồng Chí cái hiểu cái không nói. Trong mắt tràn ngập sự mông lung, câu này, khi Đoan Mộc Hồng Chí đứng trên độ cao khiến cho người ta phải ước vọng, khi đó có người hỏi hắn tại sao có thể đột phá tới cấp độ như bây giờ, Đoan Mộc Hồng Chí lập tức nói. Đường cường giả vĩnh viễn vô tận. Lục đại ca, đi đường cẩn thận. Đoan Mộc Y Y nhìn nam tử áo xanh trước mắt rồi nói. Trong mắt như có ngàn vạn lời nói, thế nhưng trong miệng chỉ thốt được lên câu này. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư xoay quanh tầng trời thấp, hai cánh mang theo cơn gió lớn, không ngừng quanh quẩn trong không trung. Tổ sư ra đi thong thả. Ba trưởng lão Đoan Mộc gia vẫn không dám vượt quá cấp bậc lễ nghĩa. Mặc kệ Lục Lâm Thiên nói thế nào bọn họ đều không thay đổi xưng hô. Câu nào cũng tổ sư ra khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Khi Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá, như hoa nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư biến mất trong không trung, ánh mắt Đoan Mộc Y Y vẫn dõi theo bóng lưng nam tử áo xanh kia. Tỷ tỷ, Lục Đại Ca rốt cuộc là tổ sư ra hay là tỷ phu? Nhìn thân ảnh màu xanh biến mất trong không gian, Đoan Mộc Hồng Chí nhìn Đoan Mộc Y Y rồi hỏi.
tu luyện thật tốt, không để lão tổ thất vọng về đệ. Đoan Mộc Y Y do dự một lúc lâu, rốt cuộc cũng không trả lời vấn đề này. Bầu trời một mảnh xanh thẳm, trong suốt không có một chút tạp chất, mấy đám mây trắng phiêu đãng trên không trung. Giữa không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh như thiểm điện lướt qua nhanh như sao xẹt. Đại ca, hiện tại chúng ta đi đâu? Lục Tâm Đồng hỏi Lục Lâm Thiên. Đi Vạn Đảo Nhai. Lục Lâm Thiên nói, Vạn Đảo Nhai chính là nơi mà sư phụ bảo hắn đi. Vạn Đảo Nhai cũng là đại bản doanh của Thánh Linh Giáo khi trước. Từ trong miệng Đoan Mộc Y Y, Lục Lâm Thiên cũng đã biết được phương hướng và tư liệu của Vạn Đảo Nhai. Thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút nghi hoặc. Miêu tả của Đoan Mộc Y Y và sư phụ dường như không giống nhau. Thế nhưng tất cả mọi chuyện phải đợi tới lúc hắn tới đó thì mới có thể biết được. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên lập tức tu luyện vũ kỹ. Hiện tại vũ kỹ thủy hệ trọng thủy kết giới và vũ kỹ hỏa hệ tề thiên liệt địa trảo tuy rằng đã có thành tích nhất định, thế nhưng còn có vũ kỹ địa cấp sơ giai chân linh cấm không trưởng và vũ kỹ thổ hệ địa cấp sơ giai đại địa vô ảnh cước, vũ kỹ phong hệ tử vong phong bạo còn chưa có thành quả quá lớn, trong khoảng thời gian này Lục Thiếu Du cũng định tập trung nghiên cứu một phen. Đối với vũ kỹ địa cấp thổ hệ đại địa vô ảnh cước và vũ kỹ địa cấp phong hệ tử vong phong bạo, Lục Lâm Thiên tự tin có thể mau chóng tu luyện thành công. Dù sao lĩnh ngộ thuộc tính phong và thuộc tính thổ hắn mạnh nhất, mà chỉ có vũ kỹ địa cấp mộc hệ chân linh cấm không trưởng là khiến cho Lục Lâm Thiên có chút áp lực. Còn có bí pháp cửu chuyển thiên linh, Lục Lâm Thiên từng thi triển qua một lần. Sau khi biết sự kinh khủng của bí pháp này khiến cho Lục Lâm Thiên muốn mau chóng luyện bí pháp này tới đại thành. Đến lúc đó hắn lại có chỗ dựa vào, thế nhưng muốn tu luyện tới đại thành sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Suy tư một lát, Lục Lâm Thiên lại chìm đắm trong tu luyện vũ kỹ, từng đạo thủ ấn được kết, toàn bộ không trung trước người hắn có một cỗ năng lượng thuộc tính trong thiên địa hội tụ rồi lại tán loạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi tu luyện vũ kỹ tiêu hao gần hết thì Lục Lâm Thiên lại chìm đắm trong lĩnh ngộ. Thủ ấn lần nữa biến hóa. Thi thoảng có một cỗ lực lượng khiến cho không gian vặn vẹo. Trên hải vực yên tĩnh, Thiên Sĩ Tuyết Sư vẫn đang bay với tốc độ chóng mặt. Yêu thú phi hành bình thường căn bản không thể đạt tới độ cao này. Và yêu thú phi hành bình thường tuyệt đối cũng không có tốc độ như Thiên Sĩ Tuyết Sư, cho nên cũng không có ai có thể quấy rầy sự lĩnh ngộ của Lục Thiếu Du. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long và Dương Quá, Lục Tâm Đồng đều đang tu luyện. Phù! Không biết qua bao lâu, Lục Lâm Thiên thở một ngụm chọc khí, đình chỉ lĩnh ngộ. Hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Chủ nhân, có yêu thú phi hành đang tới, trên lưng còn có không ít cường giả. Lúc này hai mắt như hoa mở ra, ánh mắt mang theo sự cảnh giác nhìn về phía trước. Hầu như cùng lúc đó, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long đều mở hai mắt, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Trong tâm thần của Lục Lâm Thiên lúc này cũng phát hiện có một đầu yêu thú phi hành đang nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Từ khí tức có thể nhận ra đám người phía trên không phải là người bình thường. Phía sau mơ hồ có tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó một đạo thú ảnh màu đen đột nhiên từ phía xa bắn tới. Tốc độ của đầu thú ảnh màu đen này cực kỳ kinh khủng, chỉ chợt lóe lên rồi lập tức xuất hiện cách đó mấy nghìn thước. Đây là một đầu yêu thú phi hành khổng lồ lục giai. Không biết vì sao lại đuổi theo đám người Lục Lâm Thiên. Trên lưng yêu thú phi hành này có bốn đạo thân ảnh, ánh mắt bốn đạo thân ảnh này đã sớm tập trung vào trên người Lục Lâm Thiên. Trong đó có hai ánh mắt cách khá xa thế nhưng vẫn khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác lạnh lẽo, âm lệ. Nhị đệ, đám người này chắc hẳn không có ý tốt. Dương Quá nhìn về phía sau, nhanh chóng cảm nhận được một cỗ khí tức không tốt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, đầu yêu thú khổng lồ trong không trung đã tới gần. Bốn đạo thân ảnh trên lưng đầu yêu thú này cũng xuất hiện rõ ràng trong mắt Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, đã lâu không gặp. Một thanh âm trong trẻo mang theo ba phần kiều mị vang lên. Người đứng trước mắt ngọc mày ngài, mặc một bộ cung trang màu hồng, tuổi chừng 30, bộ ngực sung mãn như ẩn như hiện. Coi như là ở xa thế nhưng cũng vô cùng chú ý. Da thịt trắng như tuyết, đôi môi đỏ tươi. Một nữ tử vô cùng tuyệt mỹ. Ha ha, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp được Mộ Dung đảo chủ Mỹ Linh Vương. Lục Lâm Thiên chắp tay mà đứng, vẻ mặt không có chút sao động nào. Thế nhưng trong lòng hắn lúc này đang thầm hô phiền phức. Người vừa mới lên tiếng trong bốn người không phải là ai khác mà chính là đảo chủ Mộ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Ánh mắt đảo qua,
Bên người Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan lúc này còn có một lão giả bát tuần. Khí tức tuy rằng đã được thu liếm, thế nhưng trong lúc vô hình tỏa ra uy áp khiến cho người ta run sợ. Hai bên còn có hai lão giả ánh mắt lạnh lùng, từ trong linh hồn của Thượng Quan Thừa Ân Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng nhận ra ba người này. Ba người này phân biệt là trưởng lão của Thiên Vân Đảo, Hỏa Đao Vương Trương Thắng, một cường giả thành danh đã lâu, tu vi Vũ Vương cửu trọng, thực lực không dưới Kình Linh Vương của Thiên Địa Các. Hai người còn lại cũng là trưởng lão của Thiên Vân Đảo. Người bên trái chính là sư phụ Thải Nhân Phượng, Kiếm Linh Vương tu vi Linh Vương thất trọng. Người bên phải là sư phụ Thượng Quan Thừa Ân, tu vi Linh Vương tam trọng, tên là Cao Trường Cung. Bốn người này tới đây Lục Lâm Thiên không cần suy đoán cũng biết mục đích của bốn người này. Hắn thật không ngờ Thiên Vân Đảo thực sự lại có động tác. Cũng thật không ngờ Mộ Dung Lan Lan lại tự mình tới, còn có Hỏa Đao Vương Trương Thắng kia, loại thực lực này hắn không thể ứng phó nổi. Khanh khách, Lục trưởng môn, tới Đông Hải, địa bàn của Thiên Vân Đảo chúng ta sao Lục trưởng môn lại đi nhanh vậy? Không để ta tận tình làm chủ nhà sao? Mộ Dung Lan Lan cười khanh khách, thanh âm như chuông bạc, lại giống thiếu nữ khiến cho người ta nghe vào cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đối với Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan này Lục Lâm Thiên cực kỳ kiêng kỵ. Đảo chủ một trong tứ các tứ đảo, Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan, đừng thấy người này vừa mới cười quyến rũ như vậy. Tất cả mọi người đều biết Mộ Dung Lan Lan này giết người trong vô hình, thực lực của bản thân tuyệt đối là cường giả. Lần này tới đây sợ rằng sẽ không khách khí với hắn. Đa tạ ý tốt của Mộ Dung đảo chủ, ta còn có chuyện quan trọng cho nên sẽ không quấy rầy nữa. Lần sau nhất định sẽ quấy rầy một phen. Lục Lâm Thiên nói, tâm thần tỏa ra chung quanh. Lục Lâm Thiên, ngươi nói thật hay. Đánh chết đệ tử và trưởng lão của Thiên Vân Đảo, lại lăng nhục trưởng lão Thiên Vân Đảo ta. Ngày hôm nay ngươi phải trả giá đắt, ngươi cho rằng bản thân ngươi có thể trêu vào Thiên Vân Đảo hay sao? Một thanh âm giận dữ đột nhiên vang lên, người vừa lên tiếng chính là Kiếm Linh Vương Tiễn Quân Lâm. Vẻ mặt Tiễn Quân Lâm tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, hận không thể khiến cho Lục Lâm Thiên xương cốt không còn. Hừ, đây mới là ý đồ chân chính của Thiên Vân Đảo sao? Xem ra Thiên Vân Đảo chỉ biết ỷ vào thực lực mạnh mẽ ức hiếp kẻ yếu, lần này Lục Lâm Thiên ta quả thực đã được lĩnh giáo. Lục Lâm Thiên nhíu mày, không ngờ lại mở miệng nói. Lúc này hắn cũng không cần giả bộ hồ đồ, cho dù giả bộ hồ đồ cũng vô dụng. Còn nhỏ tuổi mà đã kiêu ngạo như vậy, không biết sư phụ ngươi dạy ngươi như thế nào. Bên người Mộ Dung Lan Lan, Hỏa Đao Vương Trương Thắng híp mắt, tinh quang trong mắt bắn ra nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không chút tránh né, nhìn thẳng vào mắt Trương Thắng. Vũ Vương cửu trọng nho nhỏ, có tư cách gì nói sư phụ của hắn? Mặc kệ là thánh thủ linh tôn Đoan Mộc Khung Thiên hay là nam thúc thì Hỏa Đao Vương Trương Thắng này cũng không có tư cách nói. Cho dù là sư phụ Vũ Ngọc Tiền thì Lục Lâm Thiên tuyệt đối cũng không cho phép kẻ nào bất kính. Nhìn Lục Lâm Thiên, Hỏa Đao Vương Trương Thắng cười to. Ha ha! Tiếng cười xuyên thấu gợn sóng trong không gian, quanh quẩn trong bầu trời. Nụ cười vừa dứt, một cỗ hàn ý nhàn nhạt lan tràn, ánh mắt tập trung vào trên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Không ngờ lại lớn lối như vậy, làm người không nên ỷ vào chỗ dựa của mình, phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Không sai, trong người có người mạnh hơn, chỉ là Vũ Vương cửu trọng mà thôi, còn chưa có tư cách nói tới gia sư ta. Nếu như gia sư ta ở đây sợ rằng một Vũ Vương cửu trọng nho nhỏ như ngươi cũng chỉ có nứa bản quyền đái ra quần. Lục Lâm Thiên chắp tay mà đứng, không chút khách khí phản kích. Tiểu tử kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng, tam trưởng lão. Đảo chủ, trước tiên động thủ giáo huấn hắn một chút thì hắn sẽ thành thật hơn. Ánh mắt Cao Trường Cung lạnh lẽo nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Khí tức từ trong cơ thể mơ hồ tràn ra, cỗ khí tức này cũng không kém. Ca ca, tên Linh Vương tam trọng này giao cho muội, muội sẽ cho hắn biết cái gì mới gọi là không biết trời cao đất rộng. Lục Tâm Đồng liếc mắt nhìn Cao Trường Cung, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Khanh khách. Mộ Dung Lan Lan nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên rồi cười khanh khách nói. Lục trưởng môn, ta có thể gọi ngươi một tiếng Lục đệ đệ được không? Mục đích ta tới đây có lẽ ngươi cũng biết là vì chuyện gì, cũng không phải là Thiên Vân Đảo ta ỷ mạnh hiếp yếu. Thiên Vân Đảo ta chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, đệ tử, trưởng lão Thiên Vân Đảo ta có sai thì sẽ do Thiên Vân Đảo chúng ta xử trí. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, theo ta đi Thiên Vân Đảo,
công khai xin lỗi Thiên Vân Đảo chúng ta. Ta có thể đảm bảo Thiên Vân Đảo không làm khó dễ ngươi. Nói điều kiện thứ hai đi. Xin lỗi Thiên Vân Đảo sao? Không biết Thiên Vân Đảo ngươi dựa vào cái gì mà lại dung túng cho kẻ dưới đầu Độc gia chủ Đoan Mộc gia. Lại không từ thủ đoạn giành vật trong tay Đoan Mộc gia, giờ còn muốn ta xin lỗi. Lẽ nào Thiên Vân Đảo không sợ người trên toàn bộ đại lục cười chê hay sao? Lục Lâm Thiên âm trầm nói, Thiên Vân Đảo chỉ đơn giản muốn vớt lại mặt mũi mà thôi, thế nhưng hắn làm sao có thể cấp mặt mũi cho Thiên Vân Đảo? Thứ hai, ta cũng chỉ có thể mời Lâm Thiên đệ đệ đi Thiên Vân Đảo một chuyến mà thôi. Nói xong, khuôn mặt Mộ Dung Lan Lan trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Nếu như ta không đi thì sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống nhìn chung quanh, bốn người của Thiên Vân Đảo xuất hiện, hắn muốn rời đi sợ rằng không quá dễ dàng. Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan và Hỏa Đao Vương Trương Thắng này sợ rằng hắn khó có thể chống lại được. Trong khi nói Lục Lâm Thiên đã thông báo cho mọi người rời khỏi Lưng Thiên Xí Tuyết Sư, lăng không mà đứng. Một hồi đại chiến là điều khó tránh khỏi. Dùng thực lực của Thiên Xí Tuyết Sư hiện tại không thể bị liên lụy tới. Thủ ấn được kết, Thiên Xí Tuyết Sư lập tức thu nho thân thể rồi bị Lục Thiếu Du thu vào trong không gian thú nang. Một màn này khiến cho sắc mặt mấy người của Thiên Vân Đảo vô cùng kinh ngạc. Ngươi không đi, ngươi nghĩ mình có thể chống lại chúng ta sao? Hỏa Đao Vương Trương Thắng cười, bàn chân bước một bước. Thân thể giống như quỷ mị xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên không xa. Chân khí thuộc tính hỏa ngập trời bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo phát. Cả bầu trời đột nhiên nóng bỏng, gợn sóng trong không gian không ngừng bị đốt cháy vang lên tiếng xèo xèo. Nhìn thấy thanh thế của Hỏa Đao Vương Trương Thắng, sắc mặt đám người Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Đặc biệt là Lục Lâm Thiên. Trong lòng hắn lúc này vô cùng rõ ràng, hôm nay sợ rằng bọn họ khó tránh khỏi một hồi ác chiến. Hai người cao trường cung kia dễ đối phó, thế nhưng Hỏa Đao Vương và Mị Linh Vương này tuyệt đối là cường giả. Tiểu Long, chú ý bảo vệ mọi người, không cần chú ý tới ta. Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, thanh âm vang lên trong đầu Tiểu Long. Phòng ngự của Tiểu Long đủ để bảo vệ mọi người, muốn bảo vệ được mấy người còn lại tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần hắn tuy rằng thực lực không thể địch lại hai người kia, thế nhưng muốn bảo vệ bản thân mà nói không phải là không có cơ hội. Lão đại, đệ hiểu rồi. Huynh cẩn thận một chút. Tiểu Long trả lời, lão đại có bất diệt huyền thể trên người, còn có nhiều thủ đoạn khác cho nên Tiểu Long cũng không quá lo lắng. Tam trưởng lão, Lục Lâm Thiên này giao cho ta đi. Các người bắt mấy người kia đi. Mộ Dung Lan Lan khẽ nói, nàng không cho Lục Lâm Thiên một chút thời gian nào. Oanh! Trong nháy mắt linh lực trong người Mộ Dung Lan Lan bạo phát, trở mặt còn nhanh hơn chớp. Bàn tay khẽ nắm chặt, gợn sóng trong không gian nhanh chóng khuếch tán. Một đạo chảo ấn khổng lồ đột nhiên được ngưng tụ sau đó bắn về phía Lục Lâm Thiên. Đồng loạt ra tay. Nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan động thủ, trong mắt ba người Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương, còn có Cao Trường Cung hiện lên vẻ âm lệ rồi gầm lên giận dữ một tiếng. Chân khí! Linh lực trong cơ thể ba người bạo phát sau đó hóa thành ba đạo chân khí, linh lực khổng lồ giống như thực chất hung hăng đánh về phía Tiểu Long, dương quá, như hoa. Ngao! Ồm! Một tiếng long ngâm và rít gào đột nhiên vang lên, Tiểu Long và Quỳ Long như hoa trong nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ. Đối mặt với ba người này, Tiểu Long và Quỳ Long như hoa không dám có chút sơ ý nào. Hai người biến hóa ra bản thể, ba đạo thân ảnh đang vọt lên lập tức dừng lại một chút. Nhìn bản thể Tiểu Long, Hỏa Đao Vương kia không nhịn được mà kêu lên một tiếng kinh dị. Dáng dấp bản thể của Tiểu Long hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Thế nhưng cỗ uy áp mạnh mẽ bên trên bản thể khiến cho yêu thú phi hành lục giai của bọn hắn phủ phục trên bầu trời. Phanh phanh, Tiểu Long và Quỳ Long như hoa không có một chút dừng lại nào, trực tiếp đánh về phía Hỏa Đao Vương cùng Kiếm Linh Vương, bản thể cường hãn trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Đồng thời Dương Quá cũng có động tác. Ánh mắt tập trung vào trên người Hỏa Đao Vương, trọng kiếm phía sau lưng được rút ra khỏi vỏ. Kiếm quang ngập trời bắn ra mang theo một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh. Một đạo kiếm quang được đánh xuống khiến cho không trung trong chốc lát có một cỗ năng lượng thổ hệ hội tụ tới. Toàn bộ không gian run rẩy, từ cỗ khí thế kinh người này có thể nhận ra, vũ kỹ mà Dương Quá thi triển tuyệt đối đã đạt tới vũ kỹ địa cấp sơ giai. Lục Tâm Đồng cũng có động tác, khói độc quanh người lập tức lan tràn. Không có một chút chần chờ gì, một đạo khói độc màu đen tràn ra, trực tiếp bao phủ không gian to lớn. Phanh phanh phanh.
Ngao! Thanh âm bạo liệt vang lên. Bản thể Tiểu Long và Quỳ Long như hoa trong nháy mắt va chạm với công kích của Hỏa Đao Vương và Kiếm Linh Vương, hai bản thể khổng lồ lập tức bị đánh văng ra. Phanh! Trong chớp mắt không gian chấn động, đạo kiếm quang nhìn như yên bình của Dương Quá trực tiếp đánh xuống. Tiếp theo lập tức đánh tới không trung cách Hỏa Đao Vương không xa. Một kiếm nhìn qua yên bình này cũng khiến cho sắc mặt Hỏa Đao Vương trầm xuống, không dám có chút sơ ý nào, trong tay lập tức xuất hiện một đạo trưởng ấn phá không đánh ra. Phanh phanh! Hai đạo công kích va chạm, kình phong kinh khủng phô thiên cái địa bạo phát, chung quanh hải vực mấy nghìn thước phía dưới có vô số cơn sóng lớn khuếch tán ra chung quanh. Khục khục! Khi kình phong kinh khủng tán đi, Dương Quá lập tức lảo đảo rồi lùi lại mấy bước. Kiếm quang của Dương Quá không ngờ trực tiếp bị trưởng ấn đánh tan. Dưới kình khí dư ba, chân khí trên người cuồn cuộn, trong yết hầu cảm thấy khó chịu. Hiển nhiên dưới một kích này hắn chịu không ít thiệt thòi. Thực lực Vũ Vương cửu trọng quá mức mạnh mẽ, coi như là hắn cũng không thể chống lại. Ngao, lão bất tử, ta xem ngươi đối phó với Long Gia Gia ta thế nào. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long lại rít ào lên một tiếng. Tuy rằng bị Hỏa Đao Vương đẩy lùi, thế nhưng lại không có một chút ảnh hưởng nào. Siêu. Ngược lại, lúc này Lục Lâm Thiên nhanh chóng bố trí huyễn ảnh thanh vũ, thi triển toàn lực thoát khỏi công kích của Mộ Dung Lan Lan. Trong ánh mắt nghi hoặc của Mộ Dung Lan Lan lập tức bố trí thanh linh khải giáp. Lâm Thiên đệ đệ, cho dù là có linh khí phi hành địa cấp đệ đệ cũng không trốn thoát được đâu. Thanh âm như chuông bạc của Mộ Dung Lan Lan vang lên. Thanh âm vừa dứt, bàn chân nàng đạp mạnh hư không một cái, trực tiếp bắn về phía Lục Lâm Thiên. Linh lực trong cơ thể bạo phát, mấy đạo linh lực tạo thành công kích quỷ dị phô thiên cái địa bắn về phía Lục Lâm Thiên. Thật không? Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng. Huyễn ảnh thanh vũ được thi triển tới cực hạn, phối hợp với phù quang lược ảnh tạo thành tốc độ giống như thuấn di biến mất tại chỗ. Tiếng sấm ỉ ùng vang lên, một đạo lưu quang màu xanh trong nháy mắt biến mất không thấy. Một kích của Mộ Dung Lan Lan lần nữa thất bại, không gian nhanh chóng vặn vẹo. Dư ba năng lượng đáng sợ nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Nhìn thân thể Lục Lâm Thiên biến mất, sắc mặt Mộ Dung Lan Lan khẽ biến đổi. Tốc độ của Lục Lâm Thiên này so với trong tưởng tượng của nàng còn nhanh hơn một chút. Không có một chút do dự nào, trong tay Mộ Dung Lan Lan đánh ra một đạo thủ ấn, đồng thời thân thể từ một phân thành hai, hai đạo thân ảnh này trong nháy mắt đồng thời đánh về phía Lục Thiếu Du trong không gian. Đây là linh kỹ hay bí pháp? Lục Lâm Thiên vừa mới thoát khỏi công kích của Mộ Dung Lan Lan lập tức nghi hoặc. Nhìn hai đạo thân ảnh kéo theo một đám tàn ảnh khiến cho Lục Lâm Thiên ngẩn ra. Trong lòng không ngừng suy đoán trong hai đạo thân ảnh này đạo nào là chân thân của Mộ Dung Lan Lan. Thế nhưng hắn vẫn không thể nhìn ra đâu là chân thân của nàng. Lâm Thiên đệ đệ, ta nói rồi, đệ không trốn thoát được đâu. Lúc này Mộ Dung Lan Lan đột nhiên trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Thân thể mềm mại động lòng người mang theo nụ cười quyến rũ cùng với một đạo trưởng ấn đánh về phía Lục Lâm Thiên. Thanh âm bạo liệt đáng sợ liên tục vang lên trong bầu trời. Tề Thiên liệt địa chảo. Trong chớp mắt tay phải Lục Lâm Thiên vươn ra, liệt thiên xuất hiện trong tay. Liệt thiên mang theo năm ngón tay uốn lượn, chảo ấn mang theo một đám tàn ảnh tạo thành vòng cung quỷ dị ầm ầm bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Siêu. Chảo ấn thành hình, không gian lập tức phong vân biến sắc. Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa lặng lẽ hội tụ. Cả không gian to lớn đột nhiên nóng bỏng không gì sánh được. Trong đám năng lượng thuộc tính hảo có một đạo chảo ấn bắn ra. Chảo ấn này màu đỏ giống như hỏa diễm mang theo khí tức sắc bén. Chảo ấn bắn ra, không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo tạo thành một vòng cung cực kỳ rõ ràng. Chảo ấn mang theo khí thế sấm sét trong nháy mắt đánh về phía Mộ Dung Lan Lan. Giữa không trung, trưởng ấn và chảo ấn va chạm tạo thành tiếng trầm muộn. Toàn bộ không gian tức thì run rẩy, từng đạo kình khí nóng bỏng khuếch tán ra. Phanh phanh. Cả hải vực phía dưới giống như đột nhiên nứt vỡ, từng đạo sóng biển hơn 10 trượng bắn lên không trung. Trong bầu trời, chảo ấn sắc bén mà nóng bỏng cùng với trưởng ấn khiến cho không gian vặn vẹo hung hăng đánh vào một chỗ. Tiếng nổ mạnh vang lên, cơn sóng phía trên hung hăng đập xuống mặt nước. Phanh! Dưới cỗ kình khí ngập trời này, thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp bị đánh bay mấy chục thước. Chân khí trong cơ thể sôi sục không ngớt, lục phủ ngũ tạng cũng có chút chấn động. Thật mạnh mẽ. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi sợ hãi than.
thực lực Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan này không ngờ lại cường hãn như vậy, không hổ là cường giả nổi danh cùng Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường của hắn. Lâm Thiên đệ đệ, thực lực của đệ quả thực không kém nha. Ngay khi Lục Lâm Thiên đang chấn động thì thanh âm của Mộ Dung Lan Lan lần nữa vang lên, đồng thời thân ảnh cũng trong nháy mắt đánh về phía Lục Lâm Thiên. Cánh tay không ngừng biến hóa, trong ánh mắt bắn ra một đạo quang mang quỷ dị bao trùm thân hình Lục Thiếu Du. Siêu! Đột nhiên Lục Lâm Thiên ngây ra như phỗng, cảnh vật trước mặt đại biến, đang chìm đắm trong tiệc rượu, nơi này có vô số nữ tử quyến rũ tuyệt mỹ không mặc y phục. Cả đám nữ tử này xuống tới múa may chung quanh Lục Lâm Thiên, động tác khiến cho hô hấp Lục Lâm Thiên dồn dập lên. Ảo cảnh! Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống. Ảo cảnh này so với ảo cảnh của Đạm Đài Tuyết Phi khi trước trên Bình Nham đảo cực kỳ giống nhau. Chỉ là rõ ràng ảo cảnh này mạnh hơn nhiều, trong lòng hắn biết là giả, thế nhưng cũng không nhịn được mà trầm mê vào, dục hỏa trong lòng bị dẫn dắt. Vô Song, Tiểu Long, Hồng Lăng, Cảnh Văn. Lúc này trong đám nữ tử xinh đẹp, Lục Lâm Thiên đột nhiên nhìn thấy thân ảnh của tứ nữ. Bạch Linh. Một đạo thân ảnh cực kỳ quyến rũ xuất hiện, Lục Lâm Thiên quát nhẹ một tiếng. Tâm thần nhanh chóng thất thủ, cảnh tượng trước mặt hóa thành sát khí ầm ầm bạo phát. Không xong. Khi Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại, sát khí đã bắt đầu tràn ra, hắn không kịp phản kháng nữa. Ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.